Sáng hôm nay Thiên Tông đặc biệt náo nhiệt, đệ tử của các đỉnh núi đều ăn cơm rồi xuống núi rất sớm, người xuống núi hết sức đông đúc, ai cũng hướng về phía đài chiến đấu của tỷ thí Tân Tông, không khí càng lúc càng nóng lên, ai bảo đệ tử mới gia nhập Thiên Tông năm nay đều là yêu nghiệt cơ chứ. Ngọn núi phía sau Thiên Tông lại yên tĩnh lạ thường. Thường ngày thì ở ngọn núi phía sau Thiên Tông giờ này sẽ có rất nhiều người tập trung. Nguyên nhân là bởi vì ở đó có nhiều linh khí, là nơi tốt để tu luyện. Hôm nay thì khác, tất cả mọi người đều đã đi xem tỷ thí Tân Tông, không có bất kỳ ai chạy tới ngọn núi phía sau cả. Vì vậy nên cũng chẳng có ai có thể cứu Vệ Xuyên. Không sai, hắn ta vẫn còn đang bị treo trên cây ở ngọn núi phía sau. Ngoài ra, trên miệng của hắn ta còn bị nhét vào một chiếc tất thối, giờ phút này lại có từng đợt gió lạnh thổi qua khiến cho hắn ta lắc qua lắc lại, cũng không biết Triệu Bân đã cho hắn nuốt thứ gì mà khiến cho hắn ta ngủ mê man suốt đêm. Lúc này không có ai ra đây hái linh dược, cũng không có ai ra đây tu luyện, tất nhiên cũng sẽ không có ai phát hiện ra hắn ta đang bị treo trên cây với cái quần cộc hoa lá đặc biệt chói mắt. Bữa sáng ở đỉnh Tử Trúc vẫn rất ấm áp vui vẻ. Ngày đầu tiên làm đệ tử của đỉnh Tử Trúc, Xích Hiên và Lăng Phi vẫn chưa quen lắm. Mấy ngày nay bọn họ vốn dĩ đã nhụt chí. Bởi vì nhụt chí cho nên bọn họ đã có ý định rời khỏi Thiên Tông về nhà, ở lại đây dù sao cũng chỉ bị ức hiếp mà thôi. Nếu không có cơ ngân, có lẽ vài ngày nữa là bọn họ sẽ ra đi. Sau bữa ăn, Triệu Bân, Mục Thanh Hàn, Xích Hiên và Lăng Phi đi trước. Sư phụ đã gật đầu thì tất cả đều là đồng môn tại đỉnh Tử Trúc. Mục Thanh Hàn tất nhiên sẽ không có ý kiến. Theo thứ tự tiến vào Thiên Tông thì Xích Hiên và Lăng Phi là sư tỷ và sư huynh của Mục Thanh Hàn, nhưng theo thứ tự gia nhập đỉnh Tử Trúc thì Mục Thanh Hàn vẫn là đại sư tỷ, đây cũng là ý của Vân Yên. Dù vậy cũng không có ai quan tâm đến mấy chuyện thứ tự này, cả bốn người đều rất hòa thuận, đây chính là mong muốn của Vân Yên ngay từ đầu. Đa tạ, lời của Xích Hiên chỉ có Triệu Bân có thể nghe thấy. Người một nhà cả mà, Triệu Bân mỉm cười. Ở thành Vong Cổ là người một nhà thì khi đến Thiên Tông, họ vẫn là người một nhà. Ế, bọn Tô Vũ đã đợi sẵn dưới núi, khi nhìn thấy bốn người, hoặc nói đúng hơn là khi nhìn thấy Xích Hiên và Lăng Phi thì cả bọn đều nhướng mày. Mấy người này đều đeo lệnh bài ngọc của đỉnh Tử Trúc, Vân Yên đã thu nhận họ làm đồ đệ rồi sao? Giúp đỡ nhé, Triệu Bân mỉm cười và nói. Để đó ta lo, Man Đằng vỗ ngực, hắn ta là một người hào sảng. Đã quên mất chuyện Triệu Bân đánh nhau không màng đến võ đức, cái gọi là không đánh không quen biết chính là dùng để nói về hai người họ. Họ cùng nhau lên đường trong bầu không khí ấm áp. Tốt hơn ngươi nên ngồi lên vai ta đi, ta sợ dẫm phải ngươi. Man Đằng cũng khá tốt tính, kéo Lăng Phi đặt lên trên vai mình. Hai người bọn họ là hai người nổi bật nhất trong đám, một tên thì to con còn người kia thì thấp bé. Đặt Lăng Phi và Man Đằng cạnh nhau thì Lăng Phi còn chưa cao bằng cẳng chân của Man Đằng, thật sự rất dễ bị dẫm trúng. Đương nhiên Lăng Phi cũng rất vui vì đỡ phải đi bộ. Vật chia theo loại, người phân theo nhóm sao? Rất nhiều đệ tử qua lại nhìn thấy mấy người bọn họ thì đều thốt ra những lời đầy ẩn ý. Có nhiều đệ tử khác còn không chịu an phận, muốn gây sự khi nhìn thấy Xích Hiên và Lăng Phi. Có điều, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, đám đệ tử kia lại thôi. Không nói những việc khác, chỉ ba người trong đám này, tên to con Man Đằng rất đáng sợ, đi đứng hoành hoang, nhóc đầu chọc vô niệm trông như vô hại nhưng lại đánh nhau rất giỏi, cuối cùng là tên co ngân do. Tầng mặt tầm thường mà lâm, hắn căn bản không bàn đến võ đích cc, nếu như nhào tới thì sẽ bị đánh đến bán thân bất toại ngay. Có người che chở thật tốt. Lăng Phi rất cảm động, thường ngày nó không hề dám ra khỏi cửa, đi đến đâu cũng bị người ta kiếm chuyện. Nếu như không đánh thì trong lòng rất ấm ức, mà đánh thì đánh không lại, không chừng còn bị đánh hội đồng nữa. Giờ thì tốt rồi. Có đồng đội rồi, hơn nữa còn là đồng đội mạnh, nó không còn phải sợ bị ức hiếp nữa. Người đến quảng trường đã đông như kiến. Đến cả trên những ngọn đồi bên ngoài quảng trường, thậm chí trên cành cây cũng đều có người ngồi. Cuộc thi đấu dành cho các đệ tử mới nhập môn kỳ này thật sự quá nóng bỏng, gần như tất cả người ngoài môn phái đều đến quảng trường. Người trong môn phái cũng đến khá đông, không đủ chỗ ngồi. Sự xuất hiện của bọn Triệu Bân thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đặc biệt là Triệu Bân, đi đến đâu cũng có người bàn tán về hắn, tên này đã nổi tiếng khắp Thiên Tông rồi. Cho ngươi mượn binh khí của ta dùng này. Man Đằng vừa ngồi xuống, lập tức đưa Lang Nha Bổng qua cho Triệu Bân. Thế này, thì
thì ngại quá. Triệu Bân miệng thì nói mà tay thì lại cầm lấy ngay. Lang nha bổng cỡ lớn đặc biệt này có thể phóng to lên cũng có thể thu nhỏ lại, dùng để đập người thì sẽ rất hiệu quả. Hơn nữa, khi nằm trong tay của Triệu Bân thì nhất định uy lực sẽ càng lớn hơn. Vì man đằng không thể nào sánh bằng sức mạnh của hắn, không phải Triệu Bân khoác lác, nếu hắn đập cây gậy đó một cái ngoài Sở Vô Xương ra, thì e rằng không có bao nhiêu người có thể đỡ nổi, Mặc Đao và Vô Niệm cũng không ngoại lệ. Bốc thăm cho chuẩn đấy, hai người đừng có để gặp phải nha, Tô Vũ nhìn Triệu Bân rồi lại nhìn sang Vô Niệm, người một nhà mà, có đánh thì đánh trận cuối cùng, đừng gặp nhau giữa chừng như thế, thứ hạng khác nhau thì phần thưởng cũng không giống nhau. Ta rất muốn đánh nhau với hắn. Nhóc Vô Niệm lại nói lời thật lòng. Đừng có nghĩ quẩn, Triệu Bân cũng thốt ra lời thật lòng. Đẳng cấp cao thật đấy, Kiếm Nam dụi mắt. Trong lúc họ nói chuyện với nhau, càng có nhiều người tới quảng trường. Mặc Đao, Liễu Như Nguyệt, Hàn Tuyết, Bát Nhã đều là những người được tất cả mọi người chú ý. Lúc đi ngang qua Triệu Bân thì họ đều liếc mắt nhìn, đặc biệt là Bát Nhã, bây giờ sắc mặt cô ta trắng bệch, Đại Phật bị hủy diệt nên cô ta bị phản phệ. E rằng sức chiến đấu không thể đạt được trạng thái mạnh nhất trong vòng đấu hôm nay. Vẻ mặt của Triệu Bân rất lạnh lùng. Nếu không phải là cuộc thi thì hắn sẽ không đập Đại Phật mà sẽ đập Bát Nhã luôn. Các ngươi, đã gia nhập đỉnh Tử Trúc rồi sao? Lúc Thanh Giao đi ngang qua thì bất ngờ nhìn Xích Hiên và Lăng Phi, cô ấy đã gặp bọn họ ở thành Vong Cổ, cũng từng tìm sư phụ và xin đối phương nhận họ làm đồ đệ nhưng ngặt nỗi, Lạc Hà không dễ nói chuyện như Vân Yên. Lời nói Thanh Giao lại chẳng có bao nhiêu trọng lượng nên đã không thành công. Xích Hiên mỉm cười, Lăng Phi cũng mỉm cười. Tốt lắm, Thanh Giao cười rạng rỡ. Gia nhập đỉnh Tử Trúc thì không có ai dám ức hiếp họ nữa, có Cơ Ngân bảo vệ, ai mà dám ức hiếp họ chứ. Nhân vật chính đến rồi, Tô Vũ thốt lên. Hắn ta đang nói Sở Vô Xương, ánh sáng toát ra từ người cô ta mới là thứ chói mắt nhất. Lúc cô ta vào trong quảng trường thì đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đệ tử nam thì ngưỡng mộ, đệ tử nữ thì hổ thẹn, các trưởng lão thì đầy vẻ hài lòng, thiên chi kiêu nữ mà, cô gái này sẽ là người vượt cả nữ soái Xích Diễm và đồng thời cũng là thiên tài có thể sánh vai cùng với Hồng Uyên và Hồng Tước, tiền đồ vô hạn. Lúc Ngô Huyền Thông tiến vào thì vẫn vươn hông mệt mỏi, không nhiều lời mà nhảy ngay lên sàn đấu, ông ta nhấp một ngụm rượu để súc miệng rồi lấy giọng, bắt đầu hét lớn. Ông ta vừa dứt lời thì cả quảng trường đều im lặng. Chỉ còn có 7 người, họ lần lượt lên sàn đấu. Sở Vô Xương khá tùy tiện, hành động với tốc độ nhanh nhất, cô ta giơ tay lấy một thẻ ngọc, không thèm nhìn mà đã treo lên tường rồi quay về chỗ ngồi ngay. Cô ta là thiên chi kiêu nữ, có tư cách để cao ngạo. 7 thẻ ngọc nhanh chóng được treo lên, nhìn sơ là biết ngay ai đánh với ai. Nhóc Vô Niệm không có đối thủ, Cơ Ngân đánh với Liễu Như Nguyệt. Sở Vô Xương gặp Hàn Tuyết, Mặc Đao gặp Bát Nhã. Triệu Bân liếc nhìn, không có lộ ra cảm xúc gì, thu ánh nhìn lại và xuống sàn đấu. Mặc Đao vẫn chưa xuống, Bát Nhã cũng vẫn chưa xuống, bọn họ là người đánh trận đầu tiên. E rằng Bát Nhã sẽ thua thôi. Tự tin e rằng đi, nhất định cô ta sẽ thua. Đại Phật đã bị đập mất, bị phản phệ nặng như thế cô ta không thể có được sức chiến đấu đinh phong đâu. Vẫn chưa khai chiến mà tiếng bàn luận đã vang lên, không ai đánh giá cao Bát Nhã. Đúng vậy, đến cả Triệu Bân cũng cho rằng thế, Bát Nhã trong trạng thái mạnh nhất thì cũng chưa chắc đánh thắng được Mặc Đao, nói gì đến trạng thái lúc này, không có Đại Phật trợ giúp, cuộc chiến này không có gì phải trăn trở về kết quả cả. Khai chiến. Ngô Huyền Thông hô lớn rồi nhanh chóng lùi về sau như một bóng ma, nhường lại sàn đấu. Ông ta vẫn chưa dừng lại hẳn thì đã nghe thấy Phật âm. Là chú ngữ của Bát Nhã và cũng là sự kết hợp của chú Đại Bi, chú Tĩnh Thế và chú Diệt Thế. Trạng thái của cô ta không tốt, uy lực cũng không mạnh bằng lúc trước. Pháp thuật này không có tác dụng với ta. Mặc Đao lạnh lùng nói, hắn ta từng ra chiến trường, từng thấy xác chất thành núi, máu chảy thành sông, tâm trí đã bền như sắt, chú ngữ không thể nào làm rối loạn được tinh thần của hắn ta. Dù cho Bát Nhã có ở trạng thái đỉnh phong thì hắn ta cũng không sợ. Ù! Hắn ta xuất ra một đao vô cùng bá đạo, đao quang dài 5 trượng mang sức mạnh vô cùng to lớn. Bát Nhã hơi chau mày, nhón chân, bay người lên, né đòn, cô ta không dám đỡ một đao bá đạo đó trực diện. Trong lúc cô ta lui về sau thì phất tay, tạo ra một vùng niệm lực của nhà Phật, cùng với âm thanh vang vọng như tiếng chuông đồng.
biển niệm lực được tạo ra, lập tức nhấn chìm Mạc Đao. Phá! Mạc Đao khá mạnh, dùng tinh thần lực như một thanh đao, chém toạc chỉ bằng một đòn. Bát Nhã hừm lên, lùi về sau một bước, khóe miệng còn chảy máu. Cô ta dùng đến phép cấm, dấu ấn Phật xuất hiện giữa hai chân mày, sức chiến đấu liền tăng lên mức đỉnh phong. Đánh nhau với Mạc Đao thì phải dùng hết sức, như thế còn chưa chắc có thể đánh lại đối phương nữa, ba chú và niệm lực đều trở thành vật trang trí thì cô ta đã thua mất một nửa rồi. Phách Thiên Trảm, Mạc Đao nhún người, vung đao, xuất tuyệt kỹ. Bát Nhã không kịp né đòn, chỉ đành đỡ trực diện. Khi đứng vững lại, hai tay cô ta bắt chéo thành chữ thập, một bức tượng Phật màu vàng trong trạng thái ngồi thiền liền xuất hiện, bảo vệ cô ta. Phá! Mạc Đao chém một chém, giống như chém phải đá và sắt, thanh đao bá đạo rung ù ù lên. Bát Nhã còn thảm hơn hắn ta, dưới Phách Thiên Trảm, tượng Phật lấp lánh lập tức đổ sập. Phong! Cô ta lại thay đổi ấn quyết, ấn lớn chữ Phật từ trên trời giáng xuống. Mạc Đao vung đao lên, chém nát chữ Phật, sức mạnh tàn dư đập vào Bát Nhã. Cấm! Bá Nhã hét lớn, dùng Phật quang dựng thành tháp Phật, nhốt Mạc Đao lại. Khổ nỗi không thể nhốt được đối thủ. Khí thế của Mạc Đao quá mạnh mẽ, chém một đao là có thể phá tan ngay. Keng! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bát Nhã nhấc kiếm Phật tiến đến, uy lực của thanh kiếm vô cùng bá đạo. Tiếng leng keng cũng vang lên, một người cầm đao, một người cầm kiếm, đánh nhau tưng bừng khói lửa. Không khó để nhận ra, Bát Nhã đã rơi vào thế yếu. Không còn gì băn khoăn nữa, lão Trần Huyền vuốt râu. Gần như các trưởng lão ở đó đều như vậy, nhìn sơ là có thể nhận ra, Bát Nhã đang gắng gượng. Các trưởng lão nhìn lên sàn đấu rồi lại nhìn sang Triệu Bân. Sở dĩ sức chiến đấu của Bát Nhã không thể đạt đến trạng thái mạnh nhất đều là do cơ ngân ban cho hết. Đối với vết thương bình thường, dù cho có bị đập đến tàn phế thì vẫn có thể dùng linh dược để hồi phục. Nhưng khi Đại Phật bị đập nát thì phản phệ từ nó gây ra không phải chuyện đùa, không đến 10 ngày nửa tháng thì không thể nào hồi phục được, không có thời gian hồi phục mà gặp phải Mạc Đao thì chỉ có thất bại mà thôi. Sư phụ của Bát Nhã cũng liếc nhìn Triệu Bân. Ánh mắt của đối phương không hề dễ chịu, vì ngươi mà đệ tử của ta mới phải bị thương thê thảm như thế. Vì cô ta mà có biết bao nhiêu người vô tội đã phải mất mạng. Nếu như không phải vì không phải chỗ thích hợp thì nhất định Triệu Bân đã cự lại rồi. Hắn đã nương tay rồi, nếu như ở bên ngoài, nếu chỉ có hắn và Bát Nhã thì không chỉ là đập nát Đại Phật thôi đâu, hắn cũng sẽ tiễn Bát Nhã lên Tây Thiên gặp Phật Tổ luôn rồi. Tiếng rền ư như thế thỉnh thoảng lại vang lên từ sau khu núi yên tĩnh của Thiên Tông. Là Vệ Xuyên, hắn ta vẫn còn bị treo ở đó, muốn thoát ra nhưng khổ nỗi đan điền đã bị niêm phong. Muốn gọi người cứu nhưng miệng lại bị nhét kín, cứ rằng co ở đó như đang đánh đu, cơ thể lắc qua lắc lại. Mắt hắn ta còn rơm rớm nước mắt. Cũng không biết là vì ấm ức hay là vì chiếc tất nhét trong miệng thối quá nên ngạt thở nữa. Hay, so với khu sau núi thì phía hội trường lại rất náo nhiệt. Tiếng khen hay vang lên ầm ĩ, không ngừng nghỉ, trên sàn đấu thì đánh nhau khốc liệt, dưới sàn đấu thì cổ vũ tưng bừng. Đấy không chỉ là một cuộc thi tầm cỡ mà còn hơn cả một cuộc thi tầm cỡ. Cục diện đã nghiêng hẳn về một bên. Bát Nhã đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, không chống đỡ nỗi đòn tấn công, liên tục chảy máu. Ngược lại, Mạc Đao càng đánh càng hăng, cây đao bá đạo trong tay cũng bị ảnh hưởng, nó rung lên ù ù. Sắp thua rồi, Mục Thanh Hàn khẽ nói. Bá đao, Phách Thiên Trảm. Cô ta vừa dứt lời thì liền nghe thấy Mạc Đao hét lớn lên. Hắn ta đã tung tuyệt chiêu. Nếu đã là tuyệt chiêu thì đó không phải là thứ mà chiêu Phách Thiên Trảm bình thường có thể so sánh được, đao quang dài đến 10 trượng. Bát Nhã cổ dùng cấm thuật, Phật quang bao quanh cơ thể chữ Phật bay xung quanh, tụ lại thành hình Bề Tát. Cũng giống như tượng Phật vàng trước đó, Phật đang ngồi xếp bằng, từ trên đáp xuống. Mặc dù là ảo ảnh nhưng lại bao trùm lấy cả người cô ta. Ù! Mặc đao chém xuống, chém nứt tượng Bồ Tát. Có lẽ vì uy lực của đao quá mạnh nên sau khi chém tan tượng Bồ Tát thì vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục chém xuống, đến khi đao quang chỉ còn cách Bát Nhã ba tấc thì mới dừng lại. Là Mạc Đao đã nương tay, nếu còn chém tiếp xuống thì nhất định Bát Nhã sẽ phải chết. Ta đã thua rồi, Bát Nhã tự cười giễu chính mình.
Câu nói hôm qua cô ta đã nói, hôm nay lại phải nói lại một lần nữa. Mạc Đao lịch sự trả lời lại một câu rồi rút đao, xuống sàn đấu, hắn ta vẫn ít nói như vậy, ngồi xuống rồi nhắm mắt lại, cố sức khôi phục lại chân nguyên đã tiêu hao, tiếp theo vẫn còn có trận chiến ác liệt hơn. Ây! Bát Nhã than thở rồi cũng xuống sàn đấu. Trận đấu đầu tiên của hôm nay cũng là trận đấu cuối cùng. Cô ta là người đầu tiên bị loại, không còn cơ hội được thi vớt nữa. Đặc sắc. Bên dưới vang lên tiếng than đầy sợ hãi, đó là tiếng than thở cho Mạc Đao, cũng dành cho cả Bát Nhã. Nữ tử Phật gia, dù vẫn chưa dùng đến lực chiến cao nhất nhưng vẫn phải sợ hãi về tư chất của bọn họ. Bàn về Mạc Đao, chẳng có những thứ bí thuật hoa hòe màu mè gì, một thanh đao chém xuống, vô cùng mạnh mẽ. Có thể đánh lại tên đó không? Mục Thanh Hàn nhìn Triệu Bân. Cũng được, Triệu Bân trả lời rất ngắn gọn, ngoài Sở Vô Xương ra thì ai lên cũng chẳng sao cả. Câu cũng được đó khiến Mục Thanh Hàn ho khan. Xem đi, tiểu sư đệ nhà cô ta, đến bây giờ vẫn chưa dùng hết sức ư. Sở Vô Xương, Hàn Tuyết, lên đài. Ngô Huyền Thông cao giọng nói, cho Sở Vô Xương đủ thể diện. Soạt. Hàn Tuyết bước lên đài, tư thái khí chất lãnh lẽo. Man Đằng nhìn tới lại thấy rùng mình. Dương Phong cũng thấy cả người không được thoải mái, cực kỳ sợ khí lạnh đáng sợ đó. Soạt. Sở Vô Xương vẫn như một nàng tiên giáng trần, nhanh nhẹn đáp xuống. Cô ta mới là người thu hút sự chú ý của tất cả mọi người nhất, hầu như ai cũng dõi mắt về phía Sở Vô Xương, thậm chí là người yêu nghiệt như Hàn Tuyết, bàn về khí thế và phong thái đều rơi xuống thế hạ phong. Ánh mắt Hàn Tuyết đầy kiêng dè. Người mạnh như Tiểu Vô Niệm cũng bị treo lên đánh bôm bốp, chẳng thể đụng nổi một ngón tay Sở Vô Xương, có lẽ cô ta cũng thế. Đứa con cưng của trời sinh ra trong Sở gia sâu không thể lường trước được, đến tận hôm nay cô ta vẫn chưa dùng đến sức mạnh thật sự. Dù thế, Hàn Tuyết vẫn muốn đánh trận này. Chủ yếu là muốn nhìn thử xem mình thua kém Sở Vô Xương đến đâu. Trên đài chiến đấu không còn lành lặn ấy, khí lạnh lại tàn sát bữa bãi, từng tấc kết thành băng, không chỉ đóng băng mà còn có lực hút cạn, dù là ai, chỉ cần đứng trên lớp băng đó thì sẽ phải chơi trên sân nhà của cô ta. Đáng tiếc, cách này không có tác dụng gì với Sở Vô Xương. Sở Vô Xương không hề di chuyển, chỉ có những sắc màu lóe lên, tia sáng kỳ lạ chợt dâng lên, đài chiến đấu vừa đóng thành băng lại dần mất đi khí lạnh, hóa thành băng vụn, sau đó hóa thành hư vô. Chém. Hàn Tuyết khẽ quát, vung kiếm về phía Sở Vô Xương đằng xa. Đột nhiên, những mũi băng nhọn hiện lên, số lượng nhiều đến mức da đầu con người ra run run. Hàn quang bắn ra bốn phía, tiếng kiếm vang lên chói tai, có thể thấy sức mạnh của đó đến đâu, ai chúng đều có thể bị chém thành hai nửa. Kỳ quái là mũi nhọn băng đến cách Sở Vô Xương chừng vài mét thì đột nhiên dừng lại. Hay có thể nói là Sở Vô Xương khiến chúng phải dừng lại. Trong một thoáng dừng lại, những mũi băng nhọn ấy đều quay đầu nhọn về phía Hàn Tuyết, lao tới. Tại sao lại như thế? Hàn Tuyết khẽ nhíu mày. Đó là mũi băng nhọn của cô ta, tại sao lại quay ngược lại chém về phía cô ta? Cô ta không biết tại sao, rút kiếm vung lên, cố gắng ngăn cản những mũi băng đang lao tới, tiếng va chạm leng keng trong trẻo, tia lửa lạnh lẽo lóe lên cực kỳ chói mắt, rất nhiều đệ tử bị chói phải xoa hai mắt mình. Sở Vô Xương là vạn pháp phất xâm, Mục Thanh Hàn hít một hơi thật sâu. Không sai, đúng là vạn pháp bất xâm, Triệu Bân thản nhiên nói. Biết tại sao mũi băng nhọn lại chém ngược, do Sở Vô Xương đã dùng độn thủy trong vô hình, nó bảo mòn băng sau đó điều khiển được chúng. Tiểu sư đệ nghĩ thoáng thật, Mục Thanh Hàn lắc đầu cười, chờ đến khi thật sự đánh với Sở Vô Xương thì mới biết được. Rốt cuộc người đó đáng sợ đến mức nào, đệ tử ở đây, không ai có thể phá vỡ lớp phòng ngự đó. Tính cả ta, Triệu Bân cười nói. Tính cả ngươi. Thế thì chưa chắc đâu, Triệu Bân cười. Vẫn là câu đó, hắn đánh đấm rất khá, nếu còn không thể phá nổi lớp phòng ngự thì còn đánh cái gì nữa. Mạnh thật. Lại là những lời đó, tất cả mọi người đều dùng chung một câu. Nhiều đệ tử hôm nay mới đến xem trận chiến cảm thấy cực kỳ kinh ngạc với sức chiến đấu của Sở Vô Xương, họ chỉ nghe được những lời đồn về cô ta, lời đồn nghe rất ảo, nay nhìn thấy quả nhiên không phải là hư danh.
giam cầm. Khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì Hàn Tuyết đã xóa tan băng nhọn, dùng đến bí pháp cấm. Cô ta vừa dứt lời thì bốn cây cột băng bỗng nhiên nhô lên từ dưới mặt đất, chia nhau bốn hướng đông tây nam bắc mỗi hướng một trụ băng, trên thân băng khắc những hoa văn cổ xưa, cũng có những phủ văn băng lạnh. Tất cả đều được nối lại với nhau, kết thành lồng băng, bốn cột băng dần biến thành nhà giam giữ chân Sở Vô Xương trong đó, bên trong khí lạnh dữ dội, cũng có tia chớp băng lóe lên. Cơ thể mềm mại của Sở Vô Xương dần dần kết thành băng lạnh lẽo. Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người đều phải ngồi thẳng dậy, Hàn Tuyết đang muốn thắng ngược đây mà. Sự thật chứng minh bọn họ đã lo nghĩ quá nhiều. Sở Vô Xương không cử động, chỉ có luồng ánh sáng ngũ sắc bắn ra, phá nát lồng băng. Hàn Tuyết rên lên, lùi từng bước về phía sau. Còn chưa kịp đứng vững thì một kiếm khí ngũ sắc đã ập đến. Hàn Tuyết vội vàng bấm tay niệm thần chú, xung quanh cô ta xuất hiện lá chắn băng. Vấn đề là kiếm khí ngũ sắc quá mạnh mẽ nên cái cô ta gọi là lá chắn đó yếu ớt như một tờ giấy. Phá! Hàn Tuyết hừ một tiếng, vung kiếm chém. Kiếm khí nhiều màu chợt run lên, lại hóa thành 5 kiếm khí, mỗi kiếm khí một màu, lao đến tấn công. Cảnh tượng đó hôm qua Hàn Tuyết cũng có thấy, biết rõ sự quỷ dị, lại vung kiếm băng lên, đại chiến kiếm khí. Kiếm khí nhiều màu đó từ đâu ra vậy? Man Đằng gãi đầu, nhìn người bên cạnh với ánh mắt mong chờ ai đó giải thích cho hắn ta. Sở Vô Xương, có 5 loại thuộc tính, cuối cùng kiếm nam cũng nói một lời đứng đắn. 5 loại, người hiếu chiến như tên to con kia cũng giật mình kinh ngạc. Chính xác là 5 loại, Tô Vũ từ từ nói, kiếm khí ngũ sắc, được dung hợp 5 loại sức mạnh, uy thế nghiền nát hết tất cả mọi thứ, tư chất cỡ như chúng ta thì chưa chắc đã đỡ nổi một đòn. Dầm. Man Đằng nuốt nước miếng thật mạnh, sợ đến không thể sợ hơn. Tiểu Vô Niệm bất đắc dĩ lắc đầu, đánh một trận với Sở Vô Xương nên biết rõ người này mạnh đến đâu. Thuộc tính gì nhỉ? Triệu Bân thì thào nói, vẫn còn nghiên cứu. Sở Vô Xương có 5 loại thuộc tính thì rất nhiều người biết, 3 thuộc tính thủy, mộc, phong thì cũng có nhiều người biết, chỉ không biết rằng thuộc tính thứ 4 và 5 là gì, theo Lão Trần Huyền nói, Hoài Hồng Uyên. Hồng Tước và Sở Nam thì những người thấy được 2 loại thuộc tính còn lại của cô ta đều chết. Phá! Hàn Tuyết lại quát khẽ, một kiếm chém ngang 5 kiếm khí. Vì thế cô ta cũng phải trả một cái giá rất đắt, kiếm băng bay ra xa, trên người cũng xuất hiện nhiều vết kiếm, mỗi một vết kiếm đều có rất nhiều màu, diệt hóa tinh khí của cô ta, cực kỳ quỷ dị. Sở Vô Xương bên kia thì vẫn thoải mái đứng đó. Trận chiến diễn ra đến giờ vẫn không thấy cô ta nhúc nhích một chút nào. Mở. Hàn Tuyết thầm nghĩ trong lòng, mở cấm pháp âm băng, khí thế bốc lên cao ngất. Cô ta lại ngưng tụ đôi cánh băng ấy một lần nữa, dương cánh bay cao, vút thẳng lên trời. Kịch bản này mọi người đã được xem đến lần thứ 2 rồi. Hàn Tuyết muốn dùng đại chiêu, chẳng mấy chốc sẽ có một trưởng pháp từ trên trời rơi xuống. Thiên pháp lăng tiêu băng ấn. Như những gì mọi người đoán, Hàn Tuyết dùng đại chiêu, một bàn tay ngọc khổng lồ trong suốt từ trên trời ập xuống, nơi tay ngọc lướt qua, không khí và linh lực đều hóa thành băng, nửa bầu trời trở nên lạnh run, có tia sáng lờ mờ lóe lên, trưởng có mạnh hay không thì chẳng ai biết, nhưng hình ảnh lại khá là rung động. Sở Vô Xương còn chẳng cần nhìn, lại chém ra một kiếm khí ngũ sắc. Keng! Tiếng kiếm khí va chạm vang vọng, như tia chớp bắn thẳng lên trời. Thoải mái phá vỡ lăng tiêu băng ấn, sau đó kiếm uy vẫn còn rất mạnh, tách thành 2 chém 2 cánh của Hàn Tuyết. Phụt! Màu máu trên bầu trời rực đỏ. Tất nhiên là Hàn Tuyết thua, rơi từ trên trời xuống như cánh diều đứt dây. Soạt! Sư phụ của cô ta đã đứng dậy, dùng lực nhẹ nhàng đỡ lấy cô ta. Ta, thua! Hàn Tuyết cũng cười tự giễu, trận này thất bại thảm hại. Từ đầu đến cuối vẫn không thể phá được lớp phòng ngự của Sở Vô Xương, thậm chí còn chẳng thể đến gần cô ta chứ đừng nói đến việc lay động được cô ta. Sự chênh lệch của cô ta với Sở Vô Xương là một trời một vực. Cô ta không còn cơ hội để hồi sinh nữa, trận chiến này đến đây là kết thúc. Sở Vô Xương như bóng ma, khi tất cả mọi người vừa mới lướt qua thì cô ta đã ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi rồi.
Dù kiếm quang ngũ sắc đã nhập vào người nhưng vẫn có vầng sáng vô hình chiếu rọi khắp nơi. Mạnh, quá mạnh. Đệ tử chân truyền trong tông môn đều thổn thức không thôi. Lần này các đệ tử mới vào tông đúng là không phải người, cháu gái của nữ soái thật đáng sợ, năm loại thuộc tính. Bao nhiêu năm mới có được một người, đến tận bây giờ vẫn không có ai biết hai thuộc tính còn lại là gì, có lẽ rất hiếm, cũng vì rất hiếm nên sức sát thương sẽ cực kỳ khủng bố. Đừng dây vào người đó, bỏ mạng đấy. Các trưởng lão đều dặn dò đồ đệ nhà mình như thế. Chỉ có đứa ngốc mới đi đụng vào người đó, các đệ tử ho khan. Cơ Ngân, Liễu Như Nguyệt, lên đài. Ngô Huyền Thông ngáp một cái, lại gọi người, chỉ có Cơ Ngân là giọng cao vút. Sẽ là một trận chiến thú vị đây. Tất cả mọi người đều lên tinh thần, nhất là người nội môn, tất cả đều muốn nhìn thử xem cảnh giới chân linh của Cơ Ngân có thật sự mạnh như thế không, quật ngã Phật, điều mà người bình thường không thể làm được nhưng hắn lại làm được. Có khá nhiều người liếc sang nhìn Vân Phượng và Vân Yên. Tỷ muội sinh đôi, đệ tử của hai người lại phải lên đài ganh đua cao thấp. Trước đó Mục Thanh Hàn đã thua. Không biết lần này Cơ Ngân có cứu vãn được không? Soạt. Trong sự chú ý của tất cả mọi người, Liễu Như Nguyệt nhanh nhẹn nhảy xuống. Dáng người của Thể Thiên Linh khá là mảnh khảnh, xương khói lượn lờ, quanh người có tia sáng kỳ lạ dâng lên từ nơi sâu bên trong, cô ta cũng mang theo một loại ý cảnh như ảo mộng, trông hệt như nàng tiên trong giấc mơ. Ầm. Triệu Bân lên đài, lúc đáp xuống phát ra một tiếng bịch. So với Liễu Như Nguyệt, hắn có vẻ bình thường hơn rất nhiều, trên người là quần áo màu trắng, cả người chẳng thấy tí ánh sáng nào, chẳng có gì thần kỳ, hơn nữa còn mang gương mặt đại trà, bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Hắn, đánh bại Bát Nhã. Các đệ tử nội môn hết sức khó hiểu, có cái gì đó không đúng lắm nha. Các trưởng lão đều im lặng không nói gì, những người từng thấy trận chiến của Triệu Bân đều dùng sự im lặng để đối diện. Người trông bình thường đấy, nhưng mà đáng sợ lắm. Hắn là loại người giấu gai góc vào trong, tĩnh lặng như mặt nước, chỉ có lúc nổi bão. Mới trở nên hung dữ còn hơn cả sư tử. Cảnh tượng trên đài chiến đấu đó rất đáng để ghi nhớ. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên Triệu Bân và Liễu Như Nguyệt thật sự đối đầu với nhau. Hắn biết cô ta là Liễu Như Nguyệt. Cô ta lại không biết đối thủ của mình tên Triệu Bân. Suýt chút nữa thành đôi, có lẽ không ai ngờ được rằng đến một ngày. Họ lại gặp nhau trên đài chiến đấu, từng là hai vì sao rực rỡ chói mắt nhất thành vong cổ, lại phải. Phân chia cao thấp vào hôm nay. Vân Phượng thoáng liếc sang nhìn Vân Yên. Ánh mắt Vân Yên không hề bận tâm, chẳng hề có một dao động cảm xúc nào. Điểm này rất giống với Triệu Bân, dù từng là vị hôn thê của mình nhưng vẫn không thể khiến lòng hắn dấy lên chút gợn sóng, đó đã là chuyện quá khứ, hắn chỉ biết thê tử của mình. Tên Liễu Tâm Như. Ai mạnh, ai yếu. Thể Thiên Linh đi, huyết mạch vẫn là thứ gì đó bá đạo lắm. Bát Nhã mà cũng đánh bại được, cô ta có là cái gì? Còn chưa bắt đầu trận chiến mà tiếng bàn tán bên dưới đã vang lên, rất nhiều người bàn luận về trận chiến này. Lần này các trưởng lão thích áp chú đều ngoan ngoãn hơn nhiều, một là không có tiền, hai là không tin vào điều sai trái, tất cả những trận có Cơ Ngân tham gia thì tốt nhất là không nên đặt, bọn họ. Không hợp bát tự. Ta với ngươi, có gặp nhau ở đâu rồi phải không? Môi mỏng của Liễu Như Nguyệt khẽ mở, lại hỏi câu đó. Chưa từng, Triệu Bân bình thản đáp, ai cũng hỏi đúng câu đó. Đoạn đối thoại đơn giản, Liễu Như Nguyệt đã bắt đầu kết ấn. Khi ấn quyết được hoàn thành, hoa bay đầy trời, mỗi một đóa hoa đều ánh lên vầng sáng mờ ảo, muôn hồng nghìn tía, các nữ đệ tử tròn mắt xem mê ly, chỉ vì cảnh tượng đó thật sự rất đẹp, tinh thần họ trở nên hoảng hốt, đúng là nữ tử thường thích hoa, phái nam thì chẳng có cảm giác gì. Tỉnh lại, đó là ảo thuật, kiếm nam vỗ vỗ Chiêu Tuyết. Cơ thể mềm mại của Chiêu Tuyết run lên, sau đó mới tỉnh lại từ trong ảo cảnh, rất nhiều đệ tử cũng thế. Khi nhìn lên đài chiến đấu một lần nữa thì đã bắt đầu e dè, ảo thuật của Thể Thiên Linh quả nhiên không hề tầm thường. Trên đài, những đóa hoa ấy vẫn bay lượn đầy trời. Những đóa hoa hư ảo đó mang theo thứ ma lực ảo rồi lại thực. Cảnh tượng đó chỉ cần ai nhìn nhiều hơn một chút đều có thể bị rối loạn tâm trí, khó lòng phòng bị. Nhìn sang Triệu Bân,
hắn vẫn đứng sừng sững như một bức tượng không hề di chuyển. Chúng chiêu, Man Đằng hỏi thử. Niệm lực của Phật gia còn chẳng thể làm gì được hắn thì ảo thuật cũng không có tác dụng gì đâu, Tô Vũ nói. Đúng là chẳng có tác dụng gì. Nhìn vào hai mắt Triệu Bân sâu thăm thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ, đâu có giống người chúng ảo thuật. Vẫn chưa hết đâu. Liễu Như Nguyệt hờ hững nói, bí quyết lại biến đổi. Đột nhiên những đóa hoa bay lượn đầy trời lóe lên tia sáng lạnh như băng, đầy sát phạt, những cánh hoa đang bay lượn ấy lại phát ra tiếng kiếm chạm vào nhau, thậm chí còn hóa thành mưa kiếm đầy trời từ trên không trung. Chém về phía Triệu Bân. Triệu Bân không hề cử động, gió lạnh đã ấp tới. Là độn phong, là một cơn lốc khổng lồ, hoa hòe gì đó, tiếng kiếm gì đó đều bị lốc xoáy xé tan thành từng mảnh, ảo thuật không có tác dụng với hắn, mưa kiếm đầy trời cũng không thể chạm vào người hắn, hay có thể nói là tu vi của Liễu Như Nguyệt chưa đủ để phá hủy lớp phòng ngự của hắn, nhưng để Sở Vô Xương làm thì mọi thứ sẽ khác. Huyền pháp, thiên linh cấm phong. Liễu Như Nguyệt khẽ quát, lại thay đổi ấn quyết một lần nữa. Ầm. Vòm trời chợt run lên. Bốn cột sáng từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng xuống đài chiến đấu, có phù văn dây xích bay lơ lửng, cuốn lại với nhau nối liền những cột ánh sáng đó, cách này giống hệt nhà giam băng giá của Hàn Tuyết trước đó. Bấy giờ, Triệu Bân đang bị nhốt trong nhà giam đó. Cảnh tượng trong nhà giam khác với bên ngoài, có làn sương mù mờ ảo. Triệu Bân thì bá đạo hơn, một chưởng đánh cho nhà giam xuất hiện lỗ thủng, mạnh mẽ đánh ra. Huyền pháp. Kính thiên linh. Liễu Như Nguyệt hờ hững nói, một kiếm vung lên quấn quanh mặt kính. Là một tấm kính hư ảo, ánh sáng lờ mờ không thể chiếu thấy bóng người, chỉ có hào quang bắn ra, sáng rực rỡ như ánh nắng chói mắt, hơn nữa còn có sức xuyên thủng cực mạnh, các đệ tử khác thấy thế thì tim chợt hẫng một nhịp, nếu chiếu vào người chắc sẽ thành tấm lưới mất. Bộp, leng keng, keng. Tuy hào quang của kính thiên linh rất mạnh nhưng lại không thể phá được phòng ngự của Triệu Bân. Cái gọi là không thể chạy được đó chính là chân nguyên hộ thể của Triệu Bân, ma sát lóe lên tia lửa, không chỉ Liễu Như Nguyệt nà cả các đệ tử đều nhíu mày, sức phòng ngự của người này. Mạnh quá đáng. Keng. Triệu Bân chém ra một kiếm khí xuyên thủng kính thiên linh. Liễu Như Nguyệt dồn sức nhảy về phía sau, vùng kiếm đánh tan kiếm khí đó, đồng thời một tay kết ấn quyết, một luồng cực quang từ trên trời giáng xuống, ong ong run lên. Nhanh chóng ập xuống từ trên cao khiến quần chúng lại thấy run sợ, cực quang có sức xuyên thủng đủ để nghiền nát tất cả mọi thứ. Một đòn đó, cũng tạm chấp nhận được, Triệu Bân thầm nói. Hắn chẳng thèm nhìn, chỉ nhấc chân lên thoải mái né qua. Rầm. Cực quang đánh xuống khiến đài chiến đấu xuất hiện một cái hố. Nói chính xác hơn là đánh ra một cái miệng giếng, có khi chẳng mấy chốc sẽ thấy nước ngọt dâng lên. Rầm. Man Đằng nhìn thấy lập tức nuốt nước miếng ửng ực. Những người khác xung quanh cũng cảm thấy run sợ, nếu cực quang đó đánh chúng thì chắc chắn sẽ bị xuyên thủng, cả Vô Niệm cũng lộ vẻ kiêng dè, e là chuông vàng hộ thể của hắn ta cũng không thể cản nổi. Má ơi, còn nữa hả, Kiếm Nam gào to. Tất cả mọi người đều ngửa đầu lên, mấy chục cực quang đang ngưng tụ chuẩn bị đánh xuống. Chịu thua chưa, Liễu Như Nguyệt thản nhiên nói. Ẩn ý trong lời cô ta nói ấy à? Rất là rõ ràng, bây giờ mà nhận thua thì vẫn bình yên vô sự. Nếu không chịu nhận thua, mấy chục cực quang đánh xuống thì không còn là thứ ta có thể. Biết chắc được nữa, chỉ cần một cực quang đánh chúng thôi đều có thể lấy mạng ngươi, đó không phải lời nói đùa. Chỉ có từng đó, mà đã muốn đánh bại ta, Triệu Bân thản nhiên nói. Nếu thế thì, tiếp chiêu đi, Liễu Như Nguyệt hét lên, ấn quyết cũng đã được tạo thành. Ầm, ầm. Mấy chục cực quang cùng rơi thẳng xuống. Ánh sáng, vẫn là thứ cực kỳ chói mắt, mỗi một cực quang đều mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, còn mạnh hơn cả phách thiên trảm, đúng như lời Liễu Như Nguyệt nói, chỉ cần một cực quang đánh chúng thôi đều có thể mất mạng. Triệu Bân còn chẳng thèm nhìn. Chỉ thấy một ngón tay hắn, vẽ thành một tia hồ quang màu tím giữa không trung. Là khí huyền hoàng quanh quẩn nơi đầu ngón tay hắn. Một chút hồ quang khiến mấy chục cực quang bị chém ngang, sức mạnh đáng sợ gì gì đó, khả năng nghiền nát gì gì đó, sau khi bị chém thì đều mất đi sức mạnh vốn có của nó, còn chưa đánh xuống thì đã nổ thành đốm sáng trên không trung, sau đó tan theo làn gió. Đó,
Tất cả mọi người giật mình, đó là bí thuật gì thế? Liễu Như Nguyệt lùi từng bước về phía sau, cực quang liên tục đánh vào người cô ta, bất cần một chút thôi sẽ bị cắn trả. Người hoảng sợ nhất vẫn là cô ta, hồ quang màu tím đó rốt cuộc là thứ gì mà lại mạnh đến thế? Đánh xong chưa, Triệu Bân hờ hững nói. Liễu Như Nguyệt chẳng đáp, chỉ khẽ nhíu mày lại. Thật sự đối đầu với cơ ngân thì mới biết được sự quỷ dị của tên cảnh giới chân linh này. Đến tận bây giờ vẫn chưa thấy hắn dùng đến tư chất thật sự của mình, thậm chí còn hiếm khi dùng đến bí thuật, hắn sâu không thể lường được thật ư. Với tu vi và lực chiến của cô ta, đánh mười mấy hiệp nhưng vẫn chưa thể tổn thương đối thủ chút nào. Sự im lặng của cô ta cũng là sự im lặng của những người đang có mặt ở đây. Nhất là đệ tử nội môn, mày cứ nhíu chặt. Trước đó nghe đồn họ còn không tin nhưng lần này thì tin thật rồi. Rõ ràng chỉ là cảnh giới chân linh. Tại sao lại mạnh đến thế, cứ như trên người đang có một tấm mạng che mặt bí ẩn vậy, đừng nói là các đệ tử, các trưởng lão cảnh giới địa tạng cao nhất cũng không thể nhìn thấu, hất tung một tấm mạng che mặt thì bên trong. Lại có thêm một tầng khác, cảnh giới chân linh nho nhỏ rốt cuộc đang che giấu bao nhiêu bí ẩn. Đệ tử ngoại môn xem mãi cũng quen, họ cũng chẳng thể nhìn thấu, chỉ biết tiểu võ tu tên cơ ngân đó còn đáng sợ hơn những gì bọn họ nghĩ rất nhiều, đến giờ vẫn chưa dùng đến thực lực thật sự và bí pháp. Có thể nói là ẩn giấu rất sâu. Sao lại như thế được, Vân Phượng nhíu mày lại thật chặt. Đồ đệ của cô ta là thể thiên linh hàng thật giá thật, thế mà lại chẳng thể làm gì một cảnh giới chân linh. Một lần nữa, Vân Phượng liếc sang nhìn Vân Yên. Cô ta đã quá xem thường cơ ngân rồi, cũng đánh giá thấp Vân Yên nữa. Ánh mắt của người muội muội này vẫn rất cao, có thể nói là mắt sáng như đuốc, kỳ tài có một không hai như thế lại được cô ta khai thác về. Điểm này thì cô ta đã nghĩ sai cho Vân Yên rồi. Dù là sư phụ nhưng cô ta cũng chẳng hề hay biết gì, kinh ngạc hết lần này đến lần khác, khiếp sợ hết lần này đến lần khác, đến tận lúc này cô ta vẫn chưa hiểu hết về đồ đệ nhà mình, hôm đó cô ta nhận cơ ngân không phải vì hắn vượt trội hơn người mà là. Cô ta tin tưởng nữ soái Xích Diễm vô điều kiện, sự thật đã chứng minh người Sở Lam chọn quả là một yêu nghiệt nghịch thiên. Đánh xong rồi thì đến lượt ta. Triệu Bân bước trên đài chiến đấu vỡ nát, lao tới trong vài giây, một chưởng đánh tới. Liễu Như Nguyệt giật mình tỉnh táo lại, vội vàng đối phó, tay kết ấn chữ triện, cũng giơ một chưởng lên. Phụt! Hai đòn tấn công va vào nhau, màu máu chợt lóe lên. Là máu của thể thiên linh, bị một chưởng của Triệu Bân đánh văng. Soạt! Triệu Bân bám theo như cái bóng, những ngón tay chứa chân nguyên dâng trào. Định! Trong lúc văng ra xa, Liễu Như Nguyệt phung tay, một kiếm vẽ ra một vòng ánh sáng giam cầm Triệu Bân giữa không trung. Vòng ánh sáng trói rất chặt, nhưng với Triệu Bân mà nói chỉ là một món đồ chơi, một kiếm khí thoải mái xem đứt. Keng! Liễu Như Nguyệt giữ vững thăng bằng, chuyển lùi thành đánh, một kiếm lao tới. Triệu Bân giơ tay nắm lấy mũi kiếm, dù chân nguyên của Liễu Như Nguyệt có mạnh cách mấy cũng không thể đâm vào nửa tấc, kiếm uy sắc bén mạnh mẽ cũng bị xóa tan, chỉ nghe thấy tiếng kiếm thiên linh run lên. Kiếm khi bắn ra hỗn loạn, có cái bị ép nhập vào thân kiếm, có cái bị phá hủy thành tro. Phá! Liễu Như Nguyệt khẽ quát lên, đôi mắt xinh đẹp bắn ra một luồng kiếm quang. Triệu Bân vẫn không nhúc nhích, chân nguyên dâng lên giữa mi tâm, tạo thành một lá chắn nhỏ chống lại kiếm quang. Cùng lúc đó, lòng bàn tay hắn dồn lực khiến kiếm thiên linh run lên ông ông. Liễu Như Nguyệt khẽ tên lên, cũng bị phản lực đẩy lùi về phía sau bình bịch. Soạt. Triệu Bân như một cái bóng lướt đến trước mặt, một chưởng như thanh đao từ trên trời giáng xuống. Liễu Như Nguyệt thực hiện cấm pháp cố gắng tránh ném, vung kiếm lên chém ra kiếm khí nhưng chẳng thể làm gì được Triệu Bân, từng kiếm khí chém vào chân nguyên hộ thể của hắn nhưng chỉ ma sát tạo thành tia lửa lóe lên rồi biến mất. Keng, keng, keng. Tiếng kim loại va chạm vào nhau leng keng, đan sen, vang vọng trên đài chiến đấu, cũng vang vọng khắp hội trường. Hai người như hai cái bóng không cách nào thấy rõ hình, mỗi lần đối đầu lại có tia lửa muôn màu muôn sắc lóe lên. Không khó để nhận ra Liễu Như Nguyệt hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong. Nhìn sang Triệu Bân, bình tĩnh điềm đạm, hoàn toàn không có chút vất vả nào. Rõ ràng là đè người ta ra đánh mà, Tô Vũ chậc chậc lưỡi. Đại Phật của Bát Nhã còn bị quật ngã nữa là thể thiên linh, chẳng là cái gì cả, Kiếm Nam nói. Hắn vẫn chưa dùng hết sức, vô niệm thì thào, yêu nghiệt có góc nhìn của yêu nghiệt,
hắn ta có thể nhìn thấy rất rõ, chỉ không biết là bây giờ Triệu Bân đã dùng bao nhiêu phần sức mạnh thật sự rồi. Hắn ta lặng lẽ cầu nguyện, mong là trận sau có thể đánh với Cơ Ngân, rất muốn biết được rốt cuộc Cơ Ngân mạnh đến mức nào. Tiểu tử giỏi thật, lão Trần Huyền hít một hơi thật sâu. Ta đánh đấm rất khá. Những lời đó, Triệu Bân từng nói không chỉ là một lần, ông ta chẳng hề tin, nay chứng kiến tận mắt thì mới tin được, thảo nào ông ta thất bại, thảo nào ông ta thua, Triệu Bân đã báo đáp án cho ông ta trước, chỉ có ông ta cố tình không chịu tin. Không tin thì phải trả một cái giá đắt, áp chú đến đâu thua đến đó, người cầm cái như ông ta lại thua đến táng ra bại sản. Ở đây cũng còn rất nhiều người giống ông ta, cả đệ tử và các trưởng lão, cũng vì đánh giá thấp Cơ Ngân nên mới đặt Cơ Ngân, càng đặt càng hào hứng, cứ thích đặt hắn sẽ thất bại, thua thê thảm. Kết quả là, hắn lại đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhìn lại nhưng đệ tử mới vào tông xem, e là chỉ có Cơ Ngân mới đủ tư cách ganh đua cao thấp với Sở Vô Xương. Hôm đó ở đình Ngọc Tâm, tiểu tử đó không hề cậy mạnh, hắn thật sự có đủ tư cách để khiêu chiến Sở Vô Xương. Nữ soái à, bọn ta sai rồi, tiếng thở dài vang lên mãi. Sự thật đã chứng minh rất nhiều lần, ánh mắt của bọn họ vẫn không bằng Sở Lam. Thảo nào đến nay họ vẫn còn là địa tạng tầng cao nhất, không thể lên được chuẩn thiên, thì ra là do mắt nhìn quá kém. Phụt! Khi mọi người đang bàn tán thì Liễu Như Nguyệt lại đẫm máu. Lại, tại sao lại dùng từ đó? E là từ khi bắt đầu trận chiến đến giờ, cô ta luôn là người bị đánh, cơ thể mềm mại uyển chuyển là thế, nhưng nhuộm đầy máu tươi, nhìn sang đối thủ của cô ta, đừng nói là vết thương, còn chẳng thấy hắn trông nhếch nhác chật vật tí nào nữa là. Ngươi, rất mạnh, Liễu Như Nguyệt khẽ hé môi. Triệu Bân không đáp, hắn xoay cổ tay, có lẽ đang muốn đi quật người. Ầm. Nhưng một tiếng vù vù vang lên, Liễu Như Nguyệt lại dùng cấm thuật. Vẫn là một phù văn cổ xưa khắc lên giữa mi tâm cô ta, có lẽ là cấm thuật của thiên linh, khi phù văn thành hình, mái tóc đen mượt kia chợt hóa thành màu tuyết trắng, lực thiên linh chảy dọc khắp người, trong nháy mắt, cơ thể cô ta có sự thay đổi khác lạ, màu sắc quái dị hiện lên, khí huyết và uy thế của cô ta cũng được đẩy lên một tầm cao mới trong nháy mắt. Có vầng sáng rực rỡ lan xa, người thường chạm vào như tắm trong gió xuân, người có huyết mạch đặc biệt lại thấy áp lực hơn rất nhiều. Một chiêu, quyết định thắng thua. Liễu Như Nguyệt khẽ nói, đi tới từng bước, như một luồng cực quang bay thẳng lên trời. Ôi mẹ ơi, cô ta cũng biết bay hả? Màn đằng lại như tên ngốc ngước mặt lên trời gào to. Nhóm nữ yêu nghiệt đó cứ thích bay lên trời lượn một vòng vậy hả? Tô Vũ ngửa đầu sờ cằm. Chẳng hạn như Bát Nhã, chẳng hạn như Hàn Tuyết, mỗi lần muốn dùng đại chiêu đều bay thẳng lên trời, thể thiên linh cũng cầm đúng quyển kịch bản đó. Phong thái tuyệt thật. Mọi người đều ngửa đầu lên, đập vào mắt là Liễu Như Nguyệt rực rỡ sáng ngời như bích ba tiên tử, nhỏ bé huyền ảo, sương khói phủ xuống khiến vòm trời mênh mông trải đầy mây mờ rực rỡ. Xem thường cô rồi, Triệu Bân thầm nói, khỏi cần nhìn hắn cũng biết đòn tấn công của Liễu Như Nguyệt sẽ có sức sát thương rất mạnh. Huyền pháp, cực diệt thiên linh. Liễu Như Nguyệt quát to, hai tay khép lại, từ trên trời bay xuống. Sau đó, mọi người nghe thấy tiếng kiếm vang lên, kiếm quang một màu xanh biếc từ trên trời cắm xuống, có cấm pháp cực diệt, tỏa ra lực huyết mạch thiên linh, khí thế mẽ mẽ, cùng với cực quang đậm hơn, kiếm uy có thể nghiền nát tất cả mọi thứ khiến bầu trời phải biến sắc, ánh mặt trời cũng trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Mạnh thật, kiệm lời như mặc đao cũng phải mở mắt ra. Cực diệt thiên linh của Liễu Như Nguyệt không hề yếu hơn đao phách thiên trảm của hắn ta. Mạnh thật, Bát Nhã đang chữa thương cũng khẽ lên tiếng, một kiếm đáng sợ như thế, dù là đại Phật của cô ta trúng một nhát thôi cũng sẽ bị thương rất nặng. Trong số những ánh mắt đầy kiêng dè đó có cả Hàn Tuyết, Lang Tiêu Băng Ấn của cô ta gặp phải cực diệt thiên linh chắc cũng sẽ bị một kiếm xuyên thủng. Chuông vàng hộ thể của ngươi có thể đỡ nổi không? Kiếm nam nhìn sang Tiểu Vô Niệm. Quá sức. Vô Niệm ho khan. Một kiếm đó có thể cắt ta thành hai nửa đấy, Man Đằng nhếch miệng. Tiểu sư đệ, Mục Thanh Hàn đã đứng dậy gọi một tiếng, nhanh chóng xuống đài, tranh thủ thời gian trước khi quá muộn, nếu không kiếm quang chém đến nơi thì dù có là người thực hiện như Liễu Như Nguyệt cũng không dám cam đoan bất kỳ điều gì. Mang theo cả lực khóa chặt Mục Tiêu Hả, Triệu Bân chỉ ngửa mặt lên trời nhìn, đòn tấn công này chắc chắn sẽ trúng được mục tiêu.
nếu đã không thể trốn được thì đành phải chống đỡ thôi. Triệu Bân nói xong bèn siết chặt nắm đấm, chân nguyên bao quanh cả bàn tay, tất cả sức mạnh đều tập trung vào đó. Tên đó, định dùng tay không để đỡ đòn hả trời. Thấy hắn như thế, đa số đệ tử ở đây đều đứng dậy theo bản năng. Bấy giờ, cả các trưởng lão cũng phải nhíu mày, tay không đỡ đòn cực diệt thiên linh này, định tìm chết hay gì? Tới đi. Khi tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc thì Triệu Bân đi tới, một quyền nghịch thiên được đấm ra. Răng rắc. Âm thanh đó trong trẻo nhưng cũng đầy chấn động. Là tiếng kiếm quang vỡ tan, một đấm của cơ ngân khiến nó vỡ nát. Chưa hết, dư âm sức mạnh của nắm đấm còn bay thẳng lên trời khiến Liễu Như Nguyệt khiếp sợ không thôi, ập đến rất nhanh khiến cô ta không thể giữ vững thăng bằng, rơi xuống. Như con diều đứt dây, trong quá trình rơi xuống, vầng sáng bao quanh người dần tan biến, chân nguyên đã bị hao mòn hết, không còn sự huyền ảo đó nữa. Thế này quá là... Tất cả mọi người giật mình, nhìn Triệu Bân với ánh mắt khó tin. Chỉ trong nháy mắt, cơ ngân trong ấn tượng của bọn họ đã thay đổi, bóng lưng ấy còn cao hơn cả bia đá, chói mắt đến lạ, tay không của hắn cứng rắn đến mức nào. Mà lại dùng một đấm đánh tan kiếm quang của cực diệt thiên linh. Sức mạnh đó đáng sợ đến mức nào, hắn thật sự là cảnh giới chân linh ư, nên biết rằng Liễu Như Nguyệt là cảnh giới huyền dương đấy. Một đấm. Mục Thanh Hàn vẫn còn gọi tiểu sư đệ một giây trước thì bây giờ đang nuốt nước bọt thật mạnh, cô ta lo nghĩ quá nhiều, đánh giá thấp cơ ngân quá rồi, hắn quả là khủng bố. Sự kinh ngạc của cô ta cũng là nỗi khiếp sợ của Vân Yên. Khoảnh khắc cực diệt thiên linh đánh xuống, cô ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cứu người rồi, kết quả là cô ta đã lo lắng thái quá, tiểu đồ đệ nhà cô ta có thể giải quyết được tình huống này. Nguyệt Nhi, Vân Phượng đã rời khỏi chỗ ngồi. Dùng lực nhẹ nhàng đỡ người. Liễu Như Nguyệt vững vàng đáp xuống đất, máu cứ chảy dọc bên khóe miệng, ánh mắt nhìn Triệu Bân. Đã thay đổi, sự kiêu ngạo của cô ta gặp phải cú sốc trước nay chưa từng có, thể thiên linh đấy. Lại thua bởi một cảnh giới chân linh, không biết là cô ta đã đánh giá cao bản thân, hay đánh giá cơ ngân quá thấp, thất bại thảm hại. Ta, thua, lần đầu tiên đứa con gái cưng của trời cao phải cúi đầu. Cực diệt thiên linh. Dồn hết lực huyết mạch. Triệu Vân không nhìn tới Liễu Như Nguyệt, hắn xoay người xuống đài, miệng còn lẩm bẩm. Một đòn của Liễu Như Nguyệt vẫn rất mạnh. Bí thuật cực diệt thiên linh này hắn cũng thấy rất hay. Rõ là một trận chiến có thể kết thúc trong vài hiệp, lại đánh tận mấy chục hiệp vì hắn đang lén học hỏi bí thuật, ngoài mặt là chiến đấu, lại một công đôi việc, tranh thủ học hỏi bí pháp, hay có thể nói là hắn không lên đài để đánh nhau mà đến để học bí pháp. Tài nhiều không nặng người. Hắn lén học hỏi bí pháp cũng chỉ để đối phó Sở Vô Xương. Chẳng hạn như cực diệt thiên linh, nếu như có thể am hiểu được bí pháp này thì Sở Vô Xương có thể vất vả thêm một chút. Cơ ngân, thắng. Tiếng hét của Ngô Huyền Thông cao vút, vang vọng nửa thiên tông. Tiếng hét đó được phát ra từ tận đáy lòng ông ta, ánh mắt nhìn Triệu Bân cũng đầy rung động, trước đó Bát Nhã Phật gia, sau là thể thiên linh. Tất cả những đệ tử yêu nghiệt đều bị hắn đánh bại hết lần này đến lần khác. Tiểu tử, người gian lận đúng không? Triệu Bân vừa ngồi xuống thì bọn Tô Vũ đã nhào tới. Đám người kia cứ líu díu mãi không chịu im lặng, há miệng ra là lại chậc lưỡi mãi không thôi. Khiêm tốn thôi. Triệu Bân trầm giọng nói, có chơi gian lận không thì chẳng cần biết, nhưng khoảnh khắc đó đã khiến tất cả mọi người mở mang tầm mắt, dù là đệ tử hay trưởng lão thì đều nhìn hắn như quái vật. Dồn hết sức để đánh bại Liễu Như Nguyệt chẳng có gì to tát, đáng sợ là. Hình như hắn còn chưa dùng hết sức đâu, thế thì, rất đáng sợ. Bên này, Vân Phượng cũng đưa Liễu Như Nguyệt xuống đài. Không khó để nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Liễu Như Nguyệt, màu đỏ kia trở nên chói mắt hơn, mấy trận trước cô ta còn kiêu ngạo nói với cơ ngân với vẻ hống hách, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện cho đừng gặp ta trên đài chiến đấu. Thế mà mới có vài ngày đã bị vả mặt bôm bốp rồi. Cái cô ta gọi là khoan dung đó đứng trước sức mạnh tuyệt đối chỉ là một câu chuyện hài hước không đáng nói. Mặt cô ta nóng rát, hai má Vân Phượng lại càng nóng hơn. Cô ta vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên Triệu Bân đến Thiên Tông cô ta còn cố tình đến đỉnh Tử Trúc một chuyến, nói những lời rất chướng tai gai mắt, thiếu điều bảo hắn là rác rưởi thôi. Thế mà nửa tháng trôi qua, rác rưởi mà cô ta nói lại là kỳ tài có 102,
cả đồ đệ cô ta cố gắng bồi dưỡng cũng thất bại thảm hại. Lần này, bị vả mặt nghe cứ vang bốp bốp lên ấy. Nhìn lại muội muội Vân Yên của mình, lại nghĩ tới những hành động của cô ta. Thì ra, cô ta mới là kẻ đuôi mù, nực cười là. Đến tận bây giờ cô ta mới biết. Đình Tử Trúc, cứu lại được một trận rồi. Lão Trần Huyền vuốt râu, cứ tưởng hai đệ tử của Đình Tử Trúc sẽ bị Thể Thiên Linh ăn hết, bây giờ xem ra Mục Thanh Hàn không thể giải quyết được, nhưng tiểu sư đệ thì lại dư sức. May là lần này không đặt, lão Huyền Sơn ho khan. Ngô Huyền Thông trên đài, hay thậm chí là rất nhiều trưởng lão đang có mặt cũng đều ho khan. Đặt đi. Đặt nữa lại thua nữa cho xem. Người họ xem trọng là Thể Thiên Linh Liễu Như Nguyệt, không thua mới là lạ. Hôm nay, có đánh nữa không? Màn Đằng hỏi một câu. Đánh, Ngô Huyền Thông rót một ngụm rượu. Đánh thì tất nhiên là phải đánh rồi nhưng để mọi người nghỉ ngơi hồi phục lại chút đã. Như Liễu Như Nguyệt ấy, chân nguyên khô cạn hết rồi, cần thời gian để nghi ngoi lại sĩ ức. Còn tên Cơ Ngân kia thì ông ta hoàn toàn không hề lo lắng, từ đầu đến cuối hắn có dùng đến chân nguyên bao giờ đâu. Chỉ có một chữ, chờ. Tất cả mọi người ở đó đều vui vẻ chờ. Không chờ đợi vô ích đâu, kiểu gì lát nữa cũng sẽ có mấy thứ hay để xem. Muốn xem kịch hay thì chờ thêm một lúc cũng chẳng sao cả. Lần này không còn cơ hội hồi sinh nữa rồi. Sở Vô Xương, Mặc Đao, Vô Niệm, Liễu Như Nguyệt, Cơ Ngân, ai sẽ bị loại đây? Chắc chắn không phải là Sở Vô Xương. Tuy chỉ là nghỉ giữa trận nhưng mọi người lại bàn tán rất sôi nổi, sắp tới đây sẽ là loại trực tiếp, ai cũng đoán xem người nào sẽ bị loại, Sở Vô Xương thì không tính rồi, trừ khi cô ta bỏ quyền, nếu không ai có thể loại cô ta được. Bốn người còn lại, phải có hai người dừng bước. Đặt cược đi, đặt nhiều thắng nhiều, đặt ít thắng ít. Lão Trần Huyền lại bắt đầu dục dịch, hét to như đang giao hàng ngoài chợ. Người đến ủng hộ ông ta rất ư là nhiều. Hay có thể nói là từ đầu đến cuối mọi người vẫn luôn đến ủng hộ, đang ôm trong tay rất nhiều thứ lại thành bỏ ra rất nhiều thứ. Bỏ ra cho ai, cho cái kẻ tên Cơ Ngân kia và những người đặt Cơ Ngân thắng, chắc là kiếm được cũng bộn, chẳng hạn như Thanh Giao. Đừng thấy nha đầu đó im im mà lầm, thật ra cũng là một trong những người thắng đậm, thắng không thua gì Triệu Bân, còn người thua thì đúng là thảm không sao tả hết, chẳng hạn như người cầm cái này, thua rất thảm. Mặc Đao ngồi sừng sững. Vững vàng như núi, tĩnh tâm hồi phục. Vô Niệm cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, tĩnh tâm chờ trận chiến tiếp theo. Cả Liễu Như Nguyệt nữa, từ khi quay về chỗ ngồi, Vân Phượng liên tục cho cô ta dùng linh dược. Bình tĩnh nhất vẫn là Triệu Bân cùng Sở Vô Xương. Vẻ mặt hai người không hề có gì thay đổi, một người rất tùy ý, kẻ thì bình tĩnh thong dong. Đánh lại hắn không, Tô Vũ nhìn Vô Niệm rồi lại quan sát Triệu Bân. Không lại. Cũng được. Vô Niệm ho khan, Triệu Bân nói rất thoải mái. Nhìn xem, tại sao lại bảo là thằng nhãi này yêu nghiệt, coi hai chữ cũng tạm được thốt ra từ miệng hắn kìa, trâu bò thật, ai hỏi gì cũng tạm, nói không chừng đánh với Sở Vô Xương hắn cũng chỉ có hai chữ đó. Năm người, có một người không phải đánh. Hôm nay đầu óc Man Đằng dùng khá ổn. Ai sẽ là người không phải đánh đây? Tất cả mọi người đều đoán. Xem coi ai đoán chính xác hơn. Trong tiếng bàn tán xôn xao ấy, một bóng hình xinh đẹp bước vào. Đó là Huyễn Mộng. Cô ta đến đây thu hút ánh mắt của khá nhiều người, cú đá hôm qua cực kỳ khí phách mạnh mẽ, cũng vì nó rất mạnh mẽ nên mới đau, Huyền Dương trúng một cú. Cũng phải là oai oái. Huyễn Mộng cũng tự giác thay đổi vị trí của Lăng Phi, ngồi xuống bên cạnh Triệu Bân. Cái gọi là thay đổi vị trí ấy là xách nhóc tóc tím lên, đặt xuống một chỗ khác. Nhỏ con đúng là dễ bị bắt nạt mà, Lăng Phi chật lưỡi nhìn Man Đằng, tại sao Huyễn Mộng lại không xách hắn ta, có lẽ là không xách nổi, chỉ biết ức hiếp mấy người nhỏ bé như nó thôi, đúng là nhỏ thật, đi trên đường có khi lại bị người ta dẫm lên mất. Nghe nói ngươi lại thắng hả, Huyễn Mộng liếc sang, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Thiên Linh nương tay. Triệu Bân vừa trả lời vừa lén lút diễn hóa bí pháp. Huyễn Mộng không hề bất ngờ chút nào, cả ma tử nhà cô ta cũng bị đánh thảm thương chứ đừng nói đến Liễu Như Nguyệt, vì Cơ Ngân quá nghịch thiên nên mới được ma gia yêu ái và không tiếc tất cả mọi giá. Sư tỷ này trông lạ mặt quá nhỉ. Kiếm Nam hất tóc, ý là, ta cực kỳ tuấn tú.
Huyễn Mộng liếc mắt nhìn. Sau đó, kiếm nam lập tức nằm sấp xuống ngủ, vì chúng phải ảo thuật của Huyễn Mộng. Chẳng mấy khi có cơ hội tốt thế này, bọn Tô Vũ dở trò, tiện thể kiếm chắc chút bảo bối. Cũng may hôm nay Chiêu Tuyết không đến, không thì chắc đã nổi cơn tam bành rồi. Người có thể khiến ma tử phải kiêng dè quả nhiên không hề tầm thường, Huyễn Mộng nhìn quanh, sau đó dừng lại ở Sở Vô Xương, năm loại thuộc tính bẩm sinh, ngàn vạn năm chỉ có một người như thế. Ma tử có nói hắn ta không thể đánh lại Sở Vô Xương. Chuyển tầm mắt, Huyễn Mộng lại nhìn Triệu Bân, không biết là người này có đánh lại không nhỉ? Theo cô ta nghĩ, có lẽ cũng không nổi. Những người chiến đấu lên đài bốc thăm. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu hội trường mới vang lên tiếng quát lớn của Ngô Huyền Thông. Hội trường ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh, một đám chắp tay ngồi thẳng dậy, bình tĩnh chờ, lặng lẽ chờ đợi màn kịch hay bắt đầu. Năm người cùng đứng dậy, từng bước lên đài. Sở Vô Xương đến nhanh mà đi lại càng nhanh, vung tay bốc một miếng ngọc bài, vẫn không hề nhìn, tiện tay treo lên tường, lướt đi như một cơn gió, từ đầu đến cuối không quá vài giây, cô ta đã ngồi về chỗ cũ. Năm ngọc bài nhanh chóng được bốc xong. Thứ tự đối chiến hiện lên, mặc đao vào trong, Vô Niệm đánh với Cơ Ngân, Sở Vô Xương với Liễu Như Nguyệt. 2. Vân Phượng thở dài, đánh với Sở Vô Xương thì sẽ là hai trận thua liên tục. Vòng sau không còn chỗ cho đồ đệ nhà cô ta nữa. Hai ngươi, ngắm hay thật, Tô Vũ khẽ xoa trán. Ta muốn đánh với hắn, Tiểu Vô Niệm cười, bước lên đài. Ta sẽ cố gắng, nương tay một chút, Triệu Bân để lại một câu rồi nhảy lên đài. Ầm, ầm. Cơ thể hai người nặng nề đáp xuống khiến đài chiến đấu phát ra tiếng vang bình bịch. Triệu Bân đầy khiêm tốn đứng sừng sững nơi đó như tấm bia cao ngất. Đầu của Vô Niệm vẫn bóng loáng, ai không biết còn tưởng hắn ta là hòa thượng đấy chứ. Ngươi không cần nương tay, ta muốn thấy được sức mạnh thật sự của ngươi, Vô Niệm cười nói. Không dám, Triệu Bân cười. Hết sức hả, tốt nhất là không, nếu không sẽ đánh chết tên đầu bóng lưỡng này mất. Thế ta tới trước. Vô Niệm hét lớn một tiếng, lướt qua đài chiến đấu, một quyền hám sơn đánh tới. Triệu Bân vẫn không cử động. Chỉ giơ tay lên, xòe năm ngón tay, dễ dàng nắm lấy tay Vô Niệm. Tất cả mọi người đều nhíu mày, một quyền bá đạo như thể vẫn không làm gì được Cơ Ngân. Mạnh thật, Tiểu Vô Niệm hoảng hốt, có thể cảm nhận được một chưởng của Triệu Bân ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đến mức nào, sức mạnh của quyền hám sơn nhanh chóng tan biến. Không kịp nghĩ nhiều, Vô Niệm vội vàng lùi lại phía sau. Xoạt, Triệu Bân lướt theo như cái bóng, một chưởng đánh tới. Chuông vàng hộ thể. Vô Niệm đứng vững, chiếc chuông lớn rực rỡ ánh vàng bao quanh người hắn ta. Bộp. Một chưởng của Triệu Bân cứ như đánh vào tấm thép. Chuông vàng vẫn chưa bị phá, nói cách khác, Triệu Bân đã nương tay, nếu không một chưởng đó đã phá tan chiếc chuông này, hắn nương tay chỉ là để nghiên cứu thử xem có học được bí thuật này không, nó cũng khá. Sập. Sau tiếng hét của Vô Niệm, chiếc chuông vàng nhanh chóng nổ tung. Đó cũng là một cách để tấn công, Triệu Bân bận rộn nghiên cứu chuông vàng bị nổ bay. Thái Sơn áp đỉnh. Vô Niệm nhảy vọt lên mấy trăm mét, một chưởng đè xuống. Một chưởng đánh xuống từ mấy trăm mét có sức nặng vạn cân, khi đánh xuống còn phát ra tiếng ông ông. Triệu Bân chẳng nhìn tới, một quyền đánh ra, phá tán chưởng ấn, cả Vô Niệm cũng bị đánh bay. Keng. Vô Niệm còn chưa rơi xuống đất thì tiếng kiếm đã vang lên. Là một kiếm khí của Triệu Bân đang chém thẳng tới. Xoạt. Vô Niệm né đi trong nháy mắt, cũng nhanh chóng lấy kiếm ra, mưa kiếm chém thẳng về phía Triệu Bân. Triệu Bân chẳng hề quan tâm, cơn lốc từ thuật độn phong xé nát kiếm vũ. Phá diệt, vô thiên kiếm chảm. Vô Niệm hét lên, thanh kiếm được giơ lên cao, chỉ thẳng lên trời. Kiếm quang cao mấy mét, lấp lánh sáng lên rực rỡ, mạnh mẽ vô cùng. Một tay Triệu Bân tạo thành kiếm khí, ngưng tụ một thanh kiếm từ kiếm khí bay vọt lên, chém nứt kiếm quang. Bập, thanh kiếm của Vô Niệm bị đánh bay ra khỏi đài. Mà, Về Niệm âm thầm nghĩ trong đầu, mở cấm pháp, gia tăng lực chiến. Tên đầu bóng loáng này cũng biết người biết ta, chỉ có dùng cấm pháp mới đủ tư cách đánh với Triệu Bân. Cuồng Long. Khí huyết Vô Niệm bùng nổ, một chưởng đánh ra, Kim Long rít gào xuất hiện.
Triệu Bân ra tay rất đơn giản nhưng cũng đầy mạnh mẽ, một quyền đánh nát Kim Long, dư âm của đòn tấn công đó lan ra, dù là Vô Niệm mạnh mẽ đến thế cũng bị đâm cho lùi lại phía sau, mỗi một bước lùi lại đều khiến đài chiến đấu nổ tung, nhất là tay hắn ta, máu thịt bê bết. Thần lực bẩm sinh, cũng thành vật trang trí, Kiếm Nam chợt thổn thức. Không phải vật trang trí, mà là cơ ngân quá mạnh, Tô Vũ hít một hơi thật sâu. Ầm. Cùng với tiếng nổ vang đó, cuối cùng Vô Niệm cũng dừng lại. Đúng là dừng lại thật, nhưng bước chân lảo đảo, cổ họng có vị ngọt, phun ra máu tươi. Ta, nhận thua. Mọi người dưới đài đang hào hứng xem trận chiến thì hắn ta chợt nói ra những lời đó. Bọn họ không nghe lầm, tiểu Vô Niệm thật sự nhận thua. Thế, là xong rồi hả, mọi người cùng mím môi, đánh tiếp đi chứ. Quả đầu bóng loáng bất đắc dĩ lắc lắc, dù có thể đánh tiếp, dù vẫn còn rất nhiều bí thuật chưa dùng đến nhưng hắn ta không muốn đánh, có đánh cũng không đánh lại, hắn ta với cơ ngân có sự chênh lệch rất lớn, vẫn còn một nguyên nhân rất quan trọng. Đó là không muốn làm cơ ngân mất sức, vẫn còn trận chiến phía sau cơ mà. Chấm. Không đã. Tất cả mọi người đều thốt lên cùng một câu, một màn kịch hay ho xem còn chưa kịp đã mà. Vô Niệm đã xuống đài, lần này bước xuống sẽ là bị loại hoàn toàn, không còn cơ hội hồi sinh nữa. Triệu Bân cũng bước xuống. Mọi người đánh chưa đã, hắn cũng thế cơ mà. Hắn đang muốn học trộm bí thuật đây, đánh mới có một nửa, Vô Niệm đã tặng cho hắn hai chữ nhận thua. Hôm nay phải mời rượu đấy, Tô Vũ cười nói. Mời, tất nhiên phải mời rồi, Triệu Bân nhét cho hắn ta một bình hồ lô. Tên này, thấp nhất cũng phải hạng ba, người nói xem có tức không cơ chứ, Kiếm Nam đã tỉnh, ngồi đó chậc lưỡi liên tục. Những lời đó không sai, Vô Niệm bị loại, sau đó là Liễu Như Nguyệt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cô ta cũng bị loại nốt, chỉ còn mỗi cơ ngân, Mạc Đao và Sở Vô Xương, dù có bỏ quyền trong trận chung kết thì cũng xếp hạng ba, nếu đánh thêm một trận, nói không chừng còn có hạng hai. Con hắc mã này có vẻ hơi hung hãn, Dương Phong cũng thổn thức không thôi. Nếu đánh với Sở Vô Xương thì liệu có áp lực gì không? Huyễn Mộng cười đùa hỏi. Cũng tạm, Triệu Bân rót một ngụm rượu. Nhìn xem, hai chữ đó thốt ra từ miệng hắn nghe cứ ngứa đòn thế nào ấy. Vô tình làm ra vẻ thế này mới là đòn chí mạng nhất. Nhưng mọi người cũng sẽ không nói gì. Cơ ngân chỉ là cảnh giới chân linh. Hắn có tư cách làm ra vẻ. Lại đây. Đang nói chuyện thì một âm thanh vang đến tai Triệu Bân. Triệu Bân vội vàng cất bầu rượu, chạy đến chỗ Vân Yên, chuyện gì thế sư phụ? Còn chuyện gì được nữa, thưởng cho ngươi, Vân Yên vung tay ném một viên đan dược. Cái này, sao con dám nhận? Triệu Bân cười hơ hớ, nói thì nói thế nhưng tay đã nhận lấy, được tặng đan dược thế này, lại còn là Tam Vân Đan. Có thể hồi phục chân nguyên của bản thân trong thời gian ngắn, hắn biết Vân Yên muốn nói gì, tỷ thí vẫn còn, hắn vẫn còn một trận chiến cần nhanh chóng hồi phục. Trên thực tế, hắn cũng không tiêu hao bao nhiêu chân nguyên. Cảm ơn sư phụ, Triệu Bân cười, cầm đan dược chạy đi nhưng không ăn. Tiểu đồ đệ nhà người khá là thú vị đấy, Đào Tiên Tử cười nói. Không bao lâu nữa Sở Lam sẽ quay về tông, tiểu tử đó cất giấu bí mật gì? Lai lịch thế nào, chỉ cần hỏi sẽ biết, Linh Lung khẽ cười, bây giờ ấy à? Đúng là không nỡ gỡ lớp mạng che mặt bí ẩn đó xuống. Vân Yên không nói gì, chỉ cười dịu dàng. Chờ, cô ta nhất định sẽ chờ đến khi nữ soái trở về sau đó tâm sự về cơ ngân. Sở Vô Xương, Liễu Như Nguyệt, lên đài, Ngô Huyền Thông lại lên tiếng. Liễu Như Nguyệt hít một hơi thật sâu, đi từng bước lên đài chiến đấu. Sở Vô Xương xuất hiện thì lại thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, vầng sáng như pháo hoa rực rỡ rồi lại như huyết lệ. Cùng là nữ đệ tử, cùng là yêu nghiệt, thế nhưng so với Sở Vô Xương thì phong thái của Liễu Như Nguyệt trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều, con cưng của trời cũng có đứa thương đứa ít thương hơn một chút, hiển nhiên, Sở Vô Xương được yêu ái hơn. Lại thêm một người nữa bị loại, rất nhiều người nói thế. Những lời đó không có người nào phản bác. Hàn Tuyết cũng thua đến thảm hại, Liễu Như Nguyệt chắc cũng không khá hơn là bao. Mở. Liễu Như Nguyệt lên tiếng, nhanh chóng triển khai cấm pháp. Đánh với Sở Vô Xương thì không cần phải che giấu bất kỳ điều gì cả,
chỉ có dùng đến cấm pháp mới đủ tư cách đánh thôi. Quyết Thiên Linh Kiếm. Liễu Như Nguyệt khẽ hé môi, tay cầm kiếm thiên linh lao tới. Bí thuật bình thường thì thôi khỏi dùng cũng được, dùng cũng như không thôi, cứ nhằm đại chiêu mà dùng thôi. Nhìn sang Sở Vô Xương, cô ta chỉ giơ hai ngón tay ngọc dễ dàng kẹp lấy kiếm thiên linh, vầng sáng ngũ sắc rực rỡ dâng tràn, sức mạnh bí ẩn lóe lên, nhanh chóng phá tan kiếm uy thiên linh chỉ trong một cái chớp mắt. Liễu Như Nguyệt kêu rên, bị một đòn đánh lùi. Cùng cô ta ập tới là kiếm khí ngũ sắc. Đấu pháp của Sở Vô Xương vẫn thế, người không hề cử động. Sẽ có kiếm khí ngũ sắc đuổi theo đối thủ chém. Kiếm uy mạnh thật. Liễu Như Nguyệt nghiêm mặt, thật sự chống lại Sở Vô Xương mới biết kiếm khí đó đáng sợ tới mức nào. Chẳng kịp nghĩ nhiều, cô ta nghiêng người né tránh kiếm khí. Đột nhiên, kiếm khí ngũ sắc như có linh hồn, một đòn không trúng mục tiêu thì nó lại chém ngược trở về. Phá! Một kiếm Liễu Như Nguyệt xung hợp lực huyết mạch mạnh mẽ cắt đứt kiếm khí ngũ sắc. Vì thế nên cô ta cũng bị chấn động, kiếm thiên linh trong tay run lên, tay cầm kiếm nhỏ máu. Chém! Cô ta một tay kết ấn, mấy chục cực quang từ trên trời đánh xuống. Gặp lại cực quang, tất cả các đệ tử ở đây đều run sợ, lực xuyên thủng cực kỳ mạnh mẽ, một khi chúng mục tiêu chắc chắn sẽ bị chẻ ra làm hai, không phải ai cũng như Cơ Ngân, có bí thuật biến hóa kỳ lạ. Cô ta sẽ phá như thế nào đây, tất cả mọi người dưới đài đều nhìn về phía Sở Vô Xương. Sở Vô Xương nhanh nhẹn đứng đó không chút sức mẻ gì, mấy chục cực quang đánh từ trên xuống. Cảnh tượng sau đó cực kỳ quỷ dị, cực quang sắp chạm đỉnh đầu cô ta thì đột nhiên dừng lại, không chỉ dừng mà tất cả mọi sức mạnh của cực quang cũng tan thành mây khói. Đúng là vạn pháp bất xâm ư, Xích Hiên thì thào. Làm gì có vạn pháp bất xâm thật sự. Người nói là huyễn mộng, góc nhìn rất thực tế. Cực quang của Liễu Như Nguyệt không thể tổn thương đến Sở Vô Xương là vì sức mạnh hoàn toàn không đủ. Bí pháp đó, nếu để ma tử nhà cô ta thực hiện thì Sở Vô Xương sẽ không thể bình tĩnh như thế. Tất nhiên, nếu Cơ Ngân thực hiện thì Sở Vô Xương cũng không thể đứng yên được. Suy cho cùng vẫn phải xét đến tư chất. Tư chất đủ mạnh thì bí thuật bình thường cách mấy cũng có thể tạo thành sức mạnh hủy thiên diệt địa. Thì ra cô cũng có thể nhìn thấu đáo, Triệu Bân cười nói. Người bình tĩnh hơn ta tưởng đó, Huyễn Mộng cười duyên nói. Vạn hoa thiên linh. Trong khi bọn họ nói, Liễu Như Nguyệt đã sử dụng một bí pháp khác. Khắp bầu trời vẫn bay đầy hoa, mỗi một đóa hoa đều bung nở rực rỡ, mang ý cảnh hết sức huyền ảo. Huyễn thuật, vô dụng đối với ta. Sở Vô Xương lãnh đạm nói, phất tay áo một cái. Phóng ra ánh sáng rực rỡ đầy trời. Huyễn thuật vạn hoa thiên linh đều bị ánh sáng hóa giải, biến thành cho bụi. Không có điểm yếu sao, Liễu Như Nguyệt lẩm bẩm. Sau hơn 10 hiệp giao tranh, Liễu Như Nguyệt vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự của Sở Vô Xương. Bí pháp thiên linh của cô ta ở trước mặt của Sở Vô Xương đều biến thành trò trẻ con. Keng! Trong lúc cô ta còn đang kinh ngạc thì một luồng kiếm khí ngũ sắc lại chém tới. Như cô ta đã thấy trước đó, luồng kiếm khí ngũ sắc này biến hóa hết sức khó lường. Diệt! Liễu Như Nguyệt phung kiếm chỉ lên bầu trời, ngưng tụ một luồng lốc xoáy quét ra. Đây là lần đầu tiên cô ta thi triển bí pháp này, cả năm luồng kiếm khí đều đã bị lốc xoáy nuốt chửng. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, Sở Vô Xương nhàn nhạt nói. Cô ta vừa dứt lời thì đã chém ra tiếp một luồng kiếm khí ngũ sắc thứ ba, phóng thẳng lên bầu trời. Lốc xoáy thiên linh không thể nuốt chửng hết luồng kiếm khí ngũ sắc này, bị một kiếm chém làm đôi. Thiên linh kính. Liễu Như Nguyệt lại vung kiếm, vẽ ra một mặt kính huyền ảo. Thiên linh kính rung lên dữ dội, bùng nổ hào quang, mỗi một tia sáng bắn ra từ nó đều mang sức mạnh xuyên thủng, nhưng đối với Sở Vô Xương thì nó vẫn vô dụng. Thiên linh kính trong chớp mắt đã bị kiếm khí ngũ sắc của Sở Vô Xương hóa giải dễ dàng. Đây, rõ ràng là không cùng cấp bậc. Khán giả bên dưới đều tặc lưỡi, bọn họ không thể nhìn thấy rõ ràng vì lúc nào cũng có kiếm khí bay đầy trời. Liễu Như Nguyệt đang ở trong trận chiến tất nhiên sẽ cảm thấy được rõ ràng nhất sự chênh lệch thực lực giữa bản thân mình và đối thủ. Một lần nữa cô ta lại bay vút lên trời với tốc độ cực nhanh. Không sai, cô ta đang muốn dùng tới tuyệt chiêu, đó chính là cực diệt thiên linh.
Cô ta cũng không hy vọng có thể đánh bại được Sở Vô Xương chỉ bằng một đòn này, nhưng cô ta vẫn hy vọng có thể phá vỡ được phòng ngự của Sở Vô Xương. Huyền pháp, cực diệt thiên linh. Rất nhanh sau đó thì giọng nói của cô ta đã vang vọng khắp bầu trời. Hai tay của Liễu Như Nguyệt đã lạnh như băng, cô ta chỉ thẳng kiếm về phía Sở Vô Xương, lưỡi kiếm chém ra ánh sáng màu xanh từ trên bầu trời xuống, mang theo thần uy nghiền nát vạn vật, khiến cho khán giả dưới đài cũng phải run lên. Động tác của Sở Vô Xương thì đơn giản hơn rất nhiều. Sở Vô Xương lại chém ra một luồng kiếm khí ngũ sắc khác, vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Một kiếm mà Liễu Như Nguyệt vừa chém ra đã dễ dàng bị kiếm khí ngũ sắc của cô ta chém làm đôi, ngay cả kiếm uy cũng bị tiêu trừ chỉ trong chớp mắt. Mọi chuyện còn chưa kết thúc. Kiếm khí của Sở Vô Xương vẫn còn đó, chỉ là dư lực nhưng vẫn mang theo kiếm uy hết sức mạnh mẽ. Phụt! Liễu Như Nguyệt bị dư lực của kiếm khí ngũ sắc chém trúng, hộc máu tại chỗ rồi ngã xuống đất. Không phải do cô ta không đủ mạnh, mà là do Sở Vô Xương có sức mạnh quá đáng sợ, khiến cho cô ta tới tận lúc kết thúc vẫn không thể phá được phòng ngự của cô ta. 2. Vân Phượng thở dài, đón lấy Liễu Như Nguyệt. Không đợi Liễu Như Nguyệt nói ra hai chữ nhận thua thì Sở Vô Xương đã trở lại chỗ ngồi của mình. Thua hai trận liên tiếp, Liễu Như Nguyệt đã bị loại hoàn toàn. Tuy nhiên, thứ hạng của cô ta vẫn tốt, đứng vị trí thứ tư trong tỷ thí Tân Tông. Thật lâu sau cũng không nghe thấy có ai lên tiếng, tất cả mọi người vẫn còn đắm chìm trong trận đại chiến. Tiểu Vô Niệm bị đánh bại. Chân thể âm băng cũng bị đánh bại. Bây giờ thể thiên linh cũng đã bị đánh bại. Không ai có thể xuyên thủng được phòng ngự của Sở Vô Xương, hơn nữa khi chiến đấu cô ta thậm chí còn không cần di chuyển một bước nào. Cô ta hết sức xứng đáng đứng ở vị trí số một. Có áp lực không? Huyễn Mộng đã hỏi câu này mấy lần. Vẫn ôn, Triệu Bân cũng đã nói hai chữ này mấy lần. Còn đánh nữa không? Man Đằng to con lớn tiếng hỏi, đây cũng chính là câu hôi mà mọi người muốn hỏi. Ngô Huyền Thông nhìn sắc trời, sau khi thu tâm mắt lại thì ông ta liên nhìn sang Mạc Đao và Cơ Ngân. Ý tứ của ông ta rất rõ ràng, nếu như hai người không có ý kiến thì lại tiếp tục chiến. Về phần Sở Vô Xương, ông ta cũng không nhìn tới. Vị thiên chi kiêu nữ đó từ đầu đến cuối đều hết sức lãnh đạm, không quan tâm đến ai. Chiến, Mạc Đao mạnh mẽ nói. Tùy ý, Triệu Bân cũng nhún vai đáp. Vậy thì cả hai mau lên đài rút thăm, Ngô Huyền Thông cười nói. Triệu Bân và Mạc Đao đều đứng dậy, nhưng Sở Vô Xương thì không nhúc nhích, cô ta cũng lười rút thăm. Triệu Bân rút ngọc bài, Mạc Đao cũng rút ngọc bài. Hừm. Sở Vô Xương không cần rút nữa, hai tên trên đài đã rút chúng nhau, còn lại ngọc bài vượt vòng là của cô ta. Thật kỳ quái, có rất nhiều yêu nghiệt đều đã rút được ngọc bài vượt vòng, thế mà cũng không đến lượt Cơ Ngân của chúng ta rút được. Tô Vũ tặc lưỡi nói, nếu như lần Cơ Ngân rút được ngọc bài vượt vòng thì hắn đã thuận lợi đứng ở vị trí thứ hai trong tỷ thí Tân Tông rồi. Nhân phẩm, cũng là thứ cần phải có, Dương Phong nói thật một câu. Khi nói lời này thì hắn ta cũng liếc nhìn Kiếm Nam, nhân phẩm của cái tên này đúng là không tốt. Ở đây có biết bao nhiêu đệ tử vậy mà hắn ta vẫn có thể rút thăm chúng Tiểu Vô Niệm tận hai lần. Nếu như nói không có duyên phận thì ngay cả quỷ cũng không tin. Nhưng ta đẹp trai hơn hắn ta. Nếu như hỏi thì Tư Không Kiếm Nam nhất định sẽ trả lời như vậy. Đẹp trai rất hữu dụng. Nghe vậy thì ai cũng cảm thấy xấu hổ thay cho hắn ta. Nhưng lúc này không phải ai cũng có thời gian chú ý tới hắn ta, hầu hết khán giả đều đang chăm chú nhìn lên đài chiến đấu, Triệu Bân và Mạc Đao đang đứng yên như tượng ở hai bên đài, một bên mang khí tức bí ẩn, một bên mang khí tức cuồng bạo. Ai mạnh ai yếu đây, tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Bất luận là người nào thua thì cũng sẽ bị loại hoàn toàn. Cơ Ngân và Mạc Đao đều là những yêu nghiệt thiên tài. Trận này thật sự không thể dễ dàng dự đoán được kết quả. Đến đây. Mạc Đao mạnh mẽ quát lên, hắn ta không hề nhiều lời vô nghĩa, ngay lập tức tung ra một chưởng. Triệu Bân không hề rơi vào thế hạ phong, hắn cũng tung ra một quyền đối kháng, uy lực như long ngâm. Ầm. Quyền chưởng va chạm, tạo ra dông tố càn quét bốn phương. Nhìn lại cục diện hai bên. Trong khi Triệu Bân vẫn đứng yên bất động thì Mạc Đao đã bị chấn lui về phía sau mấy bước, xương bàn tay cũng đã nứt ra khiến cho máu chảy ra đầy ở những đốt ngón tay. Một chưởng mà hắn ta tung ra không hề tầm thường,
nhưng một quyền mà Triệu Bân tung ra đối kháng còn mạnh mẽ hơn. Bá đao phách thiên trảm. Mặc đao quát lớn một tiếng như sấm rền rồi chém ra một đao. Một đao của hắn ta chém ra 10 trượng xa, chưa nói đến uy lực, chỉ cần nhìn thấy lưỡi đao khổng lồ của hắn ta chém ra là đã đủ dọa người. Tiếng lưỡi đao ma sát với không khí nghe hết sức chấn động, đao uy cuồng bạo, khí thế mãnh liệt, mang uy lực nghiền nát. Triệu Bân vẫn đứng yên không nhúc nhích, hắn đang ngưng tụ chân nguyên giữa lòng bàn tay. Một đao của đối phương ngay khi chém tới đã bị hắn vung tay nắm chặt lấy. Trong chớp mắt đao uy cũng đã bị hắn triệt tiêu hoàn toàn. Chuyện này. Khu vực dưới đài trở nên hết sức tĩnh lặng, ai cũng đang trợn mắt há hốc mồm. Đây là phách thiên trảm đó. Phách thiên trảm của Mặc Đao bá đạo như thế nào, cơ ngân làm sao có thể dùng tay không nắm được lưỡi đao của Mặc Đao, hơn nữa phong thái còn hết sức thoải mái như thế, rốt cuộc hắn còn mạnh đến mức nào nữa? Tay của hắn được làm bằng thép nguyên chất hay sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Người kinh hãi nhất chính là Mặc Đao. Một người bình thường vẫn luôn lãnh đạm như hắn ta nhưng bây giờ vẫn lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Hắn ta có thể cảm nhận được rõ ràng một đao của mình trước mặt cơ ngân cũng chỉ là trò trẻ con, không thể làm thương tổn đến cơ ngân một chút nào, hơn nữa còn bị đối phương hóa giải hết đao uy. Hắn có cảnh giới chân linh thật sao, các trưởng lão nội môn cũng đều kinh hãi không thôi. Ngay cả các trưởng lão cũng phải kinh hãi thì đừng nói đến các đệ tử, lúc này dưới đài ai cũng đang trợn mắt, không khép miệng lại được. Sau khi kinh hãi thì tất cả mọi người lại rơi vào trầm mặc. Bọn họ nhận ra bản thân mình trước giờ đã đánh giá thấp cơ ngân. Ông! Trong lúc mọi người đang trầm mặc thì lại nghe thấy thanh đao kêu lên một tiếng chấn động. Thanh đao của Mặc Đao đã bị đánh bật khỏi tay của hắn ta, cắm xiên xuống đài. Ta, nhận thua. Sau đó, Mặc Đao đã trầm giọng lên tiếng. Chênh lệch thực lực giữa hai người quá lớn, ngay cả phách thiên trảm cũng không làm gì được cơ ngân thì hắn ta biết phải đánh tiếp như thế nào nữa. Cao thủ so chiêu, chỉ cần một chiêu liền biết ai thắng ai bại. Ngươi, rất mạnh. Mặc Đao lầm lì lần đầu tiên mới nở một nụ cười. Câu nói này của hắn ta mang rất nhiều ý nghĩa, hắn ta cũng không biết cơ ngân rốt cuộc mạnh tới mức nào, chỉ biết là cơ ngân đã mạnh tới mức có thể khiến cho hắn ta trở nên bất lực. Vừa dứt lời thì hắn ta liền xoay người bước xuống đài. Hắn ta không thể đánh lại cơ ngân. Có thêm một người như hắn ta cũng không thể đánh lại cơ ngân. Cao thủ thì có thể dễ dàng nhận ra một cao thủ khác, một phách thiên trảm chém ra liền có thể biết được thực lực của đối thủ nông sâu thế nào. Không phải chứ, mới hai chiêu mà đã nhận thua rồi. Đám người dưới đài không chịu, đều đập bàn hô to. Ngươi là Mặc Đao mà, sao ngươi có thể nhận thua dễ dàng như thế được, cầm đao lên tiếp tục đánh đi chứ. Các ngươi muốn đánh thì tự đi mà đánh. Ta không đánh nữa. Mặc Đao không trả lời, nhưng sắc mặt của hắn ta đã nói lên tất cả. Đã dùng tới tuyệt chiêu mà vẫn bị cơ ngân giải quyết dễ dàng, các ngươi nói xem ta phải đánh tiếp như thế nào đây. Đao của ta, cho ngươi mượn. Mặc Đao phất tay áo, thanh đao của hắn ta liền bay lên đài. Đa tạ. Triệu Bân không khách khí, mỉm cười nhận lấy. Thanh đao này rất nặng, cũng rất bạo liệt. Đúng với cái tên của nó. Hôm nay kết thúc, ngày mai tái đấu, lời nói của Ngô Huyền Thông truyền khắp khán đài. Con mợ nó, chuyện này còn khó chịu hơn nữa. Tất cả khán giả đều ồ lên phản đối, ai cũng chạy tới đông đủ, mới đánh một chút mà đã kết thúc rồi hay sao? Ngày mai tái đấu, Ngô Huyền Thông lại mạnh mẽ gầm lên. Lần này tất cả khán giả đều bị thanh âm của ông ta làm chấn động đến mức thất kinh hồn vía. Triệu Bân đứng gần Ngô Huyền Thông nhất cho nên cũng bị chấn động không nhỏ, hai mắt đen lại, đầu óc ong ong, cho dù hắn mạnh cỡ nào cũng không thể sánh được với cảnh giới địa tạng đỉnh phong, sức mạnh sóng âm của ông ta còn có đủ uy lực để giết người. Vèo. Sở Vô Xương đã rời khỏi chỗ ngồi nhanh như chớp. Khi đi ngang qua đài chiến đấu, cô ta còn liếc nhìn Triệu Bân nói, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Có bao giờ ngươi xem trọng ta đâu? Triệu Bân ngay lập tức đáp lời, không thể để bị hạ khí thế. Nói xong thì hắn lại day day chán, cảm thấy rất chóng mặt. Ngày mai ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh thật sự, Sở Vô Xương chỉ để lại một câu rồi quay người biến mất,
hết sức kiêu ngạo. Hào quang của cô ta như tỏa ra bốn phía khiến cho các đệ tử có mặt không khỏi ngước nhìn. Ngày mai ta cũng sẽ cho người biết thế nào là đánh mãi không chết, Triệu Bân tuyệt đối không thể để mình mất đi khí thế, lời này của hắn cũng rất có ý tứ, hắn không chỉ có năng lực đánh người khác mà còn có năng lực đánh mãi không chết của loài gián. Kịch hay kết thúc rồi, đã có không ít người đứng dậy. Trước khi đi bọn họ còn không quên liếc nhìn Triệu Bân, ánh mắt tràn đầy thâm ý. Chỉ có quỷ mới biết được đối thủ cuối cùng của Sở Vô Xương lại là một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh, đây đúng là một giai thoại. Chính vì quá bất ngờ cho nên mới thú vị. Mà có một số người, chẳng hạn như lão Trần Huyền cũng đã phải tốn không ít học phí để hiểu ra chuyện này. Một số người như Ngụy Đằng cũng đã phải trả rất nhiều học phí, hơn nữa còn bị đánh thê thảm. Triệu Bân cũng đi xuống đài. Ngô Huyền Thông đã làm cho hắn bị chấn động rất mạnh, tới tận lúc này tầm mắt của hắn vẫn còn tối đen. Có không ít đệ tử phải bỏ chạy, sắc mặt của Ngô Huyền Thông đã đen như đít nồi, ông ta gầm lên một tiếng khiến cho các đệ tử đều bị chấn động đến nổi không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, người nào yếu còn có cảm giác như mới bị sét đánh ngang tai. Ngô Huyền Thông hết sức bực mình khi bị La Ó phản đối, ta là người chủ trì, quyết định của ta chính là quyết định cuối cùng. Đừng nói gì nữa, đi uống rượu. Tô Vũ quát lớn một tiếng, mọi người cũng ngay lập tức xúm lại. Triệu Bân còn chưa kịp nhấc chân thì đã bị lôi đi rồi. Người lôi hắn đi chính là Vân Yên, đừng tưởng cô ta bình thường điềm đạm ít nói, kỳ thực động tác xách người ta đi cũng rất chuyên nghiệp, một tay xách người một tay rẽ gió bay đi. Ai không biết có khi còn tưởng cô ta đang xách một con thỏ chuẩn bị về làm thịt. Ý tứ của sư phụ rất rõ ràng, ngày mai còn phải tỉ thí, ai cho ngươi đi uống rượu. Tốt xấu gì thì con cũng là một nhân tài, sư phụ phải chừa cho con chút mặt mũi chứ, Triệu Bân cười gượng nói. Vân Yên không trả lời, chỉ nhanh chóng xách hắn ra khỏi khi vực tỉ thí. Mặt mũi, ngươi mà cũng có mặt mũi sao? Mục Thanh Hàn ho khan một tiếng. Xích Hiên cùng Lăng Phi cũng cười khan, vội vàng đuổi theo. Bóng người nhanh chóng tản đi hết, ai về nhà nấy. Ai cũng mong đợi được xem trận chiến đặc sắc ngày mai. Sau khi quay trở lại đỉnh Tử Trúc, Vân Yên mới buông Triệu Bân ra, truyền chân nguyên vào cơ thể của Triệu Bân để giúp cho hắn hồi phục. Cho dù ngày mai hắn thắng hay thua thì cũng phải duy trì được trạng thái tốt nhất. Nhưng chân nguyên của cô ta truyền đi một vòng liền phát hiện ra trên thân thể Triệu Bân không hề có vết thương. Đúng là quái lạ, Vân Yên lẩm bẩm, không ngờ tiểu đồ nhi nhà mình lại có nội tình mạnh mẽ như vậy. Trời đã tối, ở trên các đỉnh núi đều có khói bếp bay lên. Đỉnh Tử Trúc cũng không ngoại lệ, bốn bóng người trong bếp đang bận rộn. Triệu Bân và thằng nhóc tóc tím tất nhiên chỉ là phụ bếp. Sao ngươi có thể chiến đấu giỏi như vậy? Lăng Phi đã hỏi Triệu Bân câu này không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần Lăng Phi hỏi thì cả Xích Hiên và Mục Thanh Hàn cũng đều vểnh tai lên muốn biết. Do ta, ăn giỏi, Triệu Bân đáp. Ý của hắn chính là, nếu như các người có thể ăn giỏi như ta thì cũng sẽ không bị đánh bại. Tất cả mọi người đều bĩu môi, biết rằng tên này đang lừa mình. Buổi tối đi ngủ nhớ đóng cửa sổ cho kỹ, Triệu Bân chọc chọc Lăng Phi nói. Tại sao, Lăng Phi nhướng mày nhìn sang Mục Thanh Hàn, Xích Hiên và Vân Yên. Chẳng lẽ một trong ba người này lại nửa đêm nửa hôm nhìn vào phòng của mình hay sao? Nhưng thế nào cũng được, cả ba đều là mỹ nhân cả. Ý tưởng của người, rất nguy hiểm, Triệu Bân về vai Lăng Phi, hắn dường như có thể đọc được suy nghĩ của Lăng Phi. Ở đình Tử Trúc có một người rất hay trần trọc vào ban đêm, người đó chính là Vân Yên. Xe phụ thường hay mộng du khi trời tối, lờ đâu sư phụ tát người chết trong lích đang mộng du thì cũng chẳng ai cứu được. Bữa tối nhanh chóng sẵn sàng. Một sư phụ ăn cơm cùng bốn đồ nhi, bầu không khí hết sức ấm áp. Cơ Ngân. Mọi người còn chưa kịp nhấc đũa thì đã nghe thấy một tiếng gầm giận dữ. Tiếng gầm này rất lớn, hơn phân nửa ngoại môn đều có thể nghe thấy. Vệ Xuyên, có không ít người nhướng mày. Nghe giọng điệu thì chắc chắn là Vệ Xuyên rồi. Nghe giọng điệu thì chắc là tên đó đang tức giận lắm. Đâu chỉ tức giận, Vệ Xuyên gần như đã muốn bùng nổ phẫn nộ, hắn bị treo ở ngọn núi phía sau cả một ngày một đêm, không phẫn nộ mới là lạ, nếu như không phải tỉ thí Tân Tông đã kết thúc và có người ra ngọn núi phía sau tu luyện phát hiện thì hắn ta sẽ còn bị treo ở đó cho tới bao giờ. Bây giờ hắn ta đã thoát được, tất
tất nhiên sẽ nhanh chóng chạy đi tìm người đã treo mình lên để thanh toán, mà Cơ Ngân cũng chính là người đó. Chỉ một lúc sau mọi người đã thấy Lạc Hà đi lên đỉnh Tử Trúc. Đi theo cô ta còn có Vệ Xuyên. Ây, Vệ Xuyên đã có quần áo mặc rồi. Hắn ta đã không còn mặt mũi nào nữa, vừa nhìn thấy Triệu Bân thì hắn ta đã nhe răng trợn mắt, nét mặt dữ tợn như quỷ, nghiến răng nghiến lợi, nếu như không có Lạc Hà ngăn cản thì hắn ta đã vác đao xông lên rồi. Sư tỷ, chuyện này là, Vân Yên khó hiểu hỏi. Cơ Ngân nhà muội đã treo Vệ Xuyên nhà ta ở ngọn núi phía sau một ngày một đêm, còn cướp hết bảo bối của nó, việc này muội nhất định phải ra mặt nói chuyện đàng hoàng với ta, sắc mặt của Lạc Hà đã tối sầm lại. Chuyện gì đây? Vân Yên nhướng mày nhìn Triệu Bân. Là hắn ta đuổi giết Lăng Phi trước, Triệu Bân ho khan một tiếng nói. Chuyện của ta và Lăng Phi thì có liên quan gì đến ngươi? Vệ Xuyên quát lên. Lăng Phi là người của đỉnh Tử Trúc, Triệu Bân bình tĩnh nói. Đúng vậy, ta là người của đỉnh Tử Trúc, Lăng Phi cũng đưa ra ngọc bài của đỉnh Tử Trúc rồi nói. Vớ vẩn, đêm qua ngươi chưa phải là người của đỉnh Tử Trúc, Vệ Xuyên lại quát. Nói bừa, ta đã là người của đỉnh Tử Trúc từ lâu rồi. Còn dám ngụy biện. Đủ rồi, Lạc Hà trầm giọng nói, sau đó duỗi tay ra, giao bảo bối cướp được ra đây. Ngươi lấy bảo bối của hắn ta sao? Không, làm gì có. Vậy thì ai lấy? Có quỷ mới biết. Chắc là ai đó làm quá nhiều việc ác nên ngay cả ông trời cũng không chịu được. Triệu Bân và Lăng Phi kẻ tung người hứng giống như đang diễn kịch đùa giỡn hai người trước mặt. Bảo bối đã vào túi ta rồi mà còn muốn lấy lại sao? Mơ gì đẹp vậy? Xích Hiên nghe xong thì che miệng cười trộm. Mục Thanh Hàn nghe xong cũng che miệng cười trộm. Vân Yên nghe xong thì lại trưng ra thần thái hết sức ý vị thâm trường. Xem đi, đồ nhi của cô ta không có đứa nào hiền, đặc biệt là hai tên ôn thần này. Một câu thôi, có giao ra hay không? Sắc mặt của Lạc Hà lại càng tối hơn, cô ta cũng không muốn đứng đây nói những lời vô nghĩa nữa. Thề với trời, ta thật sự không lấy, Lăng Phi ra vẻ chính trực nói. Ầm, một tiếng sấm rền đột nhiên vang lên ở đường chân trời. Triệu Bân liếc mắt nhìn thằng nhóc tóc tím, đừng có thề với trời chứ cái tên này, lỡ bị trời đánh thật thì sao? Gương mặt của Lạc Hà đã không thể đen hơn được nữa. Vệ Xuyên bên cạnh cô ta thì đang nghiến răng ken két. Giờ phút này hắn ta đã chẳng khác nào một con chó điên, nếu như không có ai giữ dây thì chắc chắn hắn ta đã lao lên cắn loạn rồi. Thật sự không lấy sao? Vân Yên nhìn hai người Triệu Bân hỏi. Không lấy. Triệu Bân và Lăng Phi đồng lòng nói. Đêm qua trong núi chỉ có ba người bọn họ, không ai nhìn thấy cho nên tất nhiên bọn họ sẽ không bao giờ thừa nhận. Sư tỷ, ta sợ là đã có hiểu lầm. Vân Yên mỉm cười, tỷ cũng thấy rồi đó. Đồ nhi của ta đều là những đứa trẻ ngoan. Lạc Hà tức giận cười gằn, đỉnh Tử Trúc thật thú vị, nói dối cũng không đỏ mặt. Đi. Lạc Hà phất tay áo, xoay người rời đi. Cô ta phải nhanh chóng rời đi, còn đứng ở đây thêm một phút nào thì chắc chắn cô ta sẽ phát điên. Ngươi chờ đó cho ta. Vệ Xuyên nghiến răng nghiến lợi, không quên uy hiếp trước khi rời đi. Triệu Bân và Lăng Phi tặc lưỡi. Rất hối hận vì đêm qua bọn họ đã không đánh phế hắn ta. Nào, ăn cơm. Vân Yên vẫn rất quan tâm đến hai đồ nhi của mình, còn gắp đồ ăn cho hai người bọn họ. Triệu Bân và Lăng Phi nhìn nhau, đột nhiên lạnh gáy thầm nghĩ, ta có linh tính không tốt. Đôi khi, trực giác của nam nhân cũng rất tốt. Giống như hai người này, sau khi ăn xong thì liền bị sư phụ treo hết lên cây. Sự thật đã chứng minh rằng những món mà sư phụ gắp cho không thể nào ăn bậy được. Đêm trên đỉnh Tử Trúc yên lặng tĩnh mịch, nơi đó có hai kẻ dở hơi đang lắc la lắc lư. Đúng rồi, là Triệu Bân và Lăng Phi, mấy người Vân Yên đã đi ngủ, còn hai người vẫn bị treo. Trong đêm gió to, thôi họ lắc qua lắc lại một hồi, cực kỳ giống đồng hồ quả lắc, đung đưa có nhịp điệu luôn mà. Ngươi, có phải thường xuyên bị treo thế này không? Lăng Phi nhìn Triệu Bân. Một lời khó nói hết được, Triệu Bân hít sâu một hơi. Hắn và cái cây nghiêng này đúng là gắn bó không rời. Tử Linh, Linh Lung, Vân Yên, ai chưa từng treo hắn thì e là cũng sẽ tìm cớ để làm, bị treo trên cây cũng là một kiểu tu hành. Lần này hên chút là không bị đánh. Nhưng ngẫm lại đống bảo bối có được từ Vệ Xuyên,
trong lòng hắn thoải mái hơn rồi. Ta có một người bạn cũ, khá giống người. Tên có là Yêu Nghiệt Nghịch Thiên, Lăng Phi nói. Ta đây, đúng là thấy vinh hạnh khi nghe điều này, Triệu Bân đáp một câu. Hắn tên Triệu Bân, là thiếu chủ Triệu gia ở thành Vong Cổ, à, phải gọi là gia chủ rồi, Lăng Phi nói tiếp, hôm qua, người có thể thiên linh đấu với ngươi chính là vợ chưa cưới của hắn, à, là vợ chưa cưới cũ, tên nhóc kia dị hơn ngươi nhiều, chứ không biết xấu hổ thì cái khác đều tốt. Nghe thấy lời này, Triệu Bân không nhịn được trợn mắt. Vài câu đầu hắn hoàn toàn không nghe, chỉ nghe lọt tai câu cuối, vì sao lại bảo là không biết xấu hổ. Ta còn nhớ là đêm kia, hắn dẫn ta tới Thanh Lâu. Đúng là ngây ngô. Hầy, không nói nữa. Lăng Phi thở dài một tiếng, hết rồi. Giờ tập trung lắc thôi. Ánh mắt Triệu Bân khẽ liếc sang. Mẹ kiếp, ta dẫn ngươi tới Thanh Lâu hồi nào. Mà thằng nhóc lông chưa mọc đủ như ngươi ấy à, ta mà dẫn tới thì ta còn xấu hổ dùm mấy cô nương đó. Két. Đang nói thì tiếng cửa phòng mở vang lên. Người đi ra không phải Xích Hiên, cũng không phải Mục Thanh Hàn mà là sư phụ Vân Yên. Người này lại mộng du rồi, hai mắt trống rỗng, nét mặt đờ dẫn, di chuyển như cái xác không hồn. Mộng du, Lăng Phi thốt lên một tiếng, khá là sửng sốt. Đừng lên tiếng, Triệu Bân nhỏ giọng nhắc. Mục TSNS Hàn từng nhắc hắn là sư phụ mộng du thì đừng lên tiếng là tốt nhất, điều này liên quan tới bí pháp mộng du này. Nếu bị thức giấc giữa chừng thì sẽ bị phản phệ, sơ sót chút là sẽ thành kẻ ngu dại luôn. Khó trách sao ngươi lại bảo ta đóng cửa sổ, Lăng Phi thì thầm. Có một sư phụ không an phận như vậy, ngủ cũng phải mở một mắt. Keng. Hai người ngẩng lên nhìn, Vân Yên cầm kiếm gỗ, bắt đầu múa kiếm dưới ánh trăng. Chiêu thức của cô ta lúc nhanh lúc chậm, không nhiều hoa mỹ nhưng mỗi một đòn đều mang theo khí. Theo Triệu Bân thấy thì cô ta là một người dùng kiếm cực kỳ điêu luyện và có thành tựu. Sư phụ, sẽ không chém chúng ta chứ, Lăng Phi quẩy thân một cái. Người nói xem, Triệu Bân cũng đang nhích thân, chỉ mong là Vân Yên múa thì múa, đừng chém bậy bổ sai là được, vậy thì còn ai sống nổi. Dù chỉ một chiêu đơn giản thì cũng đủ giết hai người họ rồi. Xích Hiên, Lăng Phi thấp giọng gọi một tiếng. Nhưng không ai đáp lại, hoặc phải nói là. Đối phương đang chìm đắm trong việc tìm hiểu tâm pháp. Xích Hiên không tỉnh, Mục Thanh Hàn lại lặng lẽ đi ra. Khi Vân Yên vừa ra khỏi cửa, nàng ta đã tỉnh, nàng ta đã lập cấm chế, một khi Vân Yên mộng du thì nàng ta sẽ tỉnh theo. Đừng lên tiếng, Mục Thanh Hàn đi tới dưới gốc cây, nhắc nhở hai người. Thả chúng ta xuống đi, Lăng Phi cười xin. Ta không cởi được dây thừng này, Mục Thanh Hàn cười gượng. Keng. Cùng với tiếng kiếm vang lên, Vân Yên ném kiếm. Động tác liên tục, không biết cô ta lấy một giải lụa màu từ lúc nào, nãy là múa kiếm, giờ là múa lụa. Dáng múa uyển chuyển, dưới ánh trăng và ánh sao, tạo thành một cảnh đẹp như ảo như mộng. Sư phụ chúng ta, đúng là đa tài đa nghệ, Lăng Phi xem tới mức hai mắt mở to. Vậy ngươi, chưa từng nhìn thấy cảnh đẹp hơn rồi, Triệu Bân thổn thức, múa may một hồi. Xui rủi sao lại thành múa thoát y mất, mộng du trong vô thức mà, Vân Yên có thể làm ra bất cứ chuyện kinh người nào. Đẹp quá, Lăng Phi cười ha ha. Làm đồ đệ đỉnh tử trúc đúng là có lợi nha. Nói sao thì có sư phụ xinh tươi thế này, nhìn thôi cũng đã mắt. Trong thiên tông nhiều nữ trưởng lão như vậy, nhưng không phải ai cũng đẹp như Vân Yên, cũng không phải ai cũng đa tài đa nghệ như Vân Yên, còn biết nhảy múa nữa. Đây là phúc của đồ đệ. Những đỉnh núi khác đâu có phúc lợi thế này. Triệu Bân nhíu mày. Mục Thanh Hà cũng nhăn mày đẹp. Sư phụ múa thì đúng là hiếm có, nhân tố bất ổn nhiều lắm. Dù sao thì trong trạng thái mộng du, Vân Yên cứ nhảy hết điệu này tới mức điệu khác, còn có tiết mục khác như. Sách đồ đệ ra ngoài đánh hay không, như. Tiễn ba người họ tới quỷ môn quan hay không thì. Vèo. Chợt, dây thừng chói Triệu Bân rung lên. Hắn rơi xuống. Vân Yên trói hắn thì đã lập cấm chế, tới giờ thì sẽ thả xuống. Nhìn sang Lăng Phi, nó vẫn còn đang lắc lư theo gió. Tại sao không thả ta xuống, Lăng Phi nhướng mày. Vấn đề nhân phẩm đó, Triệu Bân xoa hai vai của mình, biết rõ ý tứ của Vân Yên.
ngày mai hắn vẫn còn một trận đấu quan trọng nên không thể cứ bị treo trên cây như thế. Còn Lăng Phi ấy à, ngày mai không có việc gì nên treo trên đó một lúc cũng chẳng sao, đây là một kiểu tu luyện. Ngươi cứ lắc tiếp đi, ta đi ngủ đây. Triệu Bân khoát tay, sau đó nhìn Vân Yên rồi xoay người rời đi. Hắn cũng muốn thả Lăng Phi xuống lắm, nhưng tiếc là hắn không thể mở được dây thừng của Vân Yên. Không đợi hắn nhấc chân lên thì cảm nhận được một lực hút cực lớn. Là Vân Yên đã dừng điệu múa, hơi giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, hướng về phía Triệu Bân. Lực hút của cô ta rất mạnh khiến Triệu Bân không thể chống cự được, dễ dàng bị hút về phía cô ta, cổ bị Vân Yên bóp, sau đó nhấc lên giữa không trung. Cô ta đang ở trong trạng thái vô thức vẫn toát ra sát khí. Thấy thế tim Lăng Phi đập bùm bụp. Sư phụ, Mục Thanh Hàn hoảng hốt gọi. Không đến lúc bất đắc dĩ thì cô ta sẽ không đánh thức Vân Yên. Giờ xem ra không đánh thức không được, hơi dùng sức một chút thôi có thể sẽ bóp chết sư đệ. Tay chân Triệu Bân vùng vẫy tứ tung, trán hắn lộ ra cả gân xanh. Nếu biết trước như vậy, hắn thả bị treo trên cây còn hơn, bây giờ Vân Yên đã không còn nhận ra ai nữa rồi. Sư phụ, Mục Thanh Hàn đã chạy đến. Vân Yên chưa tỉnh lại, cô ta phất tay áo đánh Mục Thanh Hàn văng ra ngoài. Có lẽ động tĩnh quá lớn đánh thức cả Xích Hiên đang ngủ, cô ta vội chạy ra khỏi phòng. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta cũng ngơ ngác. Ngây ra đó làm gì? Gọi sư phụ tỉnh lại, Lăng Phi giãy giụa nói. Xích Hiên không đáp lời vội tiến đến trước. Vân Yên lại phất tay áo, Xích Hiên. Vừa tiến đến, còn chưa lên tiếng cũng bị hất văng ra xa. Tỉnh lại đi, Lăng Phi khàn giọng hét lên. Tỉnh lại đi sư phụ. Triệu Bân mặt mày đỏ tía tai khó khăn nói được một câu rồi cố nén khí thế đó, không nén khí thế đó lại thì có thể sẽ bị bóp chết, cảnh giới địa tạng không phải là người có thể chọc vào. Lời nói của hắn quả thật có tác dụng. Vân Yên thật sự buông tay ra. Triệu Bân lập tức rơi xuống đất, sau đó ôm cổ ho dữ dội. Vừa mới trước đó như tưởng đã nhìn thấy thần chết đang vẫy tay với mình, cười tà ác, hai hàm răng dữ tợn lóe lên ánh sáng lạnh băng. Hắn vừa đứng vững lại thì một bàn tay lạnh lẽo vươn đến. Đó là tay của Vân Yên đang vuốt ve mặt hắn, cô ta đang trong trạng thái vô thức thế mà lại để lộ ra vẻ nhu tình cứ như một người vợ đang dịu dàng vuốt ve chồng mình. Đôi mắt xinh đẹp vô thần nhưng cũng long lanh đó còn ẩn chứa chút hơi sương, sau đó ngân ngấn nước. Được phản chiếu dưới ánh trăng. Khi Triệu Bân phản ứng lại thì nước mắt Vân Yên đã rơi xuống. Lăng Phi nhìn thấy thế cũng ngơ ngác không hiểu gì. Xích Hiên thấy thế cũng không biết tại sao. Trong mắt Mục Thanh Hàn đang lảo đảo đứng lên cách đó không xa hiện lên vẻ đau lòng, chắc là sư phụ lại nằm mơ thấy người yêu rồi, thậm chí còn miêu tả trong hiện thực, xem sư đệ thành người kia. Sư phụ, Triệu Bân thử gọi một tiếng. Mục Thanh Hàn có thể đoán ra thì hắn cũng có thể đoán được một ít. Chính vì đoán được thế nên mới cảm thông, sư phụ của hắn là một người phụ nữ si tình. Hắn không nên lên tiếng. Tiếng gọi này khiến Vân Yên cũng giơ tay còn lại ra, một trái một phải ôm gương mặt hắn, hai hàng nước mắt giàn giụa chảy dài. Người đã khuất, bớt đau thương, Triệu Bân lùi về sau một bước. Hắn không nên nói thế, cũng không nên động đậy. Hắn vừa động đậy, Vân Yên cũng nhúc nhích theo. Hắn lùi một bước, Vân Yên cũng tiến một bước, không để hắn kịp thở, Vân Yên đã nhào vào lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy, nước mắt thấm ướt vào ngực hắn. Cũng không biết là quá nhớ thương hay quá yêu người kia. Cái ôm này của Vân Yên như dùng hết sức lực của cô ta. Rắc. Sau đó một âm thanh vang lên. Dù đang ở trong trạng thái mộng du, cái ôm này của Vân Yên cũng rất dọa người. Đến nỗi Triệu Vân không chịu nổi, xương cốt cả người đều kêu răng rắc. Nhìn thôi cũng thấy đau, Lăng Phi nhếch miệng. Mục Thanh Hàn cách đó không xa cũng cảm thấy hoảng. Có gì, từ từ nói. Triệu Bân nhe răng nhếch miệng, lúc nói miệng không ngừng chảy máu. Đây là hắn chứ nếu đổi thành cảnh giới chân linh khác, e là đã lên đường từ đời nào rồi. Nhìn đi, lời nói của hắn có tác dụng hơn Mục Thanh Hàn, vừa gọi một tiếng sư phụ, Vân Yên đã tỉnh lại. Tỉnh thì tỉnh rồi đấy, bầu không khí lại rất phi diệu. Nơi nhiều người sợ nhất là bầu không khí bỗng nhiên im ắng. Giống như giờ phút này Vân Yên sững sờ một chốc, người ta ôm. Là cơ ngân sao? Có gì, từ từ nói, Triệu Bân lại nói.
Vân Yên bừng tỉnh, hoảng hốt buông Triệu Bân ra rồi lùi về sau một bước. Phụt! Triệu Bân cũng không ổn lắm, chưa kịp đứng vững đã phun ra một ngụm máu, hắn chưa bị chút thương tích nào trong cuộc thi Tân Tông, thế mà lại bị sư phụ ôm đến phun ra máu. Thế nên mới nói đừng nên tìm vợ có cảnh giới quá cao khi tu vi không bằng người ta, nếu lên giường rồi thì thật sự chết người đó. Ta! Vân Yên mấp máy môi, vô thức giơ tay lên chạm vào giọt nước mắt trên gò má. Giấc mơ đêm nay rất ấm áp, đã mơ thấy người cô ta muốn mơ đến. Tỉnh giấc lại là tình thế này, rốt cuộc cô ta đã làm gì trong lúc bị mộng du thế này? Nhìn cơ ngân, không biết đã gãy bao nhiêu cái xương nữa, nhìn Mục Thanh Hàn lảo đảo bước đi, máu nhuộm đỏ cả áo. Xích Hiên lảo đảo, xem ra bị thương khá nặng, chỉ có Lăng Phi bị treo trên cây xem như vẫn còn lành lặn không bị gì. Bốn đệ tử mà đã có ba người bị cô ta đánh thành bị thương. Sư đệ, Mục Thanh Hàn lảo đảo bước đến. Người bị thương nặng nhất vẫn là cơ ngân, tiếng răng rắc lúc nãy là minh chứng rõ nhất. Đỡ đệ một chút, đệ có thể sẽ nôn thêm nữa, Triệu Bân lảo đảo đứng dậy. Nói nôn là nôn ngay, búng máu này của hắn, rất đáng sợ. Sáng sớm, khi sắc trời còn chưa tỏ, không khí trong Thiên Tông đã sôi sục. Có nhiều người đã vội tới quảng trường khi còn chưa kịp ăn cơm, có không ít kẻ cầm theo bánh bao, vừa đi vừa gặm. Theo như lời họ nói thì chiếm được vị trí tốt thì mới nhìn rõ được. Trời vừa sáng, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên khắp Thiên Tông. Dãy núi có mây mù lượn lờ này khoác lên chiếc áo mộng ảo mà Cát Lợi. Nhìn quảng trường đã tràn đầy người. Mấy người cuộc thi Tân Tông diễn ra, hôm nay là náo nhiệt nhất. Gần như mọi người đều tới chỉ trừ mấy lão quái vật đang bế quan, ngay cả người nội môn cũng tới rất nhiều, có cả trưởng lão lẫn đệ tử. Người nói xem, cơ ngân có thể chịu được mấy hiệp trong tay Sở Vô Xương? Nhiều nhất là 10. Không thể nào, cơ ngân cũng có chút bản lĩnh, ngay cả vô niệm cũng bại trận mà. Vậy phải xem đánh với ai nữa, từ đầu tới giờ, Sở Vô Xương chưa dùng tới bản lĩnh thật mà. Nhân vật chính chưa tới. Quần chúng đã bắt đầu bàn tán. Ngay cả trưởng lão trong tông, đều đang lén bàn luận với nhau. Sau vài trận chiến, cơ ngân cũng có vẻ chưa dùng hết toàn lực, giờ đánh với Sở Vô Xương, không chừng sẽ tạo ra trận đấu nhiệt huyết, sợ là chỉ có hai người họ đánh với nhau mới có thể khiến đối phương dùng chiến lực thật sự. Lão đạo, hôm nay còn cá cược không? Tô Vũ cười hỏi. Đặt chứ. Lão Trần Huyền đáp một tiếng vang dội, giọng điệu hiên ngang lẫm liệt. Trưởng lão Thiên Tông mà, dù thua hết bạc thì vẫn còn không ít bảo vật. Vẫn câu kia thôi, ông ta không tin cơ ngân thắng tiếp được. Ở đây, người nghĩ như ông ta quá nhiều, dù sao cũng phải để họ kiếm chút vốn lại chứ. Cũng có người đặt cho cơ ngân thắng như Thanh Giao, cô ấy tin tưởng Triệu Bân vô điều kiện. Trong lúc đang nói chuyện, Ngô Huyền Thông đã tiến vào, khác với những lần trước, hôm nay ông ta đã thay áo bào mới, người cũng phấn chấn hẳn. Bày ra biểu cảm trịnh trọng trong chung kết hôm nay. Càng nhiều người vào hơn sau đó. Đệ tử yêu nghiệt như Mặc Đao, Hàn Tuyết đều đến đủ, không thiếu một ai. Trưởng lão các đỉnh cũng lần lượt ngồi xuống, trận chung kết. Mới là phần hay nhất của tỷ thí Tân Tông. Đến rồi, Kiếm Nam nói một câu. Lời này đã khiến toàn trường chú ý, họ nhìn cửa vào của quảng trường. Lọt vào mắt họ là một bóng hình xinh đẹp. Đúng là Sở Vô Xương, phong thái của thiên chi kiêu nữ làm mờ nhạt đi vẻ đẹp của các nữ đệ tử. Còn mấy đệ tử nam thì cũng kém hơn cô ta nhiều. Cô gái này rất kiêu ngạo, để cô ta đợi một tên chân linh thì đúng là mất mặt. Đừng nói là không tới nha. Một khoảng thời gian này thôi, không ít đệ tử đã liếc cửa mấy chục lần. Nếu hắn không tới thì mới bẽ mặt, mấy tiếng cười nối nhau vang lên. Trận chiến quan trọng như vậy. Còn náo nhiệt hơn cả hội họp long trọng mà để mọi người leo cây thế này thì không ít người mắng thầm. Ngay cả Ngô Huyền Thông cũng mắng một tiếng, không ngờ sau hôm qua, hôm nay còn có chuyện tào lao thế này. Hắn sẽ tới, Ngô Huyền Thông nói bằng giọng sâu xa. Thật ra ông ta cũng không chắc lắm, dù sao cũng là đánh với yêu nghiệt nghịch thiên là Sở Vô Xương mà. Đến rồi, Kiếm Nam thông báo một tiếng lần nữa. Người của đỉnh tử trúc tới. Lăng Phi là người đầu tiên đi vào, vóc dáng chỉ nửa thước mà lại tạo ra khí thế ba thước tám.
theo sau là Mục Thanh Hàn và Xích Hiên. Khi thấy hai người này, nhiều người nhướng mày. Họ bị thương, còn là nội thương rất nặng, mặt cắt không còn giọt máu. Khi nhìn tiếp thì Triệu Bân cũng đi vào. Hắn đang che eo, tư thế đi đường khá khập khiễng. Thấy cảnh này, mọi người đồng loạt nhướng mày. Tình huống gì đây, bốn đệ tử đỉnh tử trúc mà có ba người bị thương, thế này là bị đánh à? Sao thế, mấy người Tô Vũ tiến lên đón. Đi đứng không cẩn thận, giẫm hụt, chật eo, Triệu Bân ho gượng một tiếng. Chuyện đêm qua không phải chuyện gì tốt, nếu lộ ra ngoài thì khi về, hậu quả không chỉ chật eo đâu, với cái nét của Vân Yên thì nếu thẹn quá hóa giận thì cô ta sẽ đánh hắn như xương luôn. Vậy ngươi thế này, là bị chật hơi nặng đó nha, mọi người cũng cười gượng. Mục Thanh Hàn và Xích Hiên ho khẽ, đúng là một mình sư phụ Mộng Du, cả đỉnh núi gặp họa mà. Nhắc tới sư phụ, Vân Yên vào. Hôm nay Vân Yên cũng khác mọi hôm rồi, mặt mũi tràn đầy biểu cảm mang tên, xấu hổ. Trừ nhiêu đó thì có thêm một chút ửng hồng. Kiểu này, là bị chồng ghẹo à, Linh Lung sờ cằm. Vậy cũng phải có khả năng chồng ghẹo mới được, Đào Tiên Tử cười nói. Người đỉnh tử trúc, đúng là thú vị ha, không ít người thì thầm, bốn đồ đệ mà ba người bị thương, sư phụ đỏ mặt, đêm qua, tiết mục đặc sắc nào đã diễn ra trên đỉnh tử trúc. Được không đó, Kiếm Nam vỗ Triệu Bân. Cũng tạm, Triệu Bân vuốt eo, sau đó mới đứng thẳng. May là hắn chịu đánh giỏi. Mau mà hắn có tẩy tủy dịch cân kinh. May mà hắn có trường sinh quyết. Nếu không thì hôm nay, đừng nói đi, lết cũng chẳng nổi đâu. Trong nhiều năm sau, hắn có cái để nói khoác rồi, bị một cao thủ địa tạng đỉnh cao ôm, xương cốt kêu răng rắc mà mạng ông mày vẫn còn, ông mày trâu bò không? Trâu. Đây sẽ là lời đáp của Lăng Phi, Xích Hiên, Mục Thanh Hàn. Cũng là câu trả lời của Vân Yên. Cô ta đúng là đánh giá thấp cơ ngân rồi, bị thương cỡ đó mà sáng hôm sau vẫn hừng hực như thế. Khả năng khôi phục đúng là đáng sợ. Có cần nghỉ ngơi một lát không? Ngô Huyền Thông hỏi. Không cần, Triệu Bân bước lên đài chiến đấu. Sau đó thì hắn bắt đầu xoay cổ tay. Quật người, hôm nay hắn nhất định phải quật ai đó. Hắn sẽ không nương tay với Sở Vô Xương, cũng không hẳn là thù hận sâu xa gì, chỉ là Sở Vô Xương chịu đòn rất được. Soạt. Sở Vô Xương đáp xuống đài với dáng người thướt tha. Tất cả mọi người ở đây đều ngừng thở, sợ mình sẽ lỡ mất một màn kịch đầy phấn khích. Ngươi, khiến ta khá là bất ngờ, môi Sở Vô Xương khẽ hé. Bây giờ, ta đã có tư cách làm đối thủ của cô rồi, Triệu Bân cười nói. Miễn cưỡng đủ tư cách, Sở Vô Xương hờ hững nói. Thắng ta, nó sẽ là của cô, Triệu Bân vung tay, tử ngọc trong tay áo bay ra, treo lên bên ngoài, ngọc tím nhưng lại cháy lên ngọn lửa đỏ rực, cả đại hạ này chỉ mình Sở Lam có được. Ân oán của hắn với Sở Vô Xương cũng bắt đầu từ tử ngọc này. Bắt đầu trận chiến, Ngô Huyền Thông để lại câu đó rồi tự giác lùi ra ngoài, vẫn chưa xuống đài vì ông ta phải đứng đó để trông chừng. Sợ Sở Vô Xương ra tay quá nặng, bất cẩn giết chết cơ ngân, nếu chuyện đó xảy ra thật thì sẽ là một tổn thất rất lớn với Thiên Tông. Ngô Huyền Thông vừa lùi lại thì đã thấy khí huyết Triệu Bân điên cuồng dâng lên, khí thế được đẩy lên mức cao nhất. Lấy hắn làm trung tâm, đá xanh xuất hiện những vết nứt lan ra đến tận mép đài chiến đấu. Khí thế mạnh thật, Mặc Đao thầm nói. Đó mới là sức mạnh thật sự của hắn ư, Liễu Như Nguyệt thì thào, khí thế mạnh mẽ đó không phải là thứ cô ta có thể so sánh, trận chiến với cơ ngân cô ta vẫn chưa thể thăm dò được nông sâu thế nào, lại càng không thể biết được tên cảnh giới chân linh đó rốt cuộc đang che giấu bao nhiêu thứ. Cả nhóm đệ tử yêu nghiệt còn như thế nữa là những đệ tử bình thường khác. Chẳng hạn như bọn Vệ Xuyên hay Ngụy Đằng bên kia, mặt mũi ai cũng âm u. Suốt ngày gây chuyện. Lần này đụng trúng tảng đá cứng rồi, tên kia giả heo ăn thịt hổ, có trời mới biết hắn đã lừa hết bao nhiêu người, bọn họ chính là một trong số đó, một trận 20 vạn, tiểu tử đó thắng cũng đậm lắm. Nhìn sang Sở Vô Xương, vẫn như nàng tiên dáng trần đứng đó. Chiến! Triệu Bân gào to, bước chân dẫm nát đài chiến đấu, một quyền lao về phía Sở Vô Xương trong nháy mắt. Đòn đánh mở đầu để xem xét sức mạnh của đối thủ đến đâu vẫn là thứ cần thiết. Quyền Hám Sơn. Tô Vũ nhướng mày, có thể nhận ra được khí thế của Quyền Hám Sơn trong đòn tấn công của Triệu Bân.
Vô Niệm bên cạnh hắn ta khẽ nhíu mày. Đó không phải quyền hám sơn nhưng lại có được khí thế của nó, không ngờ Cơ Ngân cũng biết đến quyết pháp này. Trên thực tế, Triệu Bân đã học trộm nó. Nhưng hắn vẫn chưa chạm được đến cốt lõi, chỉ biết được những thứ da lông. Sở Vô Xương cử động, nhưng cô ta cũng chỉ giơ tay lên, năm ngón tay mở ra dễ dàng chặn một quyền của Triệu Bân, sức mạnh của đòn tấn công đó cũng bị vầng sáng ngũ sắc xóa tan. Quá yếu. Sở Vô Xương hờ hững nói, lòng bàn tay dùng sức hất bay Triệu Bân. Tại sao lại là quá yếu? Bởi vì cô ta còn chẳng dùng đến 5 phần sức mạnh để đỡ đòn tấn công đó. Lại không biết rằng một quyền của Triệu Bân cũng không dùng đến 5 phần lực. Triệu Bân đặt chân xuống, dẫm lên đài chiến đấu gần như sụp đổ. Mới đứng vững thì đã thấy luồng kiếm khí ngũ sắc đánh tới, đó là cách ra đòn của Sở Vô Xương từ đầu đến giờ. Triệu Bân không nói gì, một tay nắm kiếm khí màu vàng chém tan kiếm khí ngũ sắc. Keng, keng, keng. Mỗi một kiếm khí bị chém đi thì 3 luồng kiếm khí khác lại ập tới, kiếm khí ngũ sắc phát ra âm thanh chói tai. Đừng mang mấy món đồ chơi đó ra dùng làm gì. Triệu Bân thản nhiên nói, vẫn là kiếm khí màu vàng đó chém hết tất cả mọi thứ. Thoải mái phá tan 3 luồng kiếm khí ngũ sắc, ở đây không có đệ tử nào làm được điều đó, mạnh như Mặc Đao, hay Thể Thiên Linh cũng vậy, chỉ từng đó thôi là đủ để thấy lực chiến họ không bằng Cơ Ngân rồi. Cực kỳ đáng sợ, Triệu Bân lại đánh tới trước mặt Sở Vô Xương, trong tay không hề có vũ khí, chỉ đánh ra một quyền, nó được dồn hết 10 phần sức mạnh, quyền uy đáng sợ khiến gương mặt xinh đẹp của Sở Vô Xương phải nhíu mày, dù giữa những ngón tay vẫn có khí ngũ sắc dâng tràn nhưng cũng chẳng thể phá giải đòn tấn công đó, bị một quyền của Triệu Bân đánh lùi về phía sau. Đây chính là lần đầu tiên cô ta bị đánh lùi từ khi tỷ thí Tân Tông bắt đầu đến nay. Đánh giá thấp sức mạnh của ngươi rồi. Sở Vô Xương khẽ quát lên, hào quang ngũ sắc được tạo ra để hất Triệu Bân văng xa. Cô chưa từng đánh giá cao ta, Triệu Bân cũng chỉ nói những lời đó. Trong lúc văng ra xa, hắn vung tay, 3 kiếm khí chém về phía Sở Vô Xương. Quanh người Sở Vô Xương lóe lên vầng sáng ngũ sắc, dễ dàng hủy diệt kiếm khí trong nháy mắt. Cùng lúc đó, cô ta bấm tay niệm chú, vòm trời chợt run lên, một tòa bảo tháp linh lung từ trên trời rơi xuống, là hư ảo. Được tạo nên từ bí thuật, cả tòa tháp rực rỡ hào quang, Triệu Bân vừa dừng lại thì đã bị tòa tháp linh lung bao trùm. Bên trong tòa tháp là kiếm khí ngũ sắc lượn lờ, kiếm khí cực kỳ rực rỡ, mỗi một luồng kiếm khí đều ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Ngoài ra, bên ngoài tòa tháp còn có phủ văn ngũ sắc hiện lên, từng chữ khắc vào trong tháp, mang theo phong ấn cực mạnh, thậm chí nó còn khiến bảo tháp linh lung run lên, làm thức tỉnh bản chất của nó trong nháy mắt. Xong. Lần này kết thúc rồi, Tô Vũ hít một hơi thật sâu. Bị giam trong đó thì phá vỡ xông ra là được mà, Kiếm Nam xen vào một câu. Phá vỡ, thế thì cứ phá ra được hãng nói, Dương Phong lên tiếng, đó là bảo tháp linh lung ngũ sắc, là phong ấn của cả 5 loại thuộc tính, không có một người cùng tu vi nào có thể phá nổi chứ đừng nói đến Cơ Ngân mới tới cảnh giới chân linh. Ta bảo mà, không thể sống quá 10 hiệp đâu, có người cười nói. Có thể đánh lùi Sở Vô Xương, có thể ép Sở Vô Xương phải dùng đến tháp linh lung thì Cơ Ngân cũng có thể hất mặt lên trời rồi, cũng có người nói như thế, đừng quên, Cơ Ngân chỉ là cảnh giới chân linh thôi. Giam, Sở Vô Xương thản nhiên nói. Giam giữ ta, Triệu Bân hừ lạnh, nhanh chóng mở thiên cang hộ thể, màu vàng chói lóa hiện ra với hắn làm trung tâm, khí thế mạnh mẽ, uy lực bá đạo, phá tan kiếm khí bên trong tòa tháp, hất tung phong ấn giam cầm ngũ sắc. Sức bùng nổ của thiên cang hộ thể có thể dễ dàng phá vỡ bảo tháp linh lung. Đó là, thiên cang hộ thể, tất cả mọi người ngạc nhiên. Có rất nhiều người ngoái đầu nhìn lướt qua Vệ Xuyên. Tại sao hắn lại có thiên cang hộ thể, Vệ Xuyên đã đứng dậy, không thể tin nổi. Thiên cang hộ thể, phòng ngự tuyệt đối. Đó là bí thuật của Dương Thiên Thế Gia, không truyền ra ngoài nên người ngoài hoàn toàn không thể biết. Nay lại được Cơ Ngân sử dụng. Làm sao hắn ta có thể tin được? Hắn học được thiên cang hộ thể ở đâu thế? Linh lung nhìn sang Vân Yên. Có trời mới biết được. Vân Yên kinh ngạc bật thốt, cô ta cũng không biết thiên cang hộ thể có sức phòng ngự tuyệt đối này. Tất nhiên không phải do cô ta dạy, Cơ Ngân lại biết bí pháp này, hơn nữa còn thực hiện nó mạnh và bá đạo hơn cả Vệ Xuyên. Có thể thấy, là học trộm, Đào Tiên Tử cười khẽ.
những lời cô ta nói, Vân Yên và Linh Lung chỉ xem là đùa. Bí thuật của Dương Thiên Thế Gia, đến tận hôm nay vẫn là đơn truyền nhất mạch, làm gì có chuyện học trộm được. Vấn đề là, Triệu Bân thật sự học trộm. Nói là học trộm cũng không đúng, phải nói là cải tiến. Quyết Diễn Thiên Võ chính là một cái tên khác hắn đặt cho bí thuật này, hắn có ưu thế vượt trội đó là thêm vào uy áp của Thiên Võ, nó không chỉ là phá tan tháp Linh Lung đơn giản như thế, cả người thực hiện bí thuật là Sở Vô Xương cũng bị đánh văng, bị thương là điều chắc chắn. Nhưng tốt nhất là không nên dùng uy thế của Thiên Võ. Dùng uy thế Thiên Võ thì chẳng khác gì nói cho Linh Lung biết thân phận của hắn. Hắn đến đây để báo thù, nếu không đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì không nên để lộ thân phận, hơn nữa. Thân phận của Linh Lung còn khá là đặc biệt, Đại Hạ Hồng Uyên từng bị hắn nhắc đến, e là không dùng được nữa. Người học được Thiên Cang hộ thể từ đâu thế? Sở Vô Xương thản nhiên hỏi. Câu hỏi đó cũng là thắc mắc của những người có mặt ở đây. Nhất là Vệ Xuyên, hắn ta nhìn chằm chằm Cơ Ngân, bí thuật nhà ta. Người học đâu ra thế? Nữ soái dậy, Triệu Bân cười nói, hắn đã chuẩn bị sẵn lý do để giải thích. Lời giải thích đó khá là hoàn hảo. Ít nhất thì các trưởng lão ở đây đều tin. Các trưởng lão còn tin nữa là đệ tử. Nữ soái của Xích Diễm Đại Hạ không chỉ là một nữ tướng quân, mà còn là một cảnh giới chuẩn thiên hàng thật giá thật, chỉ còn một chút nữa là bước vào cảnh giới Thiên Võ, cô ta có thể học được Thiên Cang hộ thể cũng chẳng lạ gì. Sở Vô Xương khẽ nhíu mày. Nói thật, nghe xong đáp án đó trong lòng cô ta hơi khó chịu. Thống soái của quân Xích Diễm là cô của cô ta, có được bí thuật bá đạo như thế, thà dạy cho người ngoài cũng không dạy cho đứa cháu gái là cô ta, lý nào lại như thế, cô ta. Không bằng Cơ Ngân ư. Đừng nghe hắn nói linh tinh, ta cũng không biết. Nếu nữ soái có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ trả lời như thế, có trời mới biết hắn học ở đâu. Có người chống lưng hay ở chỗ đó, chuyện gì cũng đẩy lên đầu nữ soái, Triệu Bân chính là người như vậy. Chắc nữ soái không để bụng đâu, ít nhiều gì cũng là người nữ soái giới thiệu, cho cô ta nở mặt nở mày thôi mà. Thiên ngoại phi tiên, Sở Vô Xương lên tiếng, ấn quyết lại bắt đầu biến đổi. Đột nhiên, trên bầu trời lại phát ra tiếng kiếm hỗn loạn, vang vọng cả thiên tông. Ngửa đầu lên nhìn, bóng kiếm đầy trời, tất cả đều lóe lên hào quang ngũ sắc, kiếm âm leng keng khiến các đệ tử có mặt ở đó đều phải che tai lại, rất nhiều người chảy cả máu tai. Dầm. Tư Không Kiếm Nam thấy thế thì nuốt nước bọt. Thiên ngoại phi tiên ghê thật, bóng kiếm đầy trời, số lượng nhiều đến mức ra đầu con người ta phải run lên, chủ yếu là kiếm uy mà những bóng kiếm đó sở hữu đều có sức mạnh nghiền nát tất cả mọi thứ, nếu nó rơi xuống, bị chém 1000 lần cũng không đủ, có thể nói là một hơi chém con người thành thịt vụn. Cơ Ngân, Ngô Huyền Thông khẽ gọi. Những lời đó rất dễ hiểu, khi nào cần nhận thua thì nên nhận thua. Đừng để bị giết chết. Triệu Bân không đáp, hắn ngửa đầu lên nhìn trời, buộc lòng phải nói là tư chất của Sở Vô Xương rất đáng sợ. Đại chiêu tấn công tập thể này được cô ta thực hiện mang đến sức sát thương không phải là khủng khiếp bình thường. Cơ Ngân, Ngô Huyền Thông lại trầm giọng xuống. Chém, Sở Vô Xương lên tiếng, không biết là trước hay sau Ngô Huyền Thông. Bóng kiếm đầy trời va chạm vào nhau, rơi xuống như màn mưa, ghim thẳng xuống đài chiến đấu. Không hề tấn công vào nơi nào khác. Chém ta. Triệu Bân cười lạnh, tiện thể xách Long Uyên ra vung mạnh. Bóng kiếm đầy trời chém xuống cũng không thể phá vỡ lớp phòng ngự của hắn, nó kín cái không một khe hở, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy những tia lửa lóe lên, cùng âm thanh keng keng trong trẻo. Kiếm tốt, lão đạo Âu Dương sợ hãi than. Đây là, lần đầu tiên thấy vũ khí của Cơ Ngân. Thân là luyện khí sư. Tất nhiên có thể nhận ra được sự bất phàm của Long Uyên kiếm, không biết nó được đúc từ nguyên liệu gì, có lẽ là huyền thiết không hề tầm thường, cả kiếm khí kéo dài 3 tấc trên thân kiếm nữa, binh tinh đặc biệt ư. Kiếm tốt, các trưởng lão cũng sáng rực hai mắt. Đây là lần đầu tiên lão đạo Âu Dương thấy thì bọn họ cũng vậy thôi. Các đệ tử khác cũng mới thấy lần đầu, bởi vì mấy trận đấu trước đó, cả trận trên diễn võ đài, họ chưa từng thấy Cơ Ngân đụng đến vũ khí. Chỉ quật người, một trò từ đầu đến đuôi. Thanh kiếm đó, Liễu Như Nguyệt híp mắt lại. Thanh kiếm đó, Vệ Xuyên cũng híp mắt lại. Không biết tại sao cứ thấy thanh kiếm đó quen quen thế nào ấy.
quen là đúng rồi còn gì nữa. Đêm hôm đó kẻ một đấu hai trong rừng sương mù chính xác là hắn. Kiếm tốt. Kiêu ngạo như Sở Vô Xương cũng phải lộ ra vẻ mặt khác. Cô ta đã từng thấy rất nhiều món vũ khí tốt, nhưng thứ Cơ Ngân cầm thật sự là vật bất phàm. Tại sao kiếm khí trên thân kiếm của hắn lại có màu vàng? Lăng Phi khẽ nói, Xích Hiên và Mục Thanh Hàn bên cạnh cũng kinh ngạc. Họ biết Cơ Ngân có Tử Lệ binh tinh đó từng luyện chế cho bọn họ. Kiếm khí màu tím, Cơ Ngân lại có màu vàng, chẳng lẽ tiểu tử này có kim vũ binh tinh mạnh hơn ư? Bộp, keng keng, keng. Trong những tiếng than thở đầy sợ hãi, Triệu Bân đang cố gắng vung kiếm lên. Thiên ngoại phi tiên rất mạnh, lớp phòng ngự của hắn cũng không phải hàng trưng bày, tuy kiếm ảnh rất nhiều nhưng vẫn không thể tổn thương hắn, âm thanh kiếm va chạm với kiếm ảnh leng keng đầy trong trẻo, nghe cứ như một khúc nhạc khá êm tai. Phá! Đến một khoảnh khắc, Triệu Bân chĩa thẳng kiếm lên trời. Hắn vung Long Uyên thật mạnh khiến cả vòng trời biến sắc, kiếm ảnh đầy trời cũng vỡ tan, cái gọi là thiên ngoại phi tiên đó cũng bị phá vỡ, rơi xuống. Trên bầu trời chỉ còn những vệt sáng ngũ sắc mờ ảo. Hay lắm, cuối cùng Sở Vô Xương cũng mỉm cười. Nụ cười đó chính là sự công nhận đầy kiêu ngạo. Trong mắt cô ta, Cơ Ngân ngày hôm nay chính thức có tư cách trở thành đối thủ của cô ta. Ta nên đâm vào mắt, hay là vai cô ta nhỉ? Triệu Bân cầm kiếm đứng đó quan sát Sở Vô Xương từ trên xuống dưới, hai mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, hắn đang tính toán khoảng cách, cũng tính cả phương hướng. Nếu dùng thiên nhãn thuấn thân thì cũng không thể giết chết Sở Vô Xương trong một giây, nếu không nữ soái sẽ nổi cơn tam bành, lùi lại một bước, đánh một đòn khiến cô ta bị thương nặng sẽ tốt hơn. Sở Vô Xương khẽ nhíu mày. Bởi vì ánh mắt Cơ Ngân nhìn cô ta bấy giờ có hơi kỳ quái. Kỳ quái đến mức nào ấy hả? Vẻ mặt đó, trông cứ như một vị khách đến mua hàng và đang suy nghĩ xem nên chọn món nào, quan sát xem nó có tỉ vết nào không ấy. Cơ Ngân giờ phút này chính là như thế. Hai người bọn họ, đang làm cái gì thế? Họ thấy Triệu Bân cứ nhìn chằm chằm Sở Vô Xương mà chẳng biết tại sao, Sở Vô Xương cũng đứng yên đó nhìn hắn, mọi người bên dưới ầm ĩ lên, tiếng gào to vang vọng, bọn ta đến xem trận chiến mà, hai người đứng đó nhìn nhau sắp tóe lửa đến nơi rồi, dù có thích nhau thì cũng phải đánh xong rồi thích chứ. Đâm vào đâu nhỉ? Triệu Bân không quan tâm đến bọn họ, vẫn còn thì thào chọn vị trí. Hắn cũng hay thật, tặng cho Sở Vô Xương một lỗ thủng đầy máu cũng phải băn khoăn xem nên đâm chỗ nào, không thể đánh chật, lại còn phải giữ chừng mực, nếu không sẽ khó lòng giải thích với nữ soái Xích Diễm. Người có đâm thì đâm lẹ lên, Nguyệt Thần cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Tú Nhi tỉnh rồi, hay có thể nói là hôm nay rảnh rỗi nên đang ngồi trên mặt trăng xem cuộc vui. Nhưng Triệu Bân lại không biết cô ta đang xem, quan trọng là Nguyệt Thần vẫn chưa muốn cho hắn biết. Lát nữa hắn đâm. Triệu Bân nhìn nhìn, sau đó xoa mắt. Vì trên người Sở Vô Xương có một lớp hào quang ngũ sắc rực rỡ, quá nhiều màu sắc, có khả năng ẩn nấp kỳ điệu, hơn nữa còn có sức mạnh kỳ lạ khiến hai mắt hắn nổ đom đóm. Thiên nhãn thuấn thân không nên được dùng vào lúc này. Đó là quân bài tẩy chỉ có thể dùng đến khi chắc chắn sẽ đánh trúng mục tiêu. Đúng vậy, hôm nay hắn vẫn chưa thể chắc chắn đòn tấn công ấy sẽ trúng mục tiêu. Bởi vì trên người Sở Vô Xương không chỉ có hào quang ngũ sắc mà còn có sức mạnh thần bí dâng tràn, có thể xem như một lớp áo giáp, hắn mà đâm vào thì không bị chật mới là lạ, trận chiến này. Nếu có ma tử phối hợp thì chắc chắn hơn, phá vỡ một lỗ hổng trên lớp giáp đó, đâm kiếm xuyên qua là mọi chuyện kết thúc. Đáng tiếc, hôm nay chỉ có một mình hắn đánh với Sở Vô Xương. Đột nhiên, mặt đất rung lên thật mạnh. Triệu Bân chưa kịp phản ứng thì dây mây đã nhô lên. Quấn lấy hai cổ chân hắn, đó là độn mộc, là thuộc tính mộc Sở Vô Xương có, thuật độn mộc của cô ta rất mạnh, khiến xương cốt bị xiết kêu răng rắc. Soạt! Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Triệu Bân bị dây mây nhấc lên. Mọi người cũng ngước mắt nhìn, trông thế này, có vẻ Sở Vô Xương đang muốn quật ngã Triệu Vân. Lại còn tính quật ngã ta, Triệu Bân chém một kiếm, cắt đứt dây mây. Còn chưa rơi xuống đến mặt đất thì đã thấy một cơn sóng lớn ập tới. Sóng to gió lớn, đó là độn thủy, vừa xuất hiện đã cắn nuốt lấy hắn, dòng nước quỷ dị mang theo lực diệt hóa đáng sợ. Mở! Triệu Bân khẽ hét lên, một kiếm chém mạnh, nhảy lên trời. Đáng tiếc hắn đã xem thường thuật độn thủy của Sở Vô Xương rồi,
vừa nhảy ra được thì làn sóng khác đã ập đến cuốn hẳn về, trong nháy mắt, khí huyết trên người hắn đã bị diệt hóa đi rất nhiều. Băng, Sở Vô Xương khẽ hé môi, thản nhiên thốt ra một chữ. Dứt lời, làn sóng ập đến dữ dội ấy bắt đầu hóa thành băng từng chút một, Triệu Bân vẫn bị chìm trong đó cũng thành tượng băng, là cái kiểu cầm gậy gỡ vào sẽ vả thành từng mảnh ấy. Đóng băng đáng sợ thật, Hàn Tuyết khẽ nói. Cô ta là chân thể âm băng, đóng băng là sở trưởng của cô ta. Bây giờ nhìn thấy Sở Vô Xương đóng băng mới biết những gì mình thực hiện chỉ là trò con nít, không có thuộc tính băng, lại có thể đóng băng mạnh mẽ đến thế, tư chất của Sở Vô Xương quả là sâu không lường được. Nhìn thôi cũng thấy lạnh, Man Đằng sợ run cả người. Ừ, Dương Phong nói một chữ, là người từng bị ý lạnh ăn mòn, hắn ta có nỗi ám ảnh với băng. Thế, là xong rồi. Nhìn đi, ta đã bảo là không đánh quá 10 hiệp mà. Không nhìn lại xem đối thủ là ai. Bên dưới đã bắt đầu bàn tán ầm ĩ, ai cũng tấm tắc khen ngợi tòa băng kia. Bị Sở Vô Xương đóng băng thì người cùng tu vi cũng trốn không thoát nữa là cơ ngân cảnh giới chân linh. Thần Long bãi vĩ. Trong tiếng bàn tán xôn xao, trong lớp sóng đang đóng băng vang lên câu nói. Tất nhiên đó là giọng Triệu Bân, từng chữ, mỗi một âm tiết đều cực kỳ vang dội. Chữ vĩ vừa cất lên thì long ngâm kháng hồn đã vang vọng, con rồng khổng lồ vàng óng ánh bay quanh lớp băng, thân rồng mạnh mẽ rực rỡ, đuôi rồng khí phách bất diệt phá tan lớp băng, khiến Sở Vô Xương cũng phải rên lên lùi lại phía sau. Man Long bãi vĩ của ta, hắn cũng biết ư, Man Đằng sửng sốt. Đừng ầm ĩ, ta học từ chỗ ma tử, Triệu Bân trả lời chắc như đinh đóng cột. Tên nhóc, hay lắm, Huyễn Mộng cười nói, đây là bí pháp của ma gia. Không phải cái gì mà thần long vẫy đuôi, đừng tưởng rằng ngươi sửa cái tên thì ta liền nhận không ra ngươi đã học trộm. Nhưng nói chung thì ngươi cũng đã dùng nó rất là thuần thục. Nói bừa, đây là bí pháp đã được ta cải tiến, nếu như hỏi thì Triệu Bân chắc chắn sẽ trả lời như thế. Siêu cấp thiên phú của hắn đã cho hắn khả năng học hỏi cực nhanh, thứ gì cũng có thể học được, tuy nhiên cũng giống như lúc hắn học những bí pháp khác. Cho dù học được trong thời gian ngắn nhưng vẫn không thể ngộ ra được tinh túy của bí pháp, còn cần rất nhiều thời gian để tôi luyện. Hắn thật sự có thể phá được, khán giả bên dưới lại ngồi thẳng lưng chăm chú theo dõi. Hơn nữa, ánh mắt của ai cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, chiêu thức thần long vẫy đuôi này hình như trông hơi quen. Tuy nhiên điều này cũng không quan trọng, điều quan trọng là cơ ngân đã phá được phong ấn băng của Sở Vô Xương. Phải nói rằng một chiêu thần long vẫy đuôi này thật sự rất hữu dụng. Phong lôi quyết, Triệu Bân đã cầm kiếm phát động tấn công, một kiếm của hắn đâm tới nhanh như gió chớp, kiếm uy mang theo kiếm ý xuyên thủng, lưỡi kiếm ma sát với không khí mạnh đến mức trên thân kiếm cũng tóe lên những tia lửa chói mắt. Sở Vô Xương không động, chỉ đứng yên một chỗ. Điều quỷ dị nhất chính là khi mũi kiếm của Triệu Bân chỉ còn cách cô ta nửa thước thì lại đột nhiên ngừng lại. Chính xác mà nói thì mũi kiếm của hắn dường như đã bị chặn lại bởi một kết giới vô hình. Ngay cả kiếm uy của kiếm Long Uyên cũng đã bị triệt tiêu ngay lập tức, kiếm khí chỉ còn cách cô ta nửa bước chân cũng trở nên vô dụng, hơn nữa còn dần dần tiêu biến. Thứ gì đây, Triệu Bân hơi cau mày xem xét. Hắn cảm nhận được rõ ràng có một nguồn năng lượng bí ẩn đang chặn đường kiếm của hắn. Sau một hồi quan sát, hắn mới có thể mơ hồ nhận ra đó là thứ gì, dường như đó là một màn nước ẩn hiện. Khi mũi kiếm của hắn chạm vào màn nước kia thì kiếm uy ngay lập tức bị tiêu trừ, kiếm khí cũng bị màn nước này hấp thu hết. Thủy Mạc Thiên Hoa, Triệu Bân lẩm bẩm. Trước đây hắn đã nghe Mục Thanh Hàn nói về bí pháp này. Đại sư tỷ từng nói không có người nào thuộc thế hệ đệ tử trẻ tuổi có thể xuyên thủng Thủy Mạc Thiên Hoa của Sở Vô Xương, bây giờ hắn đã có cơ hội được đối đầu, quả nhiên Thủy Mạc Thiên Hoa của cô ta danh bất hư truyền, năng lực phòng ngự quá lợi hại. Màn nước phòng ngự này hết sức quỷ dị, đánh vào nó cũng giống như đánh vào một vũng bùn ướt, không thể tiếp tục công kích được nữa. Chỉ trong một khắc mà trong đầu của hắn đã có rất nhiều suy nghĩ lướt qua. Sở Vô Xương đã chặn đứng đường kiếm của hắn, cô ta cũng ngay lập tức chém ra một kiếm khiến cho hắn văng ra xa. Sức mạnh của một kiếm này hết sức kinh khủng, nó đã phá vỡ chân nguyên hộ thể của Triệu Bân, chém ra một vết thương sâu trên ngực hắn. Chuyện gì vậy? Tại sao chỉ còn cách nửa thước mà mũi kiếm của hắn lại dừng lại, Man Đằng gãi gãi đầu khó hiểu. Có rất nhiều đệ tử ở đây cũng có thắc mắc giống y như Man Đằng,
nhãn giới của bọn họ chưa đủ tốt để nhìn ra manh mối. Thủy Mạc Thiên Hoa, Tô Vũ lên tiếng. Bí pháp này thật sự siêu phàm thoát tục, Lâm Tà nghe xong liền tặc lưỡi cảm thán. Đâu chỉ siêu phàm thoát tục, năng lực phòng ngự của nó cũng hết sức quỷ dị, Dương Phong thổn thức nói, có bí pháp này trong tay thì không ai có thể công kích được cô ta, tất cả uy lực của chiêu thức đều bị hóa giải sạch sẽ. Năng lực hồi phục của hắn khủng khiếp quá, các trưởng lão đều đang nhìn Triệu Bân bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc. Hắn đã bị Sở Vô Xương chém trúng một kiếm khiến cho ngực bị rách ra một vết thương sâu, thế mà vết thương đó lại có thể ngay lập tức liền ra. Ngay cả Sở Vô Xương cũng cau mày, kiếm khí của cô ta mạnh đến mức nào chứ, tại sao hắn có thể chữa lành vết thương chỉ trong tích tắc. Bí pháp Thủy Mạc Thiên Hoa này hay lắm, Triệu Bân nói thầm trong lòng. Sở dĩ Mục Thanh Hàn nói rằng thân thể của Sở Vô Xương vạn pháp bất xâm chính là vì cô ta có trong tay bí pháp này. Tất nhiên điều này cũng không có nghĩa là Sở Vô Xương thật sự có thân thể vạn pháp bất xâm. Thủy Mạc Thiên Hoa tự có biến hóa, nó có thể tạo nên một lớp phòng ngự cực mạnh vì nó hấp thu và loại bỏ được sức mạnh công kích của đối thủ. Buộc ta phải dùng tuyệt chiêu, Triệu Bân đáp đất định thân. Kiếm Long Uyên trong tay của hắn đã ông ông rung động, toàn thân thanh kiếm cũng được lôi điện bao quanh. Thiên Lôi, lão Trần Huyền sửng sốt. Sao, lão không biết sao, lão đạo Âu Dương liếc nhìn lão Trần Huyền hỏi. Sao, ngươi thì biết sao, lão Trần Huyền nhướng mày hỏi ngược lại. Lão nói xem, thảo nào ngươi thường xuyên tìm hắn tán gẫu, lão Trần Huyền giật giật khóe miệng nói. Người có lôi điện thì đều có tiềm năng trở thành luyện khí sư như lão đạo Âu Dương. Tất nhiên người có thiên lôi như cơ ngân cũng giống như vậy. Nhưng đáng tiếc đến bây giờ lão Trần Huyền mới biết điều đó. Đã hiểu, ta đã hiểu, Hoàng Hiết nhìn thấy vậy thì ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi. Thảo nào sư phụ của hắn ta lại yêu ái cơ ngân đến vậy, chính vì cái tên đó có thiên lôi, nhưng hắn ta lại rất không cam tâm, tại sao cơ ngân lại có thiên lôi, tại sao hắn ta không phải là người may mắn có được thiên lôi. Hắn có thiên lôi sao, Vân Yên cũng phải kinh ngạc như bao người. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì đến tận bây giờ cô ta cũng không biết đồ nhi của mình có thiên lôi trong tay. Người làm sư phụ như cô ta còn không biết thì huống chi là người khác, các trưởng lão cùng đệ tử có mặt đều hết sức kinh ngạc, đó chính là thiên lôi. Trên toàn cõi đại hạ cũng không thể tìm ra được bao nhiêu đạo thiên lôi giống như vậy. Tên nhóc đó giỏi quá, Kiếm Nam tặc lưỡi nói. Ta đã biết từ lâu rồi, Tử Viêm nhếch miệng cười nói, Tô Vũ bên cạnh cũng biểu hiện y như vậy. Ở đây quả thật có rất ít người biết rằng Triệu Bân có thiên lôi. Trừ hai người này ra thì còn có Đan Huyền và Thanh Giao là những người biết trước nên rất bình tĩnh. Thiên lôi vàng, Liễu Như Nguyệt khẽ hé môi lẩm bẩm. Cô ta nhận ra rồi, cuối cùng cô ta cũng đã nhận ra, đêm hôm đó khi Thụ Yêu ngàn năm tóm được cô ta thì người cứu cô ta chính là Cơ Ngân, thảo nào thanh kiếm của hắn trông rất quen, dáng người của hắn trông cũng rất quen. Hắn đúng là ân nhân cứu mạng của cô ta, giúp cô ta thoát khỏi móng vuốt của Thụ Yêu ngàn năm. Là hắn, nét mặt của Vệ Xuyên lại càng trở nên dữ tợn hơn. Liễu Như Nguyệt đã có thể nhận ra thì làm sao Vệ Xuyên lại không nhận ra, một quả thiên linh gây ra biết bao nhiêu rắc rối. Con đã từng nhìn thấy lôi điện đó rồi sao? Lạc Hà nhìn Vệ Xuyên, còn Vân Phượng nhìn Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt nhẹ gật đầu. Vệ Xuyên cũng không ngồi yên, ngay lập tức kể lại chuyện ở Huyễn Vũ U Lâm, nói thẳng ra thì hắn ta cũng đã nói bớt không ít tình tiết, ví dụ như hắn ta đã bỏ qua tình tiết bản thân mình chạy trốn bỏ lại Liễu Như Nguyệt, chỉ nói tới chuyện bản thân mình không lấy được quả thiên linh là do cơ ngân. Những gì hắn ta nói cũng không sai. Đêm đó nếu như không có Triệu Bân bảo vệ thì lão già dâu chữ bát đã bị giết chết rồi. Như vậy thì quả thiên linh trong tay lão già dâu chữ bát cũng sẽ bị Liễu Như Nguyệt và Vệ Xuyên giật mất. Khá lắm cơ ngân, Vân Phượng hừ lạnh một tiếng. Sư phụ, hắn đã cứu con, Liễu Như Nguyệt lẩm bẩm nói. Thì sao chứ, Vân Phượng lạnh lùng nói, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lạnh lẽo. Con mợ nó, hắn đào đâu ra được thiên lôi vậy? Đây đúng là vấn đề nhân phẩm, sao ta lại không có được may mắn như hắn chứ? Khó trách nữ soái lại giúp cho hắn đi cửa sau vào thiên tông. Một đạo thiên lôi vàng oanh tạc toàn bộ đài chiến đấu, khiến cho bầu không khí nóng lên ngay lập tức. Mỗi người bên dưới đều có sắc mặt khác nhau, lão Trần Huyền thổn thức không thôi, lão Huyền Sơn cũng tặc lưỡi nhiều lần,
đám người Hoàng Hiết thì nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhiều nhất vẫn là những trưởng lão đang ôm ngực đau lòng. Trái bóng mà bọn họ đá qua đá lại càng lúc càng thể hiện được bản thân là một yêu nghiệt thiên tài, bọn họ thật ngu ngốc, người được nữ soái nâng đỡ sao có thể là người tầm thường được. Chiến lực của hắn đã cường hãn mà trong tay hắn lại có thiên lôi, một đệ tử như vậy bọn họ biết tìm ở đâu ra. Bọn họ thật sự có mắt như mù. Là thiên lôi thật sao, Sở Vô Xương cũng lẩm bẩm. Bây giờ cô ta mới bắt đầu hiểu tại sao cô của mình lại nâng đỡ một tiểu võ tu cảnh giới chân linh. Thiên lôi, trên toàn cõi đại hạ cũng không thể tìm được bao nhiêu đạo thiên lôi giống như vậy, nếu như tập trung bồi dưỡng cho hắn thì hắn chắc chắn có thể trở thành luyện khí đại sư. Huyền hoàng nhất khí, phong lôi quyết. Triệu Bân vừa quát lên một tiếng đã đâm kiếm về phía Sở Vô Xương. Một kiếm này của hắn không chỉ có lôi điện trợ uy mà còn tỏa ra hào quang của thiên lôi vàng cùng khí huyền hoàng tím đan sen, phối hợp với tốc độ của bước phong thần, xé gió lao tới. Đường kiếm này mạnh quá, Mạc Đao kinh hãi nói. Các yêu nghiệt thiên tài trong cả nội môn và ngoại môn cũng đều hoảng sợ không thôi. Bọn họ đều biết rõ bản thân mình chắc chắn không thể nào chống lại được đường kiếm đầy uy lực này của Triệu Bân. Tên nhóc, hay lắm, các trưởng lão đều phấn khích, bọn họ tất nhiên có thể nhìn ra được một kiếm này có bao nhiêu uy lực. Vô dụng thôi, Sở Vô Xương lãnh đạm nói, cô ta rất tự tin với thủy mạc thiên hoa của mình. Tự tin cũng tốt, nhưng quá tự tin thì dễ bị vả mặt. Cô ta vừa dứt lời thì một kiếm của Triệu Bân đã đâm tới. Một kiếm lôi phong đầy uy lực đã xuyên thủng thủy mạc thiên hoa của cô ta. Con mợ nó. Người điềm đạm như Dương Phong cũng không nhịn được phải văng tục một tiếng. Các trưởng lão và đệ tử biết về thủy mạc thiên hoa của Sở Vô Xương đều bị chấn động, hai mắt trợn to. Thủy mạc thiên hoa bấy lâu nay đã giúp cho Sở Vô Xương có năng lực vạn pháp bất xâm, cũng chính nó đã khiến cho không ai có thể lại gần Sở Vô Xương. Thủy mạc thiên hoa mạnh mẽ đến như vậy mà cũng bị cơ ngân phá được. Điều đáng sợ chính là cơ ngân chỉ có cảnh giới chân linh, vậy mà hắn vẫn có thể phá được lớp phòng ngự huyền thoại của Sở Vô Xương. Chuyện này, Mục Thanh Hàn sửng sốt. Chính nàng ta đã nói cho Triệu Bân biết về lớp phòng ngự vạn pháp bất xâm của Sở Vô Xương. Lần này chính nàng ta cũng đã bị vả mặt. Tiểu sư đệ của nàng ta đã có thể phá được lớp phòng ngự mà nàng ta cho là vạn pháp bất xâm chỉ bằng một đường kiếm. Ta đã nói từ sớm rồi, trên đời này làm gì có lớp phòng ngự nào vạn pháp bất xâm đâu, Huyễn Mộng cười nói. Một kiếm của cơ ngân đâm tới hết sức uy lực, còn có thiên lôi trợ uy khiến cho kiếm uy tăng lên gấp bội, chắc chắn có thể phá được thủy mạc thiên hoa. Nếu như ma tử của cô ta có ở đây thì hắn ta cũng có thể phá được. Làm sao có thể, Sở Vô Xương vẫn là người kinh hãi nhất. Thủy mạc thiên hoa mà cô ta luôn tự hào nay đã bị một tiểu võ tu cảnh giới chân linh phá được. Trong chớp mắt cô ta đã phải chịu đả kích rất lớn, trước nay chưa từng có ai làm được điều đó, bây giờ ngay cả nội tâm cao ngạo của cô ta cũng đã bị công kích cực mạnh, nếu như phân định thắng bại bằng một chiêu thì trong chiêu này cô ta đã thua Triệu Bân, trong khi tu vi của cô ta còn cao hơn Triệu Bân. Keng. Âm thanh đâm xuyên qua của thanh kiếm đã đưa cô ta trở lại với thực tại. Đường kiếm của cơ ngân mạnh khủng khiếp, không chỉ có thể phá được thủy mạc thiên hoa mà còn có thể tiếp tục đâm tới thân thể của Sở Vô Xương. Leng keng. Kiếm của Triệu Bân đã đâm trúng Sở Vô Xương, nhưng lại tạo ra tiếng động như vậy. Tuy Triệu Bân đã xuyên thủng được thủy mạc thiên hoa của Sở Vô Xương nhưng hắn vẫn không thể xuyên thủng được lớp phòng ngự trên thân thể của cô ta. Lớp phòng ngự trên thân thể của cô ta tỏa sáng lấp lánh, đó chính là một lớp áo giáp cực kỳ cứng rắn bảo vệ thân thể của cô ta, kiếm của Triệu Bân đâm trúng lớp áo giáp kêu lên leng keng và tóe lửa, thanh kiếm bị trệch khỏi quỹ đạo, cuối cùng chỉ sượt qua người Sở Vô Xương. Cho nên mới nói, trước đó hắn chưa thi triển thiên nhãn thuấn thân là điều cực kỳ chính xác. Mặc dù Triệu Bân đã thi triển thuấn thân tuyệt sát nhưng vẫn khó có thể phá vỡ lớp phòng ngự của Sở Vô Xương. Đường kiếm lệch khỏi quỹ đạo đã cho thấy điều đó, hắn muốn rạch ra một khe nhỏ trên áo giáp của cô ta cũng không thể. Sức mạnh của thiên nhãn có hạn, lần này hắn chỉ có một cơ hội, nếu như lãng phí cơ hội này thì hắn không thể có được cơ hội thứ hai. Quỳnh! Nhát kiếm lao chệch đi, Triệu Bân và Sở Vô Xương lướt qua nhau. Đợi khi Triệu Bân đứng vững thì đùng một tiếng, hắn dẫm vỡ sàn đá xanh của võ đài. Hiện trường im lặng đến đáng sợ.
Thủy Mạc Thiên Hoa không có gì xâm phạm được, thần thoại này bị phá vỡ rồi. Trong số các đệ tử cùng lứa, Cơ Ngân là kẻ đầu tiên phá được Thủy Mạc Thiên Hoa, đã vậy mà hắn chỉ mới ở cảnh giới chân linh, điều này khiến hiện trường không khỏi chấn động. Nếu hắn tiến tới cảnh giới huyền dương, chắc chắn có thể khiến Sở Vô Xương bị thương nặng bằng một nhát kiếm. Đầu ta hơi choáng đó nha, lão Trần Huyền ôm đầu. Ta cũng choáng lắm, lão đạo Huyền Sơn thì dai chán. Hay nói cách khác, mấy người đang thoái thác kia đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Đúng là thiên tài cái thế mà. Mẹ kiếp, bỏ lỡ tên này rồi, tìm đâu ra phường yêu nghiệt này nữa. Mạnh đến mức hơi bị vô lý luôn, Tiểu Vô Niệm lầm bầm. Chúng đệ tử yêu nghiệt cũng phải im lặng. Thế giới này bị làm sao vậy, một võ tu chân linh hà cớ đáng sợ đến mức này. Sao không nhìn xem đấy là đệ tử do ai dạy dỗ, Nguyệt Thần hất tóc. Tạm thời không bàn đến chuyện thắng thua, nhưng nhát kiếm này của Triệu Bân rất đã mắt. Có điều, chỉ dựa vào mấy thứ này mà muốn đánh bại Sở Vô Xương, còn khuyết nhỉ. Cô nhóc kia còn chưa thực sự sử dụng năng lực của mình, người có thuộc tính ngũ hành đâu phải trò đùa, Triệu Bân chưa chắc đã hạ gục được cô ta. Sư thúc, luồng khí màu tím trên thanh kiếm kia, là gì thế? Bạch Huyền Thạch cũng có mặt, sư thúc mà lão ta gọi tất nhiên là Linh Lung. Lão ta nhìn thấy rõ ràng, thứ bổ sung uy lực cho nhát kiếm của Triệu Bân không chỉ là thiên lôi, mà còn có một luồng khí màu tím không rõ lai lịch, chỉ biết uy lực của thứ này không thua kém thiên lôi, không thể chối bỏ công sức của nó khi Triệu Bân cản phá Thủy Mạc Thiên Hoa. Khí huyền hoàng. Câu nói của Linh Lung không biết là đang trả lời hay đang nói một mình. Dù đã đạt tới đỉnh cao địa tạng, cô ta cũng không dám khẳng định luồng khí màu tím kia có phải khí huyền hoàng trong truyền thuyết hay không. Nếu đúng là như thế thì đáng sợ quá, loại khí đó. Cho dù là cao thủ thiên võ, cũng phải thèm dò dãi. Vân Yên, đồ đệ của ngươi mạnh quá đó, Đào tiên tử cảm thán. Ta, cũng ngạc nhiên lắm đấy chứ, nụ cười của Vân Yên lộ vẻ ngơ ngẩn. Quả thực, chính cô ta kinh ngạc suốt cả quá trình, từ lần đầu tiên Triệu Bân lên võ đài, đến khi hắn phá vỡ được Thủy Mạc Thiên Hoa, thấy lần nào là chấn động lần đó. Dù cho đến hiện giờ đồ đệ của cô ta vẫn còn giấu một ít căn cơ. Trên võ đài, Triệu Bân đã quay người, Sở Vô Xương cũng quay lại. Hai người vốn quay lưng vào nhau lại một lần nữa đối mặt. Ngươi, mạnh hơn tưởng tượng của ta, vẻ mặt của Sở Vô Xương khôi phục vẻ lãnh đạm. Ngươi, cũng chịu đòn khá hơn ta đã tưởng tượng, câu nói của Triệu Bân có vẻ gây cười nhiều hơn. Khởi động, đến đây thôi. Sở Vô Xương điềm tĩnh nói. Sao cơ, đây mới là khởi động làm nóng cơ thể á, Man Đằng giật giật khóe miệng, các đệ tử cũng không khác gì, hai kẻ yêu nghiệt này cứ phải làm họ kinh ngạc đến chết mới chịu thôi à. Họ còn chưa chịu tung đòn đánh thật sao? Đùng. Cùng với một tiếng nổ lớn, khí thế của Sở Vô Xương tăng vọt. Giữa hàng lông mày của cô ta xuất hiện một phù văn có vẻ cổ xưa, đã vậy còn lóe lên ánh sáng ngũ sắc. Ban đầu huyền ảo như một giấc mộng, sau đó có thêm vẻ rực rỡ, thánh khiết, không tì vết. Kỳ Lân, mở, Triệu Bân hô nhẹ trong lòng. Khí thế của hắn cũng tăng thêm một bậc, mái tóc đen như thác đổ tung bay. Khí huyết của hắn dồi dào như biển, vô cùng bạo liệt, như ngọn lửa bùng cháy lên vậy. Đây mới là Kỳ Lân quyết thực sự. Ngày đó hắn cũng chỉ mở một góc của Kỳ Lân quyết thôi. Keng. Trong tay Sở Vô Xương có thêm một thanh kiếm nhuộm ngũ sắc, đó là binh khí của cô ta Kiếm Mệnh Vô Song, cái tên này có cách đọc giống với tên của cô ta, mang ngụ ý độc nhất vô ý, quả thực thanh kiếm kia cũng đủ tư cách. Thiên Huyền Thiết, thấy nó, ánh mắt Triệu Bân lóe sáng. Thanh kiếm kia quả thực rất phi phàm, nếu hắn đoán không nhầm, chắc nó được đúc từ Thiên Huyền Thiết. Thiên Huyền Thiết, chỉ nghe tên đã biết không phải là loại huyền thiết thông thường, dù có tiền cũng không mua được. Và lại nó còn trải qua quá trình binh tinh tôi luyện. Nếu hắn không nhìn nhầm, chắc hẳn nó chính là binh tinh ngũ sắc trong truyền thuyết. Kiếm tốt quá. Lão đạo Âu Dương nhìn thấy cũng phải tán thưởng. Đến cả lão ta cũng nói như thế, chắc chắn nó là một bảo kiếm, ánh mắt của mọi người sáng lòe lòe. Thuộc tính gió, không biết tốc độ của ngươi được mấy phần đạo hạnh, Sở Vô Xương thản nhiên nói. Cô ta chưa dứt lời đã mất tăm mất tích rồi. Không phải là thuấn thân,
mà là tốc độ mau lẹ đến mức mắt người khó mà nắm bắt, trong bước chân như có gió, tốc độ nhanh như cắt, các đệ tử ở bên dưới chỉ thấy một luồng sáng xẹt qua. Đến khi nhìn lại, cô ta đã đứng trước mặt Triệu Bân, vung kiếm định chém. Ngươi, có tư cách để kiêu ngạo, Triệu Bân nghênh đón, giơ kiếm chém xuống. Keng! Kiếm và kiếm va chạm, tiếng vang thanh thúy, tia lửa chói mắt bắn ra. Rất nhiều đệ tử phải rên khẽ, hoặc là bị lóa mắt, hoặc là bị rách màng nhĩ vì chấn động. Keng, cong, xoạt. Khi nhìn lại chiến đài, vậy mà không thấy được hai bóng người kia đâu. Triệu Bân quá nhanh, Sở Vô Xương cũng quá nhanh, một người như U Linh, một người như ma quỷ, như hai bóng đen, bay qua bay lại trên chiến đài. Các đệ tử không nhìn rõ chứ các trưởng lão thấy rất rõ, hai mắt đảo trái đảo phải liên tục. Triệu Bân và Sở Vô Xương đánh nhau ở đâu thì họ nhìn về bên đó, càng nhìn càng kinh ngạc. Nhanh, hai tiểu bối này quá nhanh. Nhìn chiêu thức của cả hai, nhìn thế nào cũng phải giật mình. Kiếm pháp của Triệu Bân siêu đỉnh, nhát kiếm nào cũng biến ảo khó lường, Sở Vô Xương cũng không tệ, chiêu thức tinh xảo, trong từng nhát kiếm có nhiều hàm ý. Mỗi lần đôi bên vung kiếm đều có kiếm khí bắn ra khắp nơi thành những đóa hoa lửa màu tím đỏ rực rỡ. Chiến đài xuất hiện vô số vết chém như chịu tai ương, có lẽ vì uy lực của kiếm pháp quá mạnh, nhiều luồng kiếm khí văng cả ra bên ngoài. Các đệ tử ngồi hàng trước gặp nạn, chân nguyên hợp thể bị phá hỏng, ai mà căn cơ yếu thì có thêm một vết chém trên người. Hai đứa yêu nghiệt này, Ngô Huyền Thông chặt lưỡi. Hắn niệm quyết ấn bằng một tay, dùng cấm thuật cho chiến đài trong chốc lát. Thứ cấm thuật này là một lớp màn nước trong suốt, ngăn dư chấn ảnh hưởng tới người ở bên dưới. Vốn tưởng rằng không cần dùng tới cấm thuật, bây giờ nhìn lại, nếu dùng trước thì thông minh biết bao. Rất nhiều đệ tử rên rỉ, bị kiếm quang chói vào mắt. Rất nhiều đệ tử phải bịt tai vì màng nhĩ chảy máu do tiếng kiếm vung quá mạnh, không còn dám ngồi trước nữa. Ngồi thì gần đấy, nhưng chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy một vùng dư chấn ập tới. Có thêm nhiều đệ tử khác phải nuốt nước bọt vì hai người này quá đáng sợ. Chớ nói đến các đệ tử bình thường, tới cả các đệ tử lợi hại nhất cũng không khỏi run rẩy, thậm chí còn không nhìn rõ thì họ nhanh đến mức nào. Hai kẻ yêu nghiệt này tung hết căn cơ nên mạnh đến không giới hạn, họ còn kém xa lắm. Đó, là đệ tử của ta đấy. Vân Yên khẽ há miệng, trong đôi mắt đẹp phản chiếu toàn kiếm quang ánh vàng. Cô ta biết Triệu Bân giỏi chịu đòn, biết đồ đệ của mình giỏi đánh đấm, thế mà không biết tốc độ của hắn cũng nhanh như điện xẹt. Còn cả kiếm pháp huyền diệu, đúng là chưa từng nghe nói bao giờ. Trong từng đường kiếm dường như chất chứa ý đồ, nếu không ngộ kiếm đến mức thượng thừa thì không thể có được chiêu thức tinh túy đến vậy. Hắn cũng được tiền bối nào truyền dạy rồi. Hắn mà là cảnh giới chân linh ư, Sở Vô Xương càng đánh càng ngạc nhiên. Tạm thời không bàn tới khả năng chiến đấu của cơ ngân thế nào, chỉ riêng kiếm pháp đã đủ khiến cô ta sững sờ. Trong cùng một lứa đệ tử, đây là lần đầu tiên cô ta bị đè bẹp về phương diện kiếm pháp, đã vậy còn là một võ tu cảnh giới chân linh. Rốt cuộc cô của cô ta đã đưa tới thứ yêu nghiệt gì vậy, đây là hậu bối của nhà nào thế? Người chịu đòn giỏi thật đấy, Triệu Bân nhếch miệng chậc lưỡi. Lớp áo giáp vô hình trên cơ thể Sở Vô Xương thật khiến hắn phải đau đầu. Từ khi đọ kiếm pháp, hắn đã chém Sở Vô Xương không dưới mấy chục nhát, nhưng chưa từng phá được lớp phòng ngự của cô ta. Xem ra vẫn phải dùng đại chiêu. Hay. Trên hội trường tỷ thí Tân Tông, tiếng hô khen ngợi vang lên không dứt. Thực ra đa phần các đệ tử không thấy rõ bóng dáng của Triệu Bân và Sở Vô Xương, cho dù là vậy, họ vẫn gào thét rất lớn tiếng. Thực lực của hai người này khiến họ quá bất ngờ, nhất là cô Ngân, hắn chẳng khác gì con rán, đánh mãi không chết, dù chiến đấu cả trăm hiệp vẫn sừng sững không gục. Chỉ không biết rằng lúc lên giường có kiên trì được như thế không. Keng. Giữa những tiếng hô, hai thanh kiếm lại va vào nhau. Đòn đánh này có vẻ khá tàn khốc, kiếm Long Uyên văng ra vì chấn động, cắm vào vách đá cách đó không xa, kiếm của Sở Vô Xương cũng bay ra ngoài, rơi xuống một tòa lầu gác, đè sập luôn phần mái. Đến đây, trận chiến mới tạm ngừng. Tình trạng của hai người chỉ có chật vật hơn chứ không có chật vật nhất. Bộ đạo bào của Triệu Bân bị rạch ra một vết tứa máu. Qua khe rách của quần áo, dường như còn thấy được đồ đằng kỳ lân vẽ trên ngực và lưng cùng mấy vết thương của hắn, tuy không ít, nhưng có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ nên các vết thương lành lại trong thoáng chốc. Nhìn sang Sở Vô Xương,
dù có áo giáp ngũ sắc che chở, nhưng cũng không khá hơn là bao. Mái tóc mềm mại như sóng nước của cô ta đã rối tung rối mù, trên bàn tay nõn nà chảy máu ròng ròng, chắc hẳn vì một lần va chạm nào đó quá mạnh nên bây giờ vẫn còn run rẩy, cũng may mà có áo giáp che chắn, nếu không sẽ rất thê thảm. Khả năng tái sinh, làm sao có thể, Sở Vô Xương thoáng nheo mắt. Đánh cùng Cơ Ngân lâu như thế, cuối cùng cô ta cũng nhìn ra manh mối. Cô ta chém Cơ Ngân không dưới mấy chục nhát, nhưng không thấy vết máu nào trên người hắn, ban đầu còn tưởng rằng khả năng hồi phục của hắn quá bá đạo, bây giờ nhìn lại, hóa ra nó còn vượt qua cả phạm trù của hồi phục, đó là năng lực tái sinh cực kỳ đáng sợ. Đến cả cô ta cũng nhìn ra thì các trưởng lão ở đó đâu thể không nhìn ra. Linh Lung lầm bầm, ánh mắt không rõ cảm xúc, học ở đâu ra năng lực tái sinh thế? Phải chăng là trong huyết mạch đã có sẵn, Đào Tiên Tử hỏi. Nó không có huyết mạch đặc thù, Vân Yên hít một hơi thật sâu. Năng lực tái sinh à, lão Trần Huyền cũng chặt lưỡi cảm thán, chẳng trách hắn tự tin khiêu chiến với Sở Vô Xương. Không bàn đến thứ khác, chỉ riêng khả năng tái sinh này đã đủ khiến Sở Vô Xương khó chịu rồi. Ông ta rất muốn biết khả năng tái sinh của Cơ Ngân rốt cuộc đạt đến mức độ nào, phải chăng thủ thiếu tay thiếu chân cũng có thể mọc ra được. Nếu là như vậy thật thì đáng sợ quá, đánh thế nào cũng không chết. Sao lại không phá được chứ, Triệu Bân lau vết máu trên khóe miệng. Hắn rất cầu tiến, trong đầu chỉ mải nghĩ cách phá lớp bảo vệ của Sở Vô Xương. Chính là lớp áo giáp ngũ sắc, đánh nhau lâu đến thế rồi, hắn cũng nhìn ra chút manh mối. Thứ đó chắc hẳn là áo giáp do sức mạnh ngưng tụ lại, hòa quyện 5 loại thuộc tính, mắt thường khó thấy, nhưng quả thực có tồn tại, đã vậy còn cực kỳ cứng cáp. Có lớp áo giáp đó bảo vệ, thuấn thân tuyệt sát cũng không phá được. Đùng! Lúc hắn đang nhìn thì Sở Vô Xương đã thay đổi hình thái. Hay nói cách khác, cô ta dùng tới cấm thuật cực kỳ bá đạo, một loại cấm thuật giúp kéo dài khả năng chiến đấu. Hoa văn giữa mi tâm thay đổi hình dáng, giống như ngọn lửa đang rực cháy. Từng lọn tóc của cô ta cũng đổi sang màu ngũ sắc, khí thế bỗng chốc nâng tầm lên đỉnh cao mới, sức sống trào dâng, đến cả khí huyết dồi dào cũng nhuốm màu ngũ sắc. Trước đó cô ta đã giống như tiên tử bước ra từ trong mơ. Phen này cô ta thực sự là tiên tử trong mơ rồi, khói xương ngũ sắc phun ra, dáng mây lượn lờ. Chúng đệ tử giật mình, đây mới là đỉnh cao của Sở Vô Xương. Không bàn đến khả năng chiến đấu, chỉ tính tới khí chất đã đủ đè bẹp họ rồi. Cùng là phường yêu nghiệt với nhau nhưng cách biệt cứ như một trời một vực. Cơ Ngân chắc là người đầu tiên trong số đám người cùng lứa khiến Sở Vô Xương phải dùng tới ngũ cấm, Dương Phong nói. Có nghĩa là lần đầu của Sở Vô Xương cho Cơ Ngân rồi, Kiếm Nam nhướng mày. Hiểu như ngươi nói cũng chẳng hề sai, Tô Vũ tỏ ra thâm trầm. Thế thì lần đầu của cô ta. Nhiều gớm nhỉ, Kiếm Nam bổ sung thêm. Câu này, không ai phản đối. Từ khi tỷ thí Tân Tông diễn ra đến nay, lần đầu tiên Sở Vô Xương bị lay động, lần đầu bị đẩy lùi, lần đầu bị ép dùng cấm thuật, lần đầu bị phá vỡ thủy mạc thiên hoa, lần đầu. Toàn là kiệt tác của Cơ Ngân. Thế này thì, phải phá bao nhiêu lần chứ, Kiếm Nam nói năng rất có học thức. Thế mới nói, gọi tên hắn mà không kèm tên họ là điều rất cần thiết. Ôi chao, hắn là ma hả, không biết kẻ nào chợt hô lên. Không cần người đó nhắc nhở, tất cả bọn họ đã trông thấy rồi. Cái gọi ma chính là chỉ Triệu Bân, hắn thay đổi hình thái, ấn đường của hắn có một ký hiệu ma văn, tóc đen như thác cũng biến thành màu đỏ máu, chân nguyên cũng biến thành từng tia ma sát, khí huyết cuồng bạo. Hắn đứng trên đài, nhìn từng góc độ này, hắn cũng giống một ma đầu thực thụ. Thêm vào đó, khí thế của hắn cũng chẳng hề thua kém Sở Vô Xương. Hắn, là kẻ truyền thừa của ma sao, lão đạo Âu Dương nhíu mày. Hoặc nên nói là những trưởng lão và đệ tử tại đó đều nhíu mày. Hình dáng cũng lộ rồi, kẻ ngu cũng nhìn ra được. Không phải truyền thừa của ma, Linh Lung thấy vậy mà vẫn ung dung nói, trong cơ thể hắn có một giọt máu ma, tên này tận dụng giọt máu đó để mở ma đạo, phát triển biến hóa thành cấm pháp. Dùng để tăng thêm chiến lực. Ta lại không hề hay biết gì rồi, Vân Yên khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt kinh ngạc. Tìm ngươi để hợp tác là ngay chóc, Huyễn Mộng cười thầm trong lòng. Ma, hắn là ma, giết hắn, Ngụy Đằng hét toáng lên. Tiếng hô vừa vang lên,
những kẻ thù của Cơ Ngân như Viên Miểu, Vũ Văn Hạo, Nghiêm Khang, Trịnh Minh. Đều nhảy ra, cả đám hét to đầy vang dội, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Tiêu diệt hắn. Trong quảng trường, tiếng khen ngợi biến thành hò hét ầm ĩ. Luôn có người không an phận, luôn có người muốn giết Cơ Ngân, giờ có được cơ hội hiếm thấy, tất cả đều nhảy ra thảo phạt, người biết là Cơ Ngân thì thôi, còn không biết. Lại tưởng đâu là tội đồ mang tội ác tài trời. Ồn ào. Linh Lung quát lạnh một tiếng, lỗ tai điếc hết rồi hả? Lời của bà đây còn không nghe à? Sau hai chữ này, toàn trường yên tĩnh hẳn, đám người nhảy nhọt như bọ chó kia ngã rạp ra đất, bị chấn đến chóng mặt, những trưởng lão lén châm ngòi đổ thêm dầu vào lửa đều trở nên ngoan ngoãn. Kiểm soát tình hình này, vẫn phải dựa vào sư thúc tổ, Tô Vũ tặc lưỡi. Còn không xem thử là đồ đệ nhà nào, Man Đằng cười ha hả. Cũng may có nàng ấy ở đây, Tử Viêm nốc một ngụm rượu. Có Linh Lung áp chế, dù là trưởng tông tới, thì cũng phải gọi một tiếng sư thúc thôi. Không thể không nói là trạng thái này của hắn quá ư là bá đạo, Kiếm Nam hít sâu một hơi. Cần gì hắn ta nói, ai ở đây cũng nhìn ra được. Mở ma đạo, khí thế và ngũ cấm đều sánh bằng đối thủ, đây là trạng thái đáng sợ cỡ nào. Cơ Ngân, ngươi còn có thể cho thêm bao nhiêu bất ngờ đây? Sở Vô Xương hé môi đẹp, cô ta có thể dự đoán mọi việc nhưng vẫn không ngờ được là đối phương ma hóa, một giọt máu phát triển thành cấm pháp, một giọt máu hóa ma đạo, đúng là yêu nghiệt. Đại chiến, chỉ mới bắt đầu. Triệu Bân hờ hững nói, dùng ma sát tấn công, Uy Long trưởng bá đạo đánh tới. Sở Vô Xương cũng nhanh chóng bình tĩnh, né qua một trưởng này, ngón tay lật một cái đâm ra một lỗ máu trên vai Triệu Bân. Chúng một đòn này. Triệu Bân cũng không đánh trả, một quyền lại khiến Sở Vô Xương rên một tiếng, nhưng làm gì được áo giáp năm màu cứng rắn, nắm đấm như đánh vào tấm thép, một tiếng bùm vang lên, chẳng chờ Triệu Bân tiếp tục tiến công, màn hào quang năm màu đã bị chấn bay ra ngoài. Vây, Sở Vô Xương khẽ quát một tiếng. Giọng của cô ta vừa dứt, bốn trụ ánh sáng năm màu giáng từ trên trời xuống, tạo thành một cái lồng nhốt Triệu Bân. Triệu Bân cũng hét lớn, một trường đánh nát. Hắn nhảy ra khỏi đó. Trong nháy mắt, lang nha bổng của Man Đằng được lôi ra, nâng cao qua đầu, phá không ném về phía Sở Vô Xương, ngay giây phút nó rơi xuống thì phóng to tới mấy trượng, nhìn từ xa chẳng khác nào cây đại thụ. Quan trọng là uy lực của một gậy này kinh thiên động địa, tiếng vang không ngừng. Hắn cũng biết bạo thiên lang à, Lâm Tả nhướng mày. Ra đòn đẹp lắm, Man Đằng gào lên một tiếng, hứng khởi nhảy lên. Lang nha bổng của hắn quả nhiên đã tăng thêm uy lực khi trong tay Triệu Bân. Đệ tử tại đó đều nghe thấy tiếng lộp bộp trong lòng mình, một gậy này mà rơi xuống, không có mấy ai chịu nổi đâu. Họ nhìn thấy Sở Vô Xương hai chân đạp đất, một tay kết ấn. Chợt, linh kính năm màu biến ảo, cô ta biến thành người trong kính. Bùm! Lang nha bổng đập mạnh vào linh kính, âm thanh thanh thúy. Nhưng dù một đòn này của Triệu Bân mạnh nhưng lại không thể phá vỡ linh kính quỷ dị kia, chẳng những không thể đạp vỡ kính mà còn bị chấn bay, ngay cả lang nha bổng trong tay hắn cũng bị hất bay theo, rớt khỏi đài chiến đấu, văng ra ngoài quảng trường, không biết rơi vào sân nhà ai. Mà khiến đồ vật vỡ vụn tan nát cả. Cái gì, cái gương này cứng thế á? Man Đằng líu lưỡi, sự hứng khởi trong lòng bỗng tụt mạnh. Đó là ngũ cực huyền linh kính. Là bí pháp truyền thừa huyết mạch của Sở Vô Xương, Dương Phong giải thích, có thể nói chức năng phòng thủ của nó là đứng đầu, không đánh vỡ kính này thì không thể tổn thương đến Sở Vô Xương đâu. Nhưng đòn tấn công của Sở Vô Xương lại có tác dụng, Tô Vũ bồi thêm. Keng! Trong lúc họ nói chuyện, một tia sáng năm màu bay ra từ trong kính. Triệu Bân còn chưa đáp đất thì một tia sáng không dễ giải quyết lao tới. Tới đây! Triệu Bân này chịu đánh cũng tốt, chúng một tia sáng năm màu thế mà vẫn tung tăng được. Một chân bước ra rồi lại bay lên không, lang nha bổng bị đánh bay thì còn bá đao, hắn giơ đao qua đỉnh đầu, một cú chém giáng phá trời bay tới, đao quang mười trượng, kim quang lấp lánh, đao uy vô tận, bá đạo vô song. Hắn biết cả, bá đao phách thiên trảm, lang phi sửng sốt. Thằng nhóc tài giỏi, mặc đao lẩm bẩm. Đó là tuyệt kỹ thành danh của hắn ta. Mà Cơ Ngân lại học được rồi. Hơn nữa một cú phách thiên trảm này của Cơ Ngân lại có uy lực mạnh hơn,
bá đạo hơn của hắn ta. Phá, cho ta, Triệu Bân giống lên, đao quang cũng đánh tới. Răng rắc, tiếng kính vỡ vang lên, thanh thúy mà dễ nghe vô cùng. Đúng vậy, ngũ cực huyền linh kính của Sở Vô Xương vỡ rồi. Ngay cả bản thể của cô ta cũng bị ép phải ra ngoài. Nhìn từng mảnh kính vỡ còn nhuộm hào quang năm màu chợt hóa thành kiếm quang năm màu, chém về phía Triệu Bân, sự hiếu chiến trong lòng Sở Vô Xương cũng tăng lên, ít nhất cô ta còn có thể phản công trước. Bù! Ma huyết quay cuồng trong người Triệu Bân, hắn vung mạnh bá đao. Chung quanh bá đao xuất hiện gió mạnh, cuốn trời cuộn đấy, chém tan cả kiếm quang đang bay tới. Tiếp đi, Triệu Bân lại hét lên, đao cũng được vung mạnh. Định, một ngón tay Sở Vô Xương chỉ lên trời, thi triển cấm thuật đáng sợ. Triệu Bân nhảy lên không, bị một đòn này định thân, hắn còn chưa có cơ hội phá vỡ trói buộc thì một tia kiếm quang năm màu lại bay tới. Một kiếm này đánh bay Triệu Bân, ngay cả bá đao cũng bị chấn tới lật thân, kết cục của nó như lang nha bổng trước đó, bay thẳng ra quảng trường, làm sụp một tòa lầu gác. Triệu Bân vừa đạp một chân xuống đất là dẫm vỡ cả đài chiến đấu. Chúng một cú chém năm màu của Sở Vô Xương, chân nguyên hộ thể của hắn bị phá vỡ, trước ngực có thêm vết thương, kiếm ý xâm nhập bị hắn cưỡng ép hủy diệt, vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Sức mạnh tái sinh tới cực hạn khiến mọi người có mặt đều hoảng hốt. Nhìn đi, tên này này còn bản lĩnh to lớn lắm này. Không chừng có che giấu át chủ bài nữa. Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt. Một tay Sở Vô Xương bấm niệm thần chú, lại là một bí thuật. Vừa dứt lời, bầu trời bỗng rung chuyển, vốn dĩ trời còn đang trong xanh đột nhiên trở nên tăm tối như một màn đen che mất, cả bầu trời lập tức tối lại. Trong bóng có một vầng trăng tròn mọc lên, ánh trăng bao phủ xung quanh, tuyết trắng là tả bay, từng cánh hoa năm màu từ trên trời rơi xuống, nhìn võ đài đều thấy sự thay đổi khôn lường như thể có cuồng phong hô hoán mang theo tiếng kiếm rít chói tai nhưng lại vô hình. Cảnh tượng kỳ quái mà đẹp thật, Man Đằng ngẩng đầu lên nhìn. Cảnh tượng kỳ quái con mẹ nhà ngươi, đó là huyễn thuật, Tô Vũ giơ tay ra đánh cho hắn tỉnh người. Huyễn thuật của năm thuộc tính giao nhau mạnh hơn vạn hoa thiên linh của Liễu Như Nguyệt nhiều. E là cơ ngân đã trúng chiêu rồi, Kiếm Nam nói, hắn ta nhìn lên đài chiến đấu thấy cơ ngân như một bức tượng điêu khắc, ánh mắt dần mất đi tia sáng, hiển nhiên đã trúng ảo thuật, vẻ mặt cũng nở ra. Những gì mà người ở bên ngoài nhìn thấy lại khác với Triệu Bân nhìn thấy. Trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết máu, nhìn tình trạng vết thương hẳn là do kiếm tạo ra, là một loại gió vô hình, hơn nữa còn mang theo tiếng rít của kiếm. Hắn sử dụng vạn pháp trường sinh quyết để chữa lành vết thương. Cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn tuyết trắng bay là tà, nhìn cánh hoa bay đầy trời, ánh trăng trong không gian và màn đêm đen kịt. Tuyết trắng rất kỳ lạ, ẩn chứa trong đó là sức hóa diệt. Cánh hoa mộng ảo có sức hút cực mạnh, ánh trăng màu bạc có thể ăn mòn thể hồn của hắn, ngay cả vạn pháp trường sinh quyết cũng khó mà hồi phục lại các vết thương do ăn mòn gây ra. Kỳ lạ nhất vẫn là màn đêm tăm tối, thế mà lại phong ấn chân nguyên của hắn, ngay cả ma sát cũng đều bị mai một đi không ít. Kết thúc rồi, lão Trần Huyền vuốt, dậu nới. Anh hùng ý lớn gặp nhau, lão đạo Âu Dương cũng nhấp một hớp rượu. Đã đánh lâu như thế rồi, như thế cũng đủ để hắn tự hào rồi đấy. Đan Huyền mỉm cười, phong hoa tuyết nguyệt của Sở Vô Xương không phải là thứ có thể đùa giỡn, một khi tinh thần bị hỗn loạn thì đồng cấp không có khả năng phá vỡ. Phá! Chữ tiếp theo của Triệu Bân và đôm đốp vào mặt ông ta. Đúng thế, Triệu Bân phá được phong hoa tuyết nguyệt, hắn có võ hồn hộ thể nên đã miễn dịch với huyễn thuật. Sau khi hắn đọc từng chữ, phong, hoa, tuyết, nguyệt, tất cả ảo ảnh đều biến thành hư vô. Phụt! Sở Vô Xương nôn ra máu, lùi về sau một bước. Cảnh tượng quái lạ đó xảy ra là do bản thể cô ta bị phản phệ vì phong hoa tuyết nguyệt bị phá vỡ. Đan Huyền ho khan một tiếng, các trưởng lão ở đó cũng thế. Trước đó, ai cũng chắc rằng cơ ngân đã bại trận rồi, có ma mới ngờ được hắn lại phá được thuật này, lại làm nên một cái đầu tiên nữa với người cùng thế hệ với hắn, hắn là người đầu tiên phá được phong hoa tuyết nguyệt. Phụt! Cuối cùng Sở Vô Xương cũng đứng vững, lại nôn ra một ngụm máu. Lúc này cô ta lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Triệu Bân, ngươi. Thế mà lại có võ hồn. Võ hồn, mọi người nghe thế đều sửng sốt. Võ hồn chỉ có cảnh giới thiên võ mới có thể ngưng tụ được, một cảnh giới chân linh lấy đâu ra võ hồn.
thế nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Sở Vô Xương rõ ràng không phải nói dối. Các trưởng lão có mặt ở đó, ngay cả Vân Yên cũng híp mắt nhìn xuống dưới như nhận ra điều gì. Chính vì đã nhận ra nên ánh mắt đều hiện lên vẻ chấn động. Đúng thế, là võ hồn, võ tu cảnh giới chân linh. Có võ hồn. Sao cảnh giới chân linh có võ hồn được? Tiếng kinh ngạc, tiếng thắc mắc khó hiểu hòa lẫn vào nhau vang vọng khắp cả sàn đấu. Ngay cả Sở Vô Xương cũng ngạc nhiên thì đừng nói gì đến họ, chuyện này đúng là kinh thiên động địa. Thảo nào hắn lại xem thường vạn hộ thiên linh. Chẳng trách hắn có thể phá được phong hoa tuyết nguyệt. Chả trách ngay cả sức niệm Phật gia cũng không làm gì được hắn. Linh Lung bẩm lẩm, ánh mắt xinh đẹp chợt lóe. Cô ta nhớ rằng cũng có một người cấp chân linh có võ hồn, chính là Triệu Bân của nhà họ Triệu. Thế giới này làm sao vậy chứ, ngay cả cảnh giới chân linh cũng có thể tu luyện ra võ hồn sao? Đến lượt ta rồi. Trong tiếng ngờ vực kinh ngạc, Triệu Bân lao đến tấn công Sở Vô Xương. Sở Vô Xương không nói gì, kìm nén sự kinh ngạc của mình xuống rồi nghênh đỡ đòn tấn công, bảo vệ tinh thần bằng ánh sáng năm màu. Cơ ngân có võ hồn, lực tấn công sóng âm của hắn rất mạnh, một đòn tấn công có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần. Nói rồi Triệu Bân đánh một quyền ra. Sở Vô Xương không rơi vào thế yếu, lòng bàn tay phát ra ánh sáng năm màu. Audio điện tử võ tấn bền. Thế nhưng khi quyền trưởng sắp chạm vào nhau, Triệu Bân bỗng biến mất, nói chính xác hơn là chui xuống đất. Hắn độn thổ quá nhanh khiến một trưởng của Sở Vô Xương đánh vào khoảng không, cơ thể cũng bỗng chốc mất cân bằng. Chui xuống đất à, Sở Vô Xương ngạc nhiên vội vàng bay lên không trung. Đi đâu đấy, Triệu Bân lại chui ra khỏi lòng đất, một tay túm lấy cổ chân Sở Vô Xương. Sau đó mọi người đều ngước mắt lên nhìn. Ngã rồi, hắn sắp rồi. Nhân tài tên cơ ngân đó lại sắp ném người rồi. Dầm. Nói ném là ném, không hề khoa trương chút nào. Khí huyết Triệu Bân bừng bừng, hắn hét lên một tiếng chấn động trời đất, hung hăng quật Sở Vô Xương xuống mặt đất. Một tiếng ầm vang lên, võ đài vỡ nát bay tứ tung, mọi người đều run rẩy, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau nữa là. Con gái mà hắn cũng ném à, Tô Vũ ho khan một tiếng. Mà Huyễn Mộng, Mục Thanh Hàn, Xích Hiên và Thanh Giao bên cạnh. Hay nói cách nói là những người thuộc phái nữ có mặt ở đây bao gồm cả Linh Lung và Đào Tiên Tử đều giật khóe miệng, nhất là Vân Yên, vẻ mặt phải gọi là rất thú vị. Dù là nam hay nữ, khi thấy ai bị ngã cũng phải quay lại nhìn bản tính của đệ tử nhà mình. Đừng theo hắn nữa, đi theo ta đi, Kiếm Nam ẩn ý sâu xa nói. Lời này là nói với Huyễn Mộng, ngụ ý rất rõ ràng, thứ ném người như Triệu Bân, mất hết nhân tính mà. Thế nên mới nói, muốn làm vợ hắn thì không chỉ phải đỡ đòn, mà còn phải chịu được việc bị hắn quăng quật. Đây, đã không chỉ là vấn đề võ đức nữa rồi, lão Trần Huyền thở dài nói. Nhân tài, ngay cả Nguyệt Thần cũng chậc lưỡi. Một cô gái xinh đẹp như thế, mẹ nó, thế mà ngươi cũng nỡ ra tay sao? Cô ta không nói còn đỡ, vừa nói thế, sức quật càng mạnh hơn, dù sao cô ta cũng chịu được mà. Lại thêm hai tiếng động lớn vang lên, cộng thêm lần ngã thứ nhất nữa là ba lần quật ngã liên tiếp. Vẫn không phá được sao? Triệu Bân bớt chút thời gian để liếc nhìn áo giáp năm màu của Sở Vô Xương. Lần nữa. Người này không tin tà, lại dùng thêm lực giữa eo và chân. Phá. Sở Vô Xương hét lên một tiếng, ánh sáng năm màu trong cơ thể cô ta đột nhiên xuất hiện, hất tung Triệu Bân ra. Lúc này cô ta mới tiếp đất, lảo đảo không đứng vững được, suýt thì ngã nhào, đầu hơi choáng, vẻ mặt cũng vô cùng thê thảm. Nếu không phải có áo giáp năm màu chắn lại thì mấy cú quật ngã liên tiếp đó cũng khiến cô ta cảm thấy rất khó chịu. Sức của cơ ngân, vượt xa tưởng tượng của cô ta. Nơi nào có nhiều người thì càng sợ bầu không khí yên tĩnh. Lúc này mọi người đều nhìn cô ta với ánh mắt thương cảm. Tại sao lại thế? Sở Vô Xương. Có lẽ là đệ tử nữ đầu tiên bị cơ ngân đánh ngã. Đây là lần đầu tiên, còn là kiệt tác của cơ ngân. Cách đó không xa, Triệu Bân bò dậy, hắn cũng lảo đảo, cú va chạm của đòn tấn công này khiến hắn vừa thảm vừa khổ. Sở Vô Xương suýt ngất, hắn cũng choáng váng. Hắn ôm trán lảo đảo mấy bước, mới đứng vững. Cơ ngân, ngươi! Sở Vô Xương thở hổn hà hổn hển,
ánh mắt nhìn Triệu Bân rực lửa, gương mặt lạnh lùng cũng đỏ bừng, không biết là do ngượng hay bị ngã choáng váng nữa, dù sao thì cũng rất mất mặt. Đã lớn thế rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô ta cảm xấu hổ như thế. Vẫn nên lùi ra sau ngồi đi. Đám người Tô Vũ ho khan một trận, đều dịch về phía chỗ ngồi. Người họ Sở đó bị quật một trận, chắc máu nóng sắp dâng lên rồi. Nếu cô ta mà phát điên thì không phải chuyện đùa nữa, cô ta có thể sẽ hất tung cả võ đài luôn ấy chứ. Tóm lại, đứng càng xa đài chiến đấu càng tốt, đỡ bị sóng dư âm đánh trúng. Họ vừa đi thì Sở Vô Xương cũng phát điên, một chân đạp nát võ đài, sau đó lao đến chỗ Triệu Bân, uy lực một chưởng này của cô ta mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Phụ nữ mà nổi giận vẫn rất đáng sợ đó. Xoẹt! Triệu Bân lại chui xuống đất. Thế nhưng lần này không dễ gì né được, hắn không thể chui xuống được nữa. Tại sao lại thế? Vì Sở Vô Xương đã áp cấm chế lên võ đài, đề phòng trường hợp hắn lại độn địa. Nhưng không né được đòn cũng không sao, hắn cứ thế chịu một chưởng của Sở Vô Xương. Hắn chưa thể phá được áo giáp của Sở Vô Xương, nhưng đòn tấn công này của cô ta lại đánh tan chân nguyên hộ thể của hắn, xương cốt trong cơ thể lại vang lên tiếng răng rắc. Chịu một roi của ta đi, Triệu Bân hét lên, sau đó lấy roi sắt ra đánh tới. Bang! Roi sắt đánh vào người Sở Vô Xương, vang lên tiếng bang bang. Roi sắt chuyên đánh vào tinh thần lại không có tác dụng với Sở Vô Xương. Cũng phải thôi, ma tử đều có thể đỡ được thì càng đừng nói đến Sở Vô Xương. Bốp! Một đòn không có tác dụng, Triệu Bân lại bị một chiêu nữa đánh trúng. Cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý mà một chưởng này của Sở Vô Xương lại đánh vào mặt hắn, một cú tát rất vang, đó là mặt của Triệu Bân đấy, mọi người đều chấn kinh. Vẫn chưa xong. Sở Vô Xương phát điên, lực chiến đấu cũng nâng lên một bậc. Cô ta mạnh hơn thì người nào đó gặp họa, bị nện đến độ không phân biệt được phương hướng. Nhìn xem, chọc hắn xù lông rồi. Mọi người đều đứng nhìn Sở Vô Xương hung bạo đánh cơ ngân. Dù sao thì cảnh tượng người nào đó bị đánh vẫn rất đã mắt. Ai bảo ngươi không có võ đức? Ai bảo ngươi quật nữ đệ tử ngã làm gì? Ai bảo ngươi không biết kiềm chế? Nhìn xem hắn bị đánh đi. Triệu Bân hoa mắt choáng váng, nghiến răng nghiến lợi. Đau quá, cả người đều đau. Ngay cả đấu chiến thánh pháp hắn cũng dùng rồi mà vẫn không ngăn được đòn tấn công. Đập vào mắt, là nắm đấm và quyền chưởng hỗn loạn ập đến. Không phải đòn tấn công của hắn không đủ mạnh mà là Sở Vô Xương chịu đòn rất giỏi, áo giáp năm màu cũng rất rắn chắc. Sở Vô Xương hoàn toàn phòng thủ, chỉ dùng sức đánh tới, dùng sức tấn công, còn hung hãn hơn cọp dữ. Phụ nữ phát điên đáng sợ hơn mở cấm pháp nữa. Nguyệt thần hít sâu một hơi nói. Sở Vô Xương đã tới giới hạn bùng nổ, với trạng thái này của đối thủ thì nên tạm thời né tránh thì tốt hơn, nếu không sẽ bị đánh cho thê thảm. Triệu Bân chính là ví dụ điển hình, hắn bị đánh đến độ đứng không vững, nếu không phải có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ thì hắn đã bị đánh thành cho rồi. Một tiếng động cực lớn vang lên, Triệu Bân lại bị một chưởng của Sở Vô Xương đánh trúng. Rơi xuống đất, gạch đá bay tứ tung. Lúc này Sở Vô Xương mới dừng lại, thở hổn hển, mặt dính đầy mồ hôi. Không phải nói khoác chứ ngay cả cô ta cũng không biết mình còn có thể sở hữu lực chiến đấu mạnh đến thế. Lúc này, còn không chịu thua à, mọi người đều nhìn sang một bên khác. Cơ ngân đã bị đánh trúng mấy đòn liên tiếp, họ đều nhìn thấy hết. Triệu Bân bò ra từ trong đống gạch đá vỡ nát. Cũng không biết do đêm qua không ngủ đủ hay là bị đánh quá mức thê thảm mà cả người hắn cứ lắc lư qua lại. Quá, đỉnh. Mọi người đều thốt lên hai chữ này. Có thể gọi hắn là gián, một con gián đập mãi không chết. Tốt lắm. Sở Vô Xương cười khẩy, lại tiếp tục tấn công. Lúc này hai mắt cô ta đã không chỉ có hai đốm lửa tức giận nữa mà toàn thân đều dấy lên ngọn lửa mãnh liệt. Vậy mà còn không nữa tin thì không quật ngã được ngươi. Nào, đến đây. Triệu Bân lau máu chảy ra từ mũi, bắt đầu giận dữ, không ở thế bị động nữa. Lại một tiếng ầm nữa vang lên, hai người một đông một tây mở bí thuật ra đánh. Sở Vô Xương như tiên tử, Triệu Bân như ma đầu, một người mây mù tràn ngập, một người ma sát ngút trời, vừa ra tay là tung đòn tấn công mạnh nhất, chưởng ấn, quyền ảnh, kiếm quang, đao mang. Từng đòn đè ép với nhau, mỗi một lần va chạm đều bao phủ một tầng ánh sáng.
va chạm đến độ màn cấm chế trên võ đài kêu vang liên tục. Cảnh tượng đó rất kinh người, cũng tuyệt đẹp, trong bí thuật ra đòn, có thêm ánh ly ca bùng nổ như đóa hoa khoe sắc, các đệ tử nữ nhìn đến mê mẩn, chỉ vì ánh lửa đó giống pháo hoa cực kỳ kiêu ngạo nở rộ. Ầm, ầm, ầm. Tiếng ầm ầm trên đài chiến đấu vang vọng cả thiên tông, cứ như bùa nổ đang tập trung nổ tung trên đó vậy. Là Triệu Bân và Sở Vô Xương đang chiến đấu, cực kỳ hăng hái, đài chiến đấu chỉ còn lại những dị tượng từ bí thuật. Mấy, hiệp rồi, lão Trần Huyền há miệng. Còn ba chiêu nữa, là 500 hiệp rồi. Hai người bọn họ, có chân nguyên vô hạn hả? Không có tiếng trầm trồ khen ngợi, chỉ có những âm thanh khó hiểu và đầy khiếp sợ. Sở Vô Xương thì không nói làm gì, bọn họ đều hiểu được, năm loại thuộc tính có thủy có mộc, nước là nguồn của sự sống, những người có được thuộc tính này đều sở hữu lực sinh mệnh vô bờ. Mộc cũng là sinh linh, người có được thuộc tính này đều là yêu nghiệt với lực sinh linh dồi dào, càng miễn bàn đến việc. Cô ta có cả hai, chân nguyên của cô ta là thứ không người cùng cấp nào có thể so sánh, dù có phải đánh làm tiêu hao mất thì cũng chẳng đáng là bao. Vấn đề là hôm nay lại có một nhân tài xuất hiện, liều mạng đánh với cô ta tận 500 hiệp. Đúng vậy, tên cơ ngân đó rõ ràng mang thuộc tính phong nhưng lại có nhiều chân nguyên như thế, nếu đổi thành một cảnh giới chân linh tầng cao nhất khác thì e là chân nguyên đã khô cạn từ lâu. Bị đánh thành cho bụi từ sớm rồi. Hắn có đan hải ư, linh lung thì thầm. Cũng chỉ có khả năng đó thôi, nếu không, hắn lấy đâu ra nhiều chân nguyên như thế. Các trưởng lão khác cũng đoán thế. Nếu đó là sự thật thì quả là đáng sợ. Một cảnh giới chân linh có được võ hồn thì thôi đi, lại còn có cả đan hải. Ầm, ầm. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, tiếng ầm ầm chưa từng dừng lại, hơn nữa càng đánh lại càng hăng. Theo Nguyệt Thần thấy, Triệu Bân với Sở Vô Xương đánh nhau khá là thú vị, một người có trường sinh quyết, lực tái sinh cực kỳ bá đạo, một người có áo ngũ sắc rất khó phá vỡ, một người có thể hồi phục, một người lại có sức chống đỡ. Không đánh với nhau mấy trăm hiệp thì quá là có lỗi với tư chất của họ. Thứ quái thai gì thế không biết, Sở Vô Xương lại khiếp sợ. Cô ta có hai thuộc tính thủy và mộc cũng không thể gánh vác nổi sự mài mòn này, người đối diện thì vẫn vui vẻ không hề hấn gì, cô ta đã từng đánh với rất nhiều yêu nghiệt cùng cấp, nhưng quái dị như cơ ngân thì vẫn là lần đầu. Không có ai, thích hợp làm lá chắn thịt như cô đâu, Triệu Bân cũng thầm giật mình. Cô ta. Thật sự rất khó đánh. Tiếp tục đánh thế này, hắn là người có đan hải. Cũng không thể chống chọi nổi. Soạt. Trong khi suy nghĩ thì Sở Vô Xương đã ập tới, một ngón tay xuyên thủng ngực hắn. Mở cho ta, Triệu Bân gọi ra một tia sét, bỏ thêm cả khí huyền hoàng vào đó. Một đòn, trúng mục tiêu. Âm thanh răng rắc khe khẽ vang lên, hắn có thể loáng thoáng nghe thấy. Phá. Cuối cùng cũng phá được rồi. Cái lồng kín của Sở Vô Xương, cuối cùng cũng bị hắn phá ra một lỗ hổng. Như thế là đủ rồi, hắn có thể dùng được thiên nhãn thuấn thân, chỉ cần nhắm vào lỗ hổng đó là được. Ầm, ầm. Lại một đòn thật mạnh, cả hai người đều bị hất văng, rơi xuống đất phát ra tiếng ầm ầm vang dội. Tất cả mọi người đều im lặng để dõi mắt nhìn hai người. Cả hai đều khó chơi. Cả hai đều đánh rất khá. Thế này, họ định đánh mãi thế này hay sao? Ngươi, rất mạnh. Dù không hề muốn thừa nhận nhưng Sở Vô Xương vẫn nói ra những lời đó. Được cô khích lệ thế này đúng là vinh hạnh quá. Triệu Bân nói xong thì giơ tay lên, chĩa thẳng về phía trước. Tiếng kiếm vang lên, một vầng sáng màu vàng bay từ bên ngoài tới, Long Uyên bị đánh bay trước đó lại trở về trong tay hắn, được hắn nhét đầy tia sét. Cùng với khí huyền hoàng, thân kiếm Long Uyên cứ run lên ông ông, kiếm uy có thể chém cả đất trời, đâm vào tinh thần khiến nó đau nhói. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, hắn nhắm mắt trái lại. Cũng dưới ánh mắt của tất cả mọi người, hắn lại mở mắt trái ra, luồng sáng huyền ảo kỳ dị chợt lóe lên. Thiên nhãn, rất nhiều người giật mình hoảng hốt. Cuối cùng cũng dùng đến thiên nhãn, lão Trần Huyền vuốt chòm râu. Ông biết trước rồi hả, lần này lại đổi thành lão đạo Âu Dương nhìn lão Trần Huyền. Ông nói xem. Hắn lại có cả thiên nhãn. Âm thanh hoảng hốt vang vọng trong hội trường, phần lớn mọi người đều không biết.
cũng chỉ có vài người biết được hắn có thiên nhãn, đến nay họ vẫn không biết thiên nhãn đó có khả năng gì, nhưng giữ đến lúc này mới dùng tới thì có lẽ là mang ý đồ gì đó, nói không chừng hắn đang muốn sử dụng đại chiêu. Con mắt quỷ dị thật. Sở Vô Xương thì thầm, khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp lại. Không biết tại sao khi nhìn thấy con mắt đó, cô ta lại có linh cảm không được tốt. Phụt. Màu máu đã xuất hiện, rực rỡ chói mắt. Chỉ một giây trước, Triệu Bân vẫn còn đứng rất xa. Nhưng một giây sau, hắn đã đứng trước mặt Sở Vô Xương rồi. Hơn nữa, một kiếm còn đâm xuyên qua vai phải Sở Vô Xương. Cái gì, tất cả mọi người đang xem đứng bật dậy. Đó là, dịch chuyển tức thời, Linh Lung giật mình nói. Tiểu tử giỏi thật, có thể dịch chuyển tức thời. Đó là bí thuật gì thế, cấm thuật của thiên nhãn ư? Tiếng khiếp sợ cứ vang lên mãi, thiên nhãn thuấn thân ấy mà. Rất khó đề phòng. Lăng Phi và Xích Hiên liếc sang nhìn nhau. Đây là, lần thứ hai họ thấy thiên nhãn thuấn thân. Lần đầu tiên, là lúc bị cao thủ huyết y môn đuổi giết, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ lắm. Thảo nào lại thấy quen như thế, hai người kinh ngạc thốt lên. Thì ra, người cứu bọn họ đêm hôm đó, chính là cơ ngân đỉnh tử trúc. Ngươi, có thể dịch chuyển tức thời, khóe miệng Sở Vô Xương đầy máu, ánh mắt cũng đầy khiếp sợ. Thiên nhãn thuấn thân, đó là thuấn thân tuyệt sát. Một đòn của cơ ngân chúng ngay mục tiêu là vai phải cô ta. Nếu mục tiêu của hắn là điểm yếu hại như tâm mạch thì có lẽ cô ta đã bị giết chết trong nháy mắt. Để lại dành riêng cho cô đấy, khóe miệng Triệu Bân cũng đầy máu, đánh lâu quá. Nên bị nội thương. Hay, hay lắm, Sở Vô Xương lên tiếng, một sức mạnh đáng sợ từ trong cơ thể bùng nổ ra, luồng sáng ngũ sắc thổi quét khắp nơi, có sức mạnh vô tận hất tung Triệu Bân ra xa. Triệu Bân rơi xuống đất, lại phá nát một phần đài chiến đấu. Thiên nhãn thuấn thân đã đánh trúng mục tiêu, nhưng trong người Sở Vô Xương vẫn còn sức mạnh được che giấu, cũng là sức mạnh đó có thể xóa tan kiếm uy, dù khiến cô ta bị thương nặng nhưng vẫn chưa thể đánh bại cô ta được. Cơ ngân, người đáng để ta phải dùng đến quân bài tẩy này. Sở Vô Xương đứng vững, lau máu tươi bên khóe miệng, một tay kết ấn. Màn đêm, vô hạn. Một câu của cô ta khiến cả đài chiến đấu run lên ông ông, sau đó chìm vào màn đêm u tối. Cảnh tượng đó như một miếng vải đen tuyền che phủ cả đài chiến đấu, che hết bốn hướng đông tây nam bắc, màn đêm còn có chút ánh trăng và ánh sao, nhưng đài chiến đấu lại chẳng có một tia sáng nào. Đó là, bí pháp gì thế, rất nhiều người vò đầu bứt tai. Thuộc tính thứ tư, là bóng tối. Triệu Bân thì thào, cuối cùng cũng nhìn thấu thuộc tính thứ tư của Sở Vô Xương. Cả hắn cũng biết thì các trưởng lão khác ở đây cũng thế, thuộc tính bóng tối. Cực kỳ hiếm thấy. Sở hữu thuộc tính bóng tối này từ lâu, nhưng không biết Sở Vô Xương đã học được bao nhiêu rồi. Người biến đâu mất rồi, tất cả mọi người giật mình. Người dưới đài có thể nhìn thấy Triệu Bân, nhưng lại không nhìn thấy Sở Vô Xương. Hay có thể nói là cô ta đã chìm vào màn đêm, không nhìn thấy không có nghĩa là cô ta không tồn tại. Không có hơi thở, Triệu Bân nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải thuộc tính bóng tối, đúng là quỷ dị. Nhìn khắp bốn phương tám hướng chỉ có một màu tối đen như mực, chẳng thấy được gì cả. Cả Sở Vô Xương cũng không thể tìm thấy một hơi thở nào, thiên nhãn nhìn ráo rác khắp nơi vẫn không thấy tung tích, nói trắng ra là, hắn như một kẻ mù có thiên nhãn nhưng chẳng thấy được gì, có võ hồn. Cũng không cảm nhận được đối thủ. Keng! Đột nhiên, một tiếng kiếm chợt vang lên. Nghe thế, Triệu Bân lập tức xoay người lại, nhưng vì trời quá tối, hắn bị một lưỡi kiếm ngũ sắc chém trúng. Còn chưa kịp đứng vững thì trước ngực đã có một lỗ hổng đầy máu, vết thương chưa kịp khép lại thì sau lưng lại trúng thêm một đòn, là một trưởng ấn ngũ sắc đánh vào người khiến xương cốt hắn vang lên răng rắc. Đó, rốt cuộc là bí pháp gì thế? Thấy đài chiến đấu tối tăm, dưới đài liên tục vang lên những câu hỏi. Thuộc tính thứ tư của Sở Vô Xương, Dương Phong cho họ một đáp án chắc chắn, tuy lực chiến rất thấp nhưng lượng kiến thức của hắn ta lại dồi dào. Trong tộc có một quyển sách cổ ghi chú về những thuộc tính hiếm. Thuộc tính, rất nhiều người nhíu mày. Thuộc tính bóng tối, Tô Vũ chậm rãi nói, cái gọi là màn đêm vô hạn đó chính là thuộc tính thứ tư của Sở Vô Xương. Khi thực hiện bí thuật này, người nào ở trong đó cũng phải trợn rớt cả mắt ra ngoài. Cô ta là người thực hiện nên có thể thoải mái di chuyển,
hơn nữa còn không bị ảnh hưởng gì. Thế Cơ Ngân, sẽ trở thành một tấm bia sống ư, Man Đằng nhếch miệng. Đó chính là sự đáng sợ của bóng tối, người lên tiếng là Huyễn Mộng, có vẻ cô ta biết màn đêm vô hạn, Sở Vô Xương vẫn chưa tinh thông lắm, nếu học được nhiều hơn thì sẽ không đơn giản chỉ là như thế. Không đơn giản thế nào cơ, Lăng Phi hỏi lại theo bản năng. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe, giác quan chỉ là vật trang trí. Khi được đẩy lên mức cao nhất, cả việc cử động cũng không luôn, Huyễn Mộng hít một hơi thật sâu, khi đó, mới trở thành tấm bia sống thật sự. Thế, mọi người nghe xong đều âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Nếu ma tử có ở đây thì sẽ thoải mái phá được, Huyễn Mộng thầm nghĩ trong lòng. Ma tử và Cơ Ngân có những điểm mạnh khác nhau, dù bây giờ Cơ Ngân có đủ đồng lực, có thể thực hiện thiên nhãn thuấn thân thì cũng không thể thoát ra được, bởi vì hắn chỉ nhìn thấy màu đen u tối, có mắt cũng chẳng khác gì không có. Nhưng nếu là ma tử thì chuyện lại trở nên rất dễ dàng. Ma luân huyết tế mà giấy lên thì có thể xé mở một góc bóng tối, thế là có thể phá được. Phụt, phụt. Trong thế giới bóng tối, màu máu liên tục hiện lên. Là máu của Triệu Bân, hắn không thể tìm ra Sở Vô Xương nhưng cô ta lại có thể nhìn thấy hắn. Nói thẳng ra, hắn chỉ là một tấm bia sống, chẳng khác gì một kẻ mù lòa. Trên thực tế, đòn tấn công của hắn vẫn rất mạnh, chỉ tiếc là không trúng mục tiêu. Dù là trưởng ấn, quyền ảnh, đao ảnh, kiếm quang gì cũng đều. Hụt. Có là một tấm bia hình người thì hắn cũng sẽ không đứng yên ở đó, cứ chạy qua chạy lại trong màn đêm. Dù thế, hắn vẫn trúng chiêu liên tục. Dù sao Sở Vô Xương cũng yêu nghiệt lắm, cô ta cũng có thuộc tính phong, tuy tốc độ hơi chậm hơn nhưng bóng tối là sự ẩn nấp tốt nhất của cô ta, có thể thoải mái vồ lấy hắn, dù hắn chạy đi đâu cũng có một đôi mắt dõi theo, dù hắn phòng ngự kín kẽ cách mấy cũng sẽ trúng đòn. Chỉ có lúc xuất chiêu mới có thể bắt giữ được hơi thở của cô ta. Triệu Bân vừa trốn vừa suy nghĩ. Đã trúng đòn vài lần rồi nên cũng phải ngộ ra được điều gì đó. Nhưng nghĩ thông suốt cũng chẳng làm được gì. Hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, lần nào cũng chậm mất nửa nhịp. Nửa nhịp đó là đủ để Sở Vô Xương tổn thương hắn. Hắn không dám dừng lại một phút giây nào, liều mạng trốn, vạn pháp trường sinh quyết được thực hiện liên tục, mỗi lần có vết thương đều phải khiến nó khép miệng lại, không thể gục ngã trước bóng tối được. Thì ra... bóng tối là thuộc tính thứ tư. Đúng là quỷ dị, lão Trần Huyền bùi ngùi thổn thức. Cơ Ngân nhất định sẽ thua, lão đạo Âu Dương trầm giọng nói, lão Ngô nên cảm ơn Cơ Ngân, nếu không phải hắn quá mạnh thì Sở Vô Xương cũng sẽ không dùng đến quân bài tẩy này, chúng ta cũng không thể biết được thuộc tính thứ tư. Thuật này không có sơ hở gì ư, Vân Yên nhìn sang Linh Lung. Đứng bên ngoài nhìn vào, sơ hở chồng chất, Linh Lung cười nói. Nhưng chúng ta đều là khán giả, là người bên ngoài bóng tối còn Cơ Ngân đang ở bên trong, phán đoán bên ngoài và nhìn thấy bên trong là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Dù bên ngoài thấy được sơ hở thì cũng phải phá từ bên ngoài, Cơ Ngân muốn phá thì chỉ có thể ở bên trong. Bảo hắn nhận thua đi, đánh không lại đâu, Bạch Huyền Thạch lên tiếng. Chưa chắc hắn đã nghe thấy lời người ngoài nói, Linh Lung bảo. Trên đài vẫn còn một người đó mà, Bạch Huyền Thạch ho khan. Đúng vậy, trên đài ngoài Triệu Bân và Sở Vô Xương ra vẫn còn một sinh vật sống khác. Cũng chính là Ngô Huyền Thông đang chắp tay đứng đằng kia đang quan sát từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy tò mò, tất cả cũng vì đây là lần đầu tiên thấy được thuộc tính bóng tối, cũng là lần đầu tiên thấy màn đêm vô hạn nên hết sức ngạc nhiên, ông ta là địa tạng tầng cao nhất, tất nhiên vẫn có thể nhìn ra được sơ hở ở đâu, ông ta liếc cái đã biết. Thấy thì có thấy đấy nhưng không thể nói thẳng ra. Nhìn thấy rồi nhắc nhở, đó là gian lận. Cả ông ta còn có thể nhận ra thì nói chi là Nguyệt Thần. Nguyệt Thần vẫn nhàn nhã không có ý định nhắc nhở tí nào. Nếu chỉ thế mà cũng không thể phá được thì Triệu Bân quá là kém cỏi rồi. Phụt, phụt. Trong màn đêm, màu máu vẫn hiện lên hết lần này đến lần khác. Đó là máu của Triệu Bân, đi đến đâu cũng bị Sở Vô Xương tóm được, chạy đến đâu cũng bị đánh như tử. Thế này, thì đánh làm sao được, Tử Viêm ho khan. Từ dưới đài có thể trông thấy Cơ Ngân nhưng lại chẳng thể nhìn được Sở Vô Xương. Bọn họ chỉ thấy Triệu Bân ngày càng đẫm máu, như một con ruồi không đầu cứ lao đi khắp nơi trong thế giới bóng tối,
một tấm bia hình người hàng thật giá thật. Màn đêm vô hạn này đúng là gian lận cấp thần mà, Kiếm Nam khẽ than thở. Nhìn xem, ta đã bảo mà, hắn không thể đánh lại Sở Vô Xương đâu, người xem đều nói thế. Hắn là người đầu tiên có thể đánh với Sở Vô Xương được lâu như thế. Đừng quên hắn chỉ là cảnh giới chân linh, nếu cùng cấp. Có lẽ đã thắng rồi. Dù có thua cũng không hề mất mặt tí nào. Tiếng xì xào bàn tán cứ vang lên mãi, họ không phải kẻ ngốc, ai thua ai thắng họ đều tính toán hết cả rồi. Cơ ngân mạnh đã là sự thật không thể chối cãi, kẻ thù như Vệ Xuyên, như bọn Vệ Đằng cũng buộc lòng phải thừa nhận rằng cơ ngân rất đáng sợ. Cảnh giới chân linh thì có thể tóm được cả đống, nhưng khủng bố như cơ ngân thì chắc chỉ có một, trong cảnh giới chân linh đó, nói hắn là vô địch cũng không đủ. Lỗ hổng ở đâu? Triệu Bân lướt đi như một cơn gió, nhưng đi đến đâu cũng thấy màu máu. Hắn không chỉ trốn mà còn đang quan sát màn đêm vô tận này, chỉ cần một lỗ hổng là được. Keng, keng. Trong lúc đó, hắn liên tục ném bùa lôi quang ra. Quỷ dị nhất là ánh sáng của bùa lôi quang hoàn toàn không thể sáng lên trong thế giới u tối này, thỉnh thoảng có một lá nổ tung thì vầng sáng của nó cũng bị bóng tối cắn nuốt tiêu diệt, vẫn không thể nhìn thấy gì cả. Không thể thấy được ánh sáng ư, Triệu Bân nhíu mày. Có lẽ đó cũng là sự quỷ dị của thế giới bóng tối. Chỉ cần là ánh sáng, chỉ cần không phải là ánh sáng từ Sở Vô Xương thì đều bị bóng tối cắn nuốt, hắn chắc chắn mình vẫn chưa thấy được màn đêm vô hạn hoàn hảo nhất, nếu nó được lĩnh ngộ sâu hơn thì sẽ khủng bố hơn rất nhiều. Keng! Trong lúc suy nghĩ thì Sở Vô Xương lại đâm thêm một kiếm tới. Thiên lôi trận! Triệu Bân khẽ quát, thanh kiếm cắm xuống mặt đất. Mũi kiếm bắt đầu xuất hiện những tia sét, tấn công toàn diện trong suốt bán kính mấy trăm mét. Bốp, keng keng. Trong bóng đêm có tiếng kim loại va chạm vang lên, đó là tia sét của thiên lôi trận đánh trúng Sở Vô Xương, chẳng qua nó không thể phá được lớp phòng ngự của cô ta, thậm chí. Chỉ có thể làm lóe lên một tia lửa khi chạm vào áp giáp, nói là tia lửa nhưng cũng chẳng thấy gì, tất cả mọi ánh sáng đều bị bóng tối nuốt chừng. Ta khinh. Triệu Bân dùng bùa lơ lửng bay thẳng lên trên. Tiếng là bóng tối vẫn luôn làm bạn bên cạnh, đi tới đâu vẫn là một màu tăm tối. Hệt như một loại ảo thuật, đi thế nào cũng không thể thoát ra được. Điều đó lại càng đáng sợ. Triệu Bân cảm thấy đau não, rõ ràng có thể chiến đấu được nhưng lại không cách nào dùng đến sức mạnh ấy. Người xem bên dưới ho khan, bọn họ thấy rất rõ ràng. Triệu Bân đang nhào qua lộn lại bên trong, bí pháp liên tục đánh ra nhưng lại không trúng Sở Vô Xương, hao tốn chân nguyên vô ích. Phụt! Lại là màu máu, kiếm chém trúng Triệu Bân khiến hắn là lảo đảo. Nói thật thì mọi người cũng không nỡ nhìn, Triệu Bân đã biến thành tấm bia người, bị đánh quá thảm. Chịu nhận thua chưa? Trong màn đêm vang lên tiếng nói khe khẽ của Sở Vô Xương. Âm thanh đó không có nơi bắt đầu. Nó vang lên từ bốn phương tám hướng, không thể xác định được vị trí của cô ta nhờ âm thanh. Không nhận. Triệu Bân trả lời như thế, hắn vẫn còn nhảy nhót bên trong màn đêm. Nghe thấy lời Sở Vô Xương, khóe miệng hắn chợt cong lên chút ý cười, hay có thể nói là hắn đã tìm thấy lỗ hổng, nghe hơi thở của Sở Vô Xương, có lẽ cô ta sắp gục ngã rồi, có vẻ đang bị thương rất nặng. Nếu hắn đoán không sai. Sử dụng đến thuộc tính bóng tối này khiến Sở Vô Xương tiêu hao quá nhiều. Cấm pháp bá đạo thì cũng phải đánh đổi rất nhiều, điều đó là chắc chắn. Thế nên, cứ tiêu hao đi, để xem ngươi đánh ta tàn phế trước hay ta khiến ngươi bị mài mòn đến mức không thể gắng gượng nổi. Ngọn núi băng khổng lồ đó đã bị hắn tìm thấy một góc rỗng tuếch, nói không chừng vẫn còn lỗ hổng khác. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, thế giới bóng tối chợt run lên. Hắn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng than khẽ và kêu rên của Sở Vô Xương. Hắn chẳng cần nhìn cũng biết, đó là Sở Vô Xương với gương mặt trắng bệch và vẻ đau đớn trên vầng trán. Thì ra là thế, liên kết với tinh thần hả? Triệu Bân cười thầm, dù bị Sở Vô Xương liếc mắt một cái vẫn cười cực kỳ vui vẻ. Hắn lại tìm thấy một lỗ hổng nữa rồi. Gào! Hắn há miệng gào to, cộng hưởng với võ hồn. Sóng âm đáng sợ cùng long ngâm kháng hồn, là bí pháp hổ gầm long ngâm. Khỏi phải nói, hắn vừa gào lên một cái thì bóng tối lại run rẩy.
Trong màn đêm, Sở Vô Xương cũng rên lên một tiếng. Hay lắm. Triệu Bân hăng hái hơn rồi, hắn lại gân cổ lên gào, hết tiếng này đến tiếng khác, âm thanh kháng hồn ngày càng mạnh mẽ, ngày càng bá đạo, ai không biết còn tưởng bên trong có một con rồng đang rít gào ấy chứ. Lỗ hổng hắn tìm thấy cực kỳ chính xác và đúng lúc. Đúng vậy, màn đêm vô hạn liên kết với tinh thần của Sở Vô Xương. Những đòn tấn công khác không có hiệu quả với bóng tối, nhưng sóng âm, nhất là sóng âm từ võ hồn thì có thể trực tiếp chấn động màn đêm, chấn động cả Sở Vô Xương, chúng một chiêu thôi cũng sẽ cực kỳ khó chịu. Nếu hai người bọn họ mà đổi với nhau, nếu Sở Vô Xương có võ hồn thì Triệu Bân gục ngã là điều chắc chắn, đã bảo mà. Trên đời làm gì có vạn pháp bất xâm, vẫn chưa lĩnh ngộ hết thì chắc chắn sẽ đầy sơ hở. Gào. Tiếng long ngâm cuối cùng, bóng tối run lên dữ dội, vỡ tan mất một góc. Trên đỉnh đầu Triệu Bân xuất hiện một khe hở, ánh mặt trời từ trên đó chiếu vào. Chính là nó. Triệu Bân hét to, dùng bùa lơ lửng để lướt theo tia sáng mặt trời ra ngoài. Chạy đi đâu, Sở Vô Xương đuổi theo. Vấn đề là Triệu Bân quá nhanh, hắn đã bay thẳng lên cao. Mẹ ơi, hắn cũng biết bay hả, Màn Đằng ngẩng đầu lên xem, hai mắt sáng rực rỡ, hắn ta cực kỳ thích những người biết bay, dù ai bay lên hắn ta cũng sẽ gào to một tiếng. Mở, cho ta. Triệu Bân dừng lại giữa không trung, một kiếm chém xuống. Kiếm này nhanh chóng phá tan bóng tối, cuối cùng cũng để lộ đài chiến đấu ban đầu. Phụt. Sở Vô Xương phun máu, bước chân lảo đảo suýt ngã quỵ. Đúng như những gì Triệu Bân đoán, mặt mũi cô ta tái nhợt, trên trán là sự đau đớn khó chịu, khóe miệng cũng liên tục trào máu, chúng phải nhiều hổ gầm long ngâm như thế, dù cô ta có cấp bậc tinh thần cao cách mấy cũng chẳng thể đỡ nổi. Phụt. Một người khác cũng phun máu chính là Triệu Bân, đang lơ lửng giữa không trung nhưng cũng lảo đảo, không biết là bị Sở Vô Xương đánh quá thảm. Hay là do gào to quá nên khiến phổi và võ hồn bị thương. Cuối cùng vẫn bị hắn phá, lão đạo Âu Dương ho khan nói. Mới vừa nãy còn thề son sắt nói cơ ngân sẽ thua, thời gian mới trôi qua có bao lâu đâu đã bị vả mặt bôm bốp rồi. Các trưởng lão khác cũng ho khan, họ không đánh giá cao cơ ngân, kết quả hắn lại nhảy ra được rồi. Lần đầu tiên dùng thuộc tính thứ tư đã bị phá, có thấy xấu hổ không nhỉ? Kiếm Nam cầm một quyển sổ ghi chép, lại gạch thêm một cái lên đó, mỗi nét gạch đó là một lần đầu tiên, mấy kỷ lục mà cơ ngân đạt được hắn ta đều ghi rất kỹ, chờ sau này lôi ra làm màu khoe khoang các kiểu. Cơ ngân, ngươi thật sự rất khá, Sở Vô Xương đứng thẳng dậy, ngửa đầu nhìn lên trời. Sư tỷ nể tình, Triệu Vân lảo đảo một chút cũng đứng vững, thở hắt ra một hơi thật dài. Ngươi, không thể thắng được ta, Sở Vô Xương thản nhiên nói. Cái đó thì chưa chắc, Triệu Bân bình tĩnh lại, bắt đầu ma sát mãnh liệt. Đại chiêu, hắn lại sắp dùng đại chiêu rồi, Màn Đằng gào to. Cực đạo, đại la thiên thủ. Chợt nghe thấy tiếng gào của Triệu Bân, một chưởng từ trên trời đè xuống. Lọt vào tầm mắt họ chính là bàn tay năm ngón khổng lồ, những ngón tay được khắc chữ triệt. Nhìn thấy chưởng ấn đó, ánh mắt tất cả mọi người nhìn Triệu Bân như sắp lé đến nơi. Nếu bọn họ không nhìn lầm thì đó rõ ràng là lăng tiêu băng ấn của Hàn Tuyết cơ mà. Sao sang đến miệng ngươi lại biến thành đại la thiên thủ, hơn nữa còn đặt cho cái tên nghe đáng ghét như thế. Tại sao hắn lại biết đến bí pháp này? Hàn Tuyết khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp lại, ở đây chỉ có cô ta là người thấy rõ nhất. Cái gì mà đại la thiên thủ, đó rõ ràng là lăng tiêu băng ấn của cô ta. Chuyện gì thế không biết? Đổi tên cái là thành của người rồi hả? Ta không cần biết, nói chung là ta thực hiện được đấy, với độ dày của da mặt Triệu Bân thì chắc chắn hắn sẽ nói thế. Bàn tay năm ngón khổng lồ rơi xuống, sức mạnh vô tận. Phá! Sở Vô Xương cũng triệu hồi xong kiếm, một kiếm chỉ lên bầu trời cao vút, chém ngang qua bàn tay. Ngươi còn cái gì để dựa vào, Sở Vô Xương hét lớn. Ta sẽ để cô đánh cho đã, trên không, Triệu Bân dừng lại. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt. Sau đó, hắn bắt đầu đọc chú ngữ vang vọng cả vòng trời. Nghe giọng hắn thì có vẻ sắp tới, chắc hẳn là đại chiêu trong đại chiêu.
Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía đó. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tải, tiền. Chu tiên. Cuối cùng Triệu Bân cũng đã dùng đến đại chiêu, hai ngón tay khép lại, từ trên trời rơi xuống, tạo thành một luồng kiếm quang màu vàng, bên trong có những tia sét xé rách tất cả, cũng có khí huyền hoàng quanh quẩn, sức mạnh nghiền nát mọi thứ. Cái tên đó mặt dày không sao tả nổi rồi, kiếm nam bùi ngùi nói. Nếu ta không nhìn lầm thì hắn đang muốn dùng cực diệt thiên linh của Liễu Như Nguyệt. Chỉ đổi cho nó một cái tên khác mà thôi. Tiện thể, còn bỏ thêm mấy cái chú ngữ chẳng có tí tác dụng gì. Hắn còn biết cả cực diệt thiên linh của ta, Liễu Như Nguyệt thì thào. Dù có bỏ thêm một đống chú ngữ thì vẫn không thể che giấu đi sự thật rằng đó là cực diệt thiên linh. Nói bậy, đó là quyết cửu tự chu tiên mà ta cải tiến thành. Nếu Triệu Bân mà mạnh miệng lên thì chắc chắn đó sẽ là kịch bản của hắn. Sao cái gì hắn cũng biết thế? Thiên Cang hộ thể, cực diệt thiên linh, lăng tiêu băng ấn, bạo thiên lang nha, đao phách thiên trảm. Am hiểu hết tất cả mọi thứ trên đời ư. Nhìn kiếm quang từ trên trời lao xuống, tiếng bàn luận bên dưới vang vọng, tất cả những đại chiêu đáng sợ mà các đệ tử yêu nghiệt trước đó hắn đều dùng rất thoải mái. Không chỉ dùng thoải mái mà sức mạnh còn vượt xa bản thể. Học trộm thật ư. Có thể học được nhanh thế ư. Cái này thì Triệu Bân cũng chẳng biết gì. Chẳng biết tại sao, từ khoảnh khắc nào đó thì hắn học cái gì cũng nhanh, nhanh đến mức cả hắn cũng không dám tin. Thiên phú của hắn, hình như càng ngày càng mạnh. Nguyệt thần khẽ nói, cả người làm sư phụ như cô ta cũng thấy nghi ngờ. Sau đó, cô ta nhắm mắt lại. Lại một giây sau, cô ta lại mở mắt, đôi mắt rực sáng, đây là lần đầu tiên cô ta thật sự nhìn lén Triệu Bân. Vì thế không tiếc dùng đến con mắt của thần. Rất lâu sau đó cô ta mới khẽ híp mắt lại. Rồi thời gian lại trôi qua, lại có giọng cô ta nói khẽ, chúc phúc của thần. Ở đâu ra thế nhỉ? Nếu ta chết thì sẽ đến phiên ngươi. Trong hoảng hốt, dường như cô ta nghe thấy trong lời chúc phúc đó có những lời như thế. Nghe thấy điều không nên nghe, hồn thể của cô ta lại gặp phải cắn trả thần bí. Bấy giờ, cả ánh trăng trong tay cô ta cũng suýt tắt ngóm. Keng! Kiếm quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, trở thành vầng sáng rực rỡ nhất trên không trung. Dù là cực diệt thiên linh, hay là quyết cửu tự chu tiên, một đòn đó đều có sức mạnh nghiền nát. Liễu Như Nguyệt không cách nào tin nổi. Đó là cực diệt thiên linh của cô ta. Vào tay cơ ngân lại có thể tạo thành sức mạnh như thế. Sở Vô Xương cũng nhíu mày, từ kiếm quang đó, có thể cảm nhận được sự hủy diệt, nếu chống lại thì chết là chuyện không gì có thể nghi ngờ, cô ta cũng không dám tin, không thể tin nổi cơ ngân bị thương nặng lại đánh ra được một chiêu đó. Nhà đầu, Ngô Huyền Thông trầm giọng nói. Đó là lời nhắc nhở, một là nhận thua, hai là xuất chiêu, đừng có đứng nghệt mặt ra đó. Một kiếm của cơ ngân có thể tước đi mạng người, nếu muốn dùng cơ thể để chống đỡ, e là sẽ bị giết chết. Keng! Sở Vô Xương bình tĩnh lại, một tay cầm kiếm dựng thẳng lên. Sau đó, cô ta lau máu trên thân kiếm, vô song kiếm sáng rực cả lên, vầng sáng ngũ sắc cùng với kiếm uy đáng sợ, kiếm khí ngũ sắc tung hoành ngang dọc khiến ánh lửa lóe lên bốn phía. Ngũ cực, thiên diệt! Sở Vô Xương khẽ quát một tiếng. Một kiếm chỉ thẳng lên trời. Cùng với tiếng kiếm đó là ánh kiếm ngũ sắc mang theo kiếm thể vút lên cao. Tất cả mọi người đều đứng dậy, ngửa đầu lên trời. Ầm. Kiếm quang màu vàng từ trên trời giáng xuống và ánh kiếm ngũ sắc nghịch thiên hướng lên va chạm vào nhau. Đột nhiên, một vầng sáng đáng sợ lấy điểm va chạm làm trung tâm bắn ra bốn phương tám hướng cùng với xu thế hủy diệt tất cả, không khí và linh khí lơ lửng đều bị vầng sáng nghiền nát thành tia lửa, ngọn núi cao vút bị vầng sáng đó chém nát một góc đỉnh núi. Rầm. Rất nhiều người âm thầm nuốt nước miếng, chỉ là dư chấn thôi mà cũng khủng bố đến thế ư. Ai mạnh ai yếu, mọi người thì thào. Trong ánh mắt tập trung của tất cả mọi người, hai luồng kiếm quang cùng nổ tung. Phụt. Triệu Bân phun máu, rơi xuống từ trên trời. Phụt. Sở Vô Xương cũng phun máu. Gặp phải dư chấn bị hất tung ra ngoài.
Trong lúc văng đi, áo giáp ngũ sắc trên người cô ta cùng ầm ầm nổ tung. Không phân cao thấp ư, lão Trần Huyền suy ngẫm nói. Trên thực tế, cơ ngân đã thắng rồi, lão đạo Âu Dương hít một hơi thật sâu. Những lời đó không có ai phản bác. Nên biết rằng, cơ ngân chỉ mới đến cảnh giới chân linh. Còn Sở Vô Xương lại là cảnh giới huyền dương hàng thật giá thật. Cảnh giới có sự chênh lệch, nếu hai người cùng cấp thì e là Sở Vô Xương đã bị đánh bại. Trong lúc suy nghĩ thì Triệu Bân đã đáp xuống đất. Đại chiến đấu xui xẻo, bị hắn va xuống thành cả cái hố to. Cát đá bay tứ tung, mỗi một viên đá hạt cát bét lên đều nhuộm đẫm máu của hắn, trông rợn cả người. Tất cả mọi người đều im lặng, mấy phút trôi qua vẫn không có một âm thanh nào vang lên. Sở Vô Xương là người đầu tiên đứng dậy, cùng với Vô Song kiếm nhuộm máu, thất tha thất thểu. Đây là lần đầu tiên thấy người bị đánh thảm đến thế này. Nguyệt Linh thì thào, giật mình đến nỗi phải mím môi, khiếp sợ cơ ngân. Cảnh giới chân linh nho nhỏ lại có thể đánh Sở Vô Xương ra nông nỗi này, dù thua cũng là một thế hệ anh tài kỳ tích. Đã phân thắng bại, Ngô Huyền Thông lẩm bẩm. Sở Vô Xương, thắng rồi, dưới đài có rất nhiều người lên tiếng. Ta, vẫn chưa thua mà. Kịch bản và mặt luôn đến quá nhanh khiến con người ta không kịp trở tay. Cũng trong ánh mắt của tất cả mọi người, Triệu Bân từ dưới hố bước ra, cả người đầy máu, bước chân lảo đảo. Kia! Thấy thế, tất cả mọi người đều giật mình hoảng hốt. Nói cơ ngân là con gián thì uất ức cho hắn quá, nói hắn là cả nhà gián thì hợp lý hơn, chịu đòn rất khá. Ngươi! Sở Vô Xương chợt hoảng hốt, lùi từng bước về phía sau. Sau khi lùi lại, nỗi khiếp sợ chợt dâng lên từ tận linh hồn, tiểu võ tu này. Không thể đánh được ư. Trận chiến, chỉ mới bắt đầu thôi. Triệu Bân cũng rất mạnh, cố gắng giữ vững cơ thể. Vẫn chưa hết mà, hắn vẫn còn quân bài tẩy chưa lật nữa mà. Làm sao mà nhận thua cho được. Cùng cấp, ta sẵn sàng công nhận ngươi là người mạnh nhất. Sở Vô Xương chợt lảo đảo, cố gắng giữ vững bước chân. Những lời đó được thốt ra từ tận đáy lòng, ở đây không có người nào phản đối. Đến đây. Sau tiếng hét của hắn, kiếm lại được rút ra tấn công. Sở Vô Xương không hề di chuyển, chỉ rút kiếm đứng đó. Triệu Bân còn chưa kịp đánh thì đã thấy trên người cô ta. Chợt lóe lên vầng hào quang. Khoảnh khắc đó, dường như cô ta đã hóa thân thành mặt trời, ánh hào quang rực rỡ chói mắt. Khán giả bên dưới bị chói đến nỗi nổ đom đóm mắt. Đó, chỉ là dư chấn mà thôi. Cơ ngân đang ở trên đài lại phải nhận lấy toàn bộ đòn tấn công ấy, hai mắt nhanh chóng chìm vào bóng tối. Thuộc tính thứ 5, ánh sáng. Triệu Bân khẽ nói, thế công của hắn nhanh chóng tan thành mây khói, bước chân lảo đảo. Hắn đã nhắm mắt, hay có thể nói là bị ánh sáng làm chói mắt đến mức mù lòa, máu tươi từ khóe mắt dâng trào. Chảy dọc xuống hai má, cả võ hồn của hắn cũng bị thương nặng, không rõ là do ánh sáng quá mạnh hay hắn chưa đủ am hiểu về vạn pháp trường sinh quyết mà lại không thể chữa được vết thương này. Tại sao thuộc tính thứ 5 lại là ánh sáng được, Tô Vũ nhíu mày. Có vấn đề gì hả, Man Đằng gãi đầu. Đâu chỉ là vấn đề, còn là vấn đề rất lớn, Dương Phong lập tức nói ngay, thuộc tính thứ 4 là bóng tối, có sự đối lập với thuộc tính ánh sáng thứ 5. Cùng xuất hiện trên một người chắc chắn sẽ bị cắn trả, cô ta lại không hề hấn gì. Ánh sáng và bóng tối, đúng là khiến con người ta không cách nào tin nổi, Huyễn Mộng khẽ nói. Đúng là thuộc tính ánh sáng, Đan Huyền chợt thổn thức. Tất cả các trưởng lão ở đây cũng có vẻ mặt đó, đầy khiếp sợ và cực kỳ khó hiểu. Đúng như lời Dương Phong nói, hai thuộc tính đối lập nhau đó, tại sao lại có thể xuất hiện trên cùng một người? Sở Lam. Cháu gái nhà ngươi đáng sợ thật, Linh Lung chậc lưỡi nói. Chẳng phải nói gì nhiều, chỉ bàn về hai thuộc tính đối lập đó thôi thì thiên hạ này đã không tìm thấy người thứ hai rồi. Càng miễn bàn đến việc cô ta còn ba loại thuộc tính khác nữa. Nhiều thuộc tính như thế, cô ta có thể phối hợp một cách hoàn hảo mà không bị cắn trả. Từ đó có thể thấy được thiên phú là thứ đáng sợ đến mức nào, bây giờ cô ta vẫn còn sống chính là kỳ tích. Năm loại thuộc tính. Cả thiên hạ đều biết rồi, Đào Tiên Tử khẽ nói. Mới đó không lâu, chỉ có ba người biết được thuộc tính thứ 4 và thứ 5.
Nay, bí mật đó đã được công bố cho tất cả mọi người đều biết. Lần này phải cảm ơn Cơ Ngân. Nếu không phải hắn quá mạnh, Sở Vô Xương đã không bị ép phải dùng đến hai loại thuộc tính này. Vân Yên không nói gì, chỉ nhìn đồ đệ của mình, hai mắt chảy máu, có lẽ đã bị thương rất nặng. Hai mắt của hắn, ngu, Lăng Phi nhỏ giọng nói. Không có người nào trả lời, vừa liếc mắt một cái là có thể nhận ra đáp án, hai mắt hắn đã bị sự chói lóa ấy làm mù. Triệu Bân lẳng lặng đứng đó, trong tay cầm Long Uyên kiếm, có máu tươi chảy dọc theo thân kiếm. Ngươi, là người đầu tiên khiến ta phải dùng hết năm loại thuộc tính, Sở Vô Xương thản nhiên nói. Ta, quả là vinh hạnh, giọng Triệu Bân trở nên khàn khàn. Hai mắt đã mù, không còn thị lực nữa. Võ hồn bị thương nặng, giác quan cũng tổn thương rất nặng nề. Tiếp theo, phải nhắm hai mắt lại đánh. Sở Vô Xương đối diện cũng không khá hơn là bao, khóe miệng cứ liên tục trào máu. Dùng liên tục hai đại chiêu, khí huyết đã bắt đầu cạn kiệt. Sức lực con người là có hạn, chẳng hạn như cô ta. Có năm loại thuộc tính, cần phân ra năm nguồn sức mạnh để tìm hiểu, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô ta mới khai thác được chút da lông của thuộc tính thứ tư, thứ năm, vẫn chưa đến mức thuần thục, cũng vì thế nên mới không thể phát huy được sức mạnh lớn nhất của hai thuộc tính đó, nếu không Cơ Ngân đã ngã xuống từ lâu rồi. Dưới đài không có người nào lên tiếng, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Nếu theo lời Cơ Ngân thì trận đại chiến bây giờ mới bắt đầu, ai thắng ai thua, cũng chưa biết được. Chiêu thức cuối cùng, quyết định thắng thua, cùng lúc đó, hai người đều chăm miệng một lời, thể hiện khi thế cuối cùng. Đều là nở mạnh hết đà, có đánh nữa cũng như không thôi, chỉ có thể dồn sức vào chiều cuối, sau chiều này sẽ có thắng có thua, dù là Triệu Bân hay Sở Vô Xương đều bất lạc đánh ra chiêu thứ hai.